Đệ nhị yêu cơ cười trêu nói, Phi Huyết, không cần như thế hốt hoảng, hắn là luân hồi chi chủ, sau này ngươi tóm lại muốn phục vụ hắn. Chỉ Phi Huyết gò má ửng đỏ, nói, tiểu thư. Đệ nhị yêu cơ nói, người bị Đa Bảo Thiên Quân nhốt đánh khảo, vừa nói ra cái bí mật kia lai lịch sao. Chỉ Phi Huyết hoảng hốt vội nói, không có, tiểu thư, người yên tâm, cái bí mật kia, ta là chết cũng không biết nói. Đệ nhị yêu cơ cười khẽ, vuốt ve Chỉ Phi Huyết gò má, lại sửa lại một chút nàng tóc tán loạn, ôn nhu được giống như một đại tỷ tỷ vậy, nói, rất tốt, thật ngoan, người cực khổ. Chỉ Phi Huyết nói, không khổ cực. Đệ nhị yêu cơ nhẹ khẽ gật đầu, cầm ra một ít đan dược, đưa cho nàng, nói, người bị thương không nhẹ, nguyên khí hao tổn to lớn, thật tốt điều tức. Chỉ Phi Huyết nói, tạ tiểu thư. Đệ nhị yêu cơ lại gật đầu một cái, nói ta cùng luân hồi chi chủ, đến bên kia trò chuyện một chút, chính ngươi cực kỳ điều dưỡng. Chỉ Phi Huyết nói, Đệ nhị yêu cơ thành thực đứng dậy, cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần miễn cưỡng duy trì chấn định. Đệ nhị yêu cơ nhẹ kéo hắn cánh tay, mang hắn đi đến xa xa bí mật trong rừng. Đi tới trong rừng rậm sau đó, đệ nhị yêu cơ chính là hung hãn đem Diệp Thần đẩy té trên bãi cỏ. Diệp Thần chỉ sợ mình sẽ bị yêu nữ này ép khô, nói yêu cơ cô nương, xin tự trọng. Đệ nhị yêu cơ xích xích cười một tiếng, thoáng thu liễm một chút, nói, được rồi, thái thượng công đức chiến sắp tới, ta cũng không trêu cợt ngươi, chúng ta vẫn là muốn, làm sao ở công đức chiến bên trong, đoạt được đầu tên đi. Diệp Thần nói, yêu cơ cô nương, người vậy tham chiến sao? Đệ nhị yêu cơ cười mỉa nói, còn không xác định, ta coi như tham chiến, vậy sẽ hết sức phụ trợ ngươi lên đỉnh. Diệp Thần tâm thần hơi lay động, nói, đa tạ. Đệ nhị yêu cơ nói, không cần cảm ơn ta, ngươi muốn lấy đệ nhất, trọng yếu nhất, vẫn là dựa vào mình lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, nàng liền giọng đều không lại khinh bạc, mà là cẩn thận ngưng trọng. Hiển nhiên, vậy quá trên công đức chiến, đối nàng mà nói, vậy là vô cùng trọng yếu. Nàng trong ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng cùng trông đợi. Nàng trông đợi Diệp Thần lên đỉnh. Dẫu sao, Diệp Thần chính là nàng coi trọng nhất người đàn ông. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn cũng rất rõ ràng, người khác trợ giúp, vĩnh viễn chỉ là ngoại lực, chỉ có tự thân thực lực, mới thật sự là đáng dựa vào tồn tại. Thừa dịp có thời gian, ta giúp người huấn luyện huấn luyện. Đệ nhị yêu cơ đứng lên, rút ra một thanh trường kiếm, ngắm nhìn Diệp Thần, rút kiếm đi, để cho ta xem ngươi kiếm đạo. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đệ nhị yêu cơ, lại muốn giúp mình huấn luyện. Đệ nhị yêu cơ nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, ngươi không phải tu luyện qua Trảm Thiên Cửu kiếm sao? Ngươi luyện đến thứ mấy kiếm? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, đã luyện đến kiếm thứ 7. Trảm Thiên Cửu kiếm bí ẩn, đệ nhị yêu cơ lại có thể cũng biết, người phụ nữ này, rốt cuộc là thân phận gì? Diệp Thần bộc phát tò mò. Đệ nhị yêu cơ nói, đã luyện đến kiếm thứ 7 liền sao? Không tệ. Nhưng người muốn ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, đoạt được đầu tên, nhất định phải luyện thành kiếm thứ 9 mới được. Đa Bảo Thiên Quân sẽ không bỏ qua ngươi, tà phái bên kia người, nhất định không tiếc bất cứ giá nào, muốn ở Công Đức Chiến bắt đầu sau đó, đem ngươi tiêu diệt, người muốn giết ngược, thậm chí đoạt cúp, kiếm thứ 9 Phượng Vũ Cửu Thiên, phải luyện thành. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói kiếm thứ 9 Phượng Vũ Cửu Thiên, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua. Chỉ còn lại mấy cái tháng thời gian, ta làm sao có thể luyện thành. Thời khắc này Diệp Thần, liền kiếm thứ 8 sát tâm vô ngân, cũng không có luyện thành, khoảng cách kiếm thứ 9, còn khá là xa xôi. Đệ nhị yêu cơ ánh mắt lạnh lùng, nói ra nói, ta sẽ dạy ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần ngây dại. Chẳng lẽ Trảm Thiên Cửu kiếm cuối cùng một kiếm, đệ nhị yêu cơ lại có thể nắm giữ. Điều này sao có thể? Phải biết, cho dù liền Diệp Lâm Uyên, cũng chỉ là luyện đến kiếm thứ 8 mà thôi. Cuối cùng một kiếm, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua. Thậm chí, ở Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm phổ trên, cuối cùng một kiếm bí ẩn, cũng là hoàn toàn trống không. Một kiếm này, có lẽ căn bản không tồn tại. Nhưng hiện tại, đệ nhị yêu cơ lại nói, nàng sẽ dạy Diệp Thần cuối cùng một kiếm, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Động thủ đi, người muốn hiểu kiếm thứ 9. Ít nhất phải trước luyện thành kiếm thứ 8 mới được. Đệ nhị yêu cơ thần sắc lạnh lùng, lại vậy không một chút khinh bạc. Thời khắc này nàng,
cầm kiếm nơi tay, lạnh lùng được xem một cái đứng đầu nhất sát thủ. Diệp Thần thấy nàng cái này tư thái, trong lòng tuyệt đối tin tưởng, nàng có thể đem Chỉ Phi Huyết bồi dưỡng ra. Nàng thật có tư cách, đem một cái nha hoàn, bồi dưỡng thành cực diệt cung cao cấp sát thủ. Suy, đệ nhị yêu cơ khua kiếm giết ra, đâm thẳng hướng Diệp Thần tim. Một kiếm này sát khí xâm nghiêm, lại hàm chứa từng tia quỷ khí, hiển nhiên là quỷ vương giới kiếm pháp tuyệt học. Diệp Thần không dám khinh thường, lùi về phía sau một bước, huy động luân hồi thiên kiếm. Kiếm một, Thiên Lý Tuyết. Hắn thi triển ra kiếm thứ một, nhất thời cuồng bạo gió tuyết, gào thét ra, băng lãnh như hàn xương vậy kiếm khí, hướng đệ nhị yêu cơ tập sát đi. Đệ nhị yêu cơ sắc mặt lạnh lùng, tiện tay khoác liền một cái kiếm hoa, nhưng ung dung hóa giải được Diệp Thần băng tuyết kiếm ý, nói quá yếu, kiếm ngươi nói, chỉ có như thủy chuẩn này sao? Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng là cảm thấy đệ nhị yêu cơ thực lực cường hãn, kiếm pháp thông thường, căn bản không có thể thương tổn tới nàng. Kiếm 6, Thánh Vương Phách Giả. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh khí thúc dục, trên thân kiếm toát ra hy quang, như phách tuyệt thiên hạ Thánh Vương, quân lâm vũ nội, kiếm khí uy thế, đột nhiên hung mãnh mười mấy lần, như muốn băng thiên vậy chém về phía đệ nhị yêu cơ. Đệ nhị yêu cơ cảm nhận được Diệp Thần khí thế, cũng là khẽ gật đầu, nói cũng không tệ lắm, nhưng, còn chưa đủ. Nàng ngay lúc nói chuyện, đầu ngón tay múa kiếm như quỷ mị, hoành tuyệt ngân hà, đem Diệp Thần vương phách kiếm thế, hoàn toàn che hết. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt khí thế nghiền ép tới, hô hấp nhất thời nghẹt thở, lui về phía sau hai bước, trước mắt bỗng nhiên một hoa, sau đó cảm thấy có một đoàn dị thường và đầy đặn, đè ép đến mình trên thân hình. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã chết. Đệ nhị yêu cơ thiếp đến Diệp Thần trên mình, hai người thân thể không khoảng cách dán chặt trước, nhưng trên mặt nàng cũng không có chút nào trêu chọc cùng nhu tình, chỉ có lạnh lùng cùng sát khí, kiếm trong tay gác ở Diệp Thần trên cổ. Diệp Thần hơi toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ có một cái ý tưởng. Người phụ nữ này, thực lực đặc biệt khủng bố. Đệ nhị yêu cơ lui về phía sau, cầm kiếm đứng, nói, lại tới. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nhất thời chấn định tâm thần, cả người sự chú ý hoàn toàn tập trung lại, thức hải tiến vào một cổ huyền diệu cảnh. Ở Diệp Thần bên người chảy xuôi một dòng suối nhỏ, bỗng nhiên ngưng lưu động, không khí vậy dừng lại, chung quanh thời gian, thật giống như hoàn toàn tạm ngừng. Chỉ thủy kiếm đạo. Đệ nhị yêu cơ thấy vậy bất động dòng suối, mắt đẹp hơi co rúm một cái. Kiếm 7, tạo hóa thiên hạ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, khua kiếm giết ra, sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 7. Một kiếm này, tên là tạo hóa thiên hạ. Đương thời kiếm chém ra, thiên hạ vạn sự vạn vật, tựa như đều bị trấn áp. Uy mãnh tạo hóa thần uy, dung chuyển hoàn vũ, cuốn lên mưa gió, cả thế giới cũng dung chuyển lên. Đệ nhị yêu cơ trong tròng mắt, lộ ra kinh hãi thần sắc, tựa hồ không dám tin tưởng, Diệp Thần có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy một kiếm. Nàng từ một kiếm này bên trong, bắt được chỉ nước kiếm đạo tuyệt diệu, còn có sắt thép chi đạo, người đồ sắt chi đạo, luân hồi chi đạo bí ẩn. Diệp Thần một kiếm này, có thể nói là toàn lực mà làm, hắn đem chỉ thủy kiếm nói, thiết phương tọa, nhân đồ thánh bôi vân. Vân tinh túy, toàn bộ dung nhập vào một kiếm này bên trong, thậm chí còn thiêu đốt lên mình luân hồi máu tươi. Đây có thể nói là liều mạng một kiếm, thần uy mạnh, vậy vô lượng cảnh cao thủ, đối mặt một kiếm này, cũng chỉ có vẫn diệt kết quả. Đệ nhị yêu cơ thần sắc ngưng trọng, thủ quyết một nặn, ấn đường hiện ra một đóa hỏa diệm ấn nhớ. Vậy đóa hỏa diệm ấn nhớ, tựa như hàm chứa sáng tạo thế giới mênh mông lực lượng, giống như là vạn cổ bất diệt mồi lửa vậy. Diệp Thần khua kiếm chém đi giết, đệ nhị yêu cơ rất kiếm nghênh kích, trên thân kiếm xích hỏa nổ tung, lăn lăn như nham thạch nóng chảy. Chanh! Hai kiếm va chạm, bộc phát ra một hồi kịch liệt đợt khí, để cho được mặt đất ngay tức thì sụp đổ, bầu trời cũng là xuất hiện vô số lỗ xoáy đen cùng vết nứt không gian, thật giống như ngày tận thế lập tức hạ xuống vậy. Diệp Thần chật vật lui về phía sau ba bước, gương mặt trắng bệch, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn một búng máu phun ra ngoài. Đệ nhị yêu cơ sắc mặt, cũng là hơi phát trắng, lui về phía sau mấy bước, bộ ngực đầy đặn trên dưới phập phồng, không ở thở dốc, hiển nhiên cũng là dây dưa lực cự lớn. Cái này một tí giao phong, hai người bên tám lạng, người nửa cân. Rất tốt, kiếm ngươi nói, đúng là có chút lợi hại, ngươi có tư cách lĩnh ngộ Trảm Thiên Cửu Kiếm trung cực.
Đệ nhị yêu cơ nhìn về Diệp Thần, trong tròng mắt cũng là mang vẻ tán thưởng. Diệp Thần thấy nàng trên trán hỏa diễm ấn nhớ, dần dần ảm đạm xuống, nhưng là hơi có chút rung động, nói, đó chính là trong truyền thuyết mồi lửa sao. Tử Hoàng Tiên Cung sứ mạng, liền là thủ hộ thế giới mồi lửa, sợ bị không không ăn mòn. Đệ nhị yêu cơ trên trán hỏa diễm ấn nhớ, chính là lộ ra thế giới mồi lửa minh mông thần uy, đó là vạn cổ bất diệt, không có bất kỳ lực lượng có thể phá hủy tồn tại. Diệp Thần mới vừa một kiếm kia, tạo hóa vô địch, nhưng vẫn bị đệ nhị yêu cơ chặn lại, muốn đến chính là bởi vì lửa này trông lợi hại, có thể chống đỡ hết thảy tổn thương. Ngươi không cần phải để ý đến như thế nhiều, luyện thật giỏi kiếm đi. Đệ nhị yêu cơ lãnh đạm nói. Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Diệp Thần vô cùng hiếu kỳ. Đệ nhị yêu cơ cười một tiếng, nói ta nói Nga là đạo đức thiên tôn con gái, ngươi tin không tin? Diệp Thần nói, cái gì? Đệ nhị yêu cơ có chút ý hưng suy yếu, duỗi người, vậy đầy đặn đường cong, ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ được đặc biệt mê người, nàng ngáp một cái nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi đi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai luyện nữa kiếm. Diệp Thần có chút hoảng hốt cùng xuất thần, từ đầu đến cuối không đoán ra đệ nhị yêu cơ thân phận, nhẹ khẽ gật đầu đáp một tiếng, được. Tuy không biết đệ nhị yêu cơ thân phận, nhưng đối phương đích xác là hàng đầu cường giả. Có nàng bồi luyện, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Lập tức, Diệp Thần ngay tại mảnh địa phương này, nghỉ ngơi một chút tới. Đệ nhị yêu cơ cũng không có lại qua loa dây dưa Diệp Thần, một mình thiếu nhìn phương xa sơn thủy náo nhiệt, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ Phi Huyết chính là một mình chữa thương, nàng bị còng bớt mài được vô cùng là nghiêm trọng, thân thể vết thương khôi phục dễ dàng, nhưng đạo tâm vết thương, cũng không phải tạm thời nửa khắc có thể phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Tử Hoàng Tiên Cung phía sau, tà phái lãnh địa, Đa Bảo trong động phủ. Vậy thẩm phán chi kiếm, bay trở về đến Đa Bảo Thiên Quân trong tay. Trong động phủ mọi người, thấy thẩm phán chi kiếm lẻ loi bay trở về, đều là chấn động phố. Đa Bảo Thiên Quân gương mặt hơi vặn vẹo, nắm thẩm phán chi kiếm, hơi cảm ứng, đã bắt được tất cả thiên cơ. Đệ nhị Long Hào chết, Diệp Thần giải cứu Chỉ Phi Huyết, Diệp Tà Thần tấn thăng tiên đế vân. Vân, địa cung bên trong phát sinh từng bức họa, rành rành trong mắt. Đáng chết, lại là luân hồi chi chủ. Thằng nhóc này, đạp phải ta đầu đi lên. Đa Bảo Thiên Quân tức giận, cặp mắt bắn ra hung ác thần sắc. Chỉ Phi Huyết cô nàng kia, bị vậy tiểu tử cứu đi, vạn nhất Thiên Quân phong thần bia bí mật tiết lộ, vậy cũng như thế nào cho phải. Đa Bảo Thiên Quân khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, tức giận dưới, cả người từng cái sấm sét nổ lên. Kinh được trong động phủ hộ vệ cùng bọn thị nữ, khủng hoảng quỳ xuống. Đa Bảo Thiên Quân nhốt Chỉ Phi Huyết, là vì tra hỏi một cọc bí mật. Vậy bí mật, cùng Thiên Quân phong thần bia có liên quan. Chỉ Phi Huyết biết đạo Thiên Quân phong thần bia rơi xuống, đáng tiếc Đa Bảo Thiên Quân nhốt đánh khảo dưới, từ đầu đến cuối bộ không ra bí mật này lai lịch. Thiên Quân phong thần bia, món pháp bảo này, đối khí vận tăng thêm, cực kỳ to lớn, nếu như Đa Bảo Thiên Quân có thể có được nói. Hắn thống lĩnh tà phái, liền có thể áp chế chính phái, hoàn toàn chấp trưởng Tử Hoàng Tiên Cung quyền bính. Tà tôn đại nhân, làm thế nào, muốn không muốn phái người đi truy đuổi? Một tên hộ vệ mồ hôi lạnh nhễ nhại nói. Đa Bảo Thiên Quân thần sắc che lấp, nói, muốn đối kháng luân hồi chi chủ, nơi nào có như thế dễ dàng. Vậy tiểu tử mệnh cứng rắn rất. Dừng một chút, Đa Bảo Thiên Quân sát khí dày đặc nói, truyền thụ ta phù chiếu, thông báo Vạn Khư Thần Điện. Quỷ vương giới, kiếm môn, triệu tập bọn họ tới bàn việc lớn, muốn tiêu diệt luân hồi, bằng vào Nga cửa tà phái, đó là tuyệt đối không thể nào, phải triệu tập người giúp. Hộ vệ kia nói, lúc này hướng Vạn Khư Thần Điện, quỷ vương giới, kiếm môn cùng nhóm thế lực, phát ra đưa tin phủ chiếu. Sáng sớm hôm sau, Tử Hoàng Tiên Cung tà phái, cụm núi đỉnh. Đa Bảo Thiên Quân người mặc hoàng kim đạo bào, trên đạo bào thêu thiên luân mặt trời gay gắt. Ngàn vầng trăng sáng, lộ vẻ được đặc biệt sang trọng hoa lệ. Hắn thiếu nhìn phương xa mặt trời, trong con người sát khí cùng tinh mang, so với mặt trời còn muốn nhức mắt. Suy, chỉ chốc lát sau, một đạo màu đen lưu mang, từ chân trời nổ bắn ra tới, rơi vào Đa Bảo Thiên Quân trước người. Đây là một cái người khoác màu đen trọng giáp nam tử, áo giáp trên khắc một cái khô lâu đồ đằng, trên người tán phát ra tu vi hơi thở, đạt tới vô lượng cảnh ba tầng. Thiên ngoại phi tiên cảnh giới.
Quỷ Vương giới Man Hoang Thánh Điện, đệ tử chân truyền Niếp Cô Cuồng, gặp qua Đa Bảo Thiên Quân đại nhân. Nam tử kia chắp tay thi lễ, giọng nói trầm hậu. Đa Bảo Thiên Quân trên dưới quan sát hắn một mắt, giọng hơi có vẻ khinh thường nói, thứ nhất Quỷ Vương liền phái ngươi tới. Một cái thiên ngoại phi tiên, muốn chu diệt luân hồi, chỉ sợ còn xa xa không đủ sao. Vậy kêu là Niếp Cô Cuồng trọng giáp nam tử, cười một cái, nói tại hạ điểm này tu vi, có lẽ còn không vào được Đa Bảo Thiên Quân đại nhân pháp nhãn, nhưng ta huyết mạch tương đối đặc thù, có thể câu thông không không hơi thở. Trong lúc nói chuyện, Niếp Cô Cuồng bàn tay dương ra, lòng bàn tay hơi nổi lên một chút quỷ bí hơi thở, vậy từng tia quỷ bí hơi thở, hội tụ thành biển, thấm ra mênh mông tử khí. Đó là thiên ma tinh biển hơi thở. Đa Bảo Thiên Quân thấy một màn này, già nua trong mắt, nhất thời tinh mang lóng lánh, nói, người có thể ăn cắp thiên ma tinh biển năng lượng. Cũng không tệ lắm. Niếp Cô Cuồng nói, tạ đại nhân khen ngợi. Rào. Lúc này, trên trời thần quang lớn thả, tiên hy nhô lên, một cái bội kiếm nam tử, từ vô tận tiên hy cùng ánh sáng rực rỡ bên trong, đáp xuống, cất cao giọng nói. Kiếm môn ghế thủ lãnh đệ tử Phó Hồng Trần, phụng vô thiên lão tổ mệnh lệnh, đặc biệt tới bái kiến Đa Bảo Thiên Quân đại nhân. Nam tử này, chính là kiếm môn bảy tử đứng đầu, Phó Hồng Trần. Đa Bảo Thiên Quân nghe qua Phó Hồng Trần tên chữ, trên dưới quan sát hắn một mắt, gặp trên người hắn lộ ra một cổ tôn quý vinh hoa, vạn cổ bất tử hơi thở, nói, Phó Hồng Trần, mà tổ vô thiên đem vậy vĩnh sanh chi môn, đúc nóng đến bên trong cơ thể ngươi. Phó Hồng Trần nói, tại hạ lấy được vĩnh sanh chi môn lực lượng, tất có thể là Đa Bảo Thiên Quân đại nhân phân ưu. Đa Bảo Thiên Quân ha ha cười một tiếng, nói, nhà các ngươi quy trần thiếu ra đâu. Ta lấy là ma tổ vô thiên, sẽ phái hắn tới đây. Phó Hồng Trần nói, xấu hổ, quy trần thiếu ra còn không chặt đứt trần duyên, từ đầu đến cuối nhớ cùng luân hồi chi chủ tình xưa, trước đây vạn khư phải xử quyết luân hồi, hắn còn tương trợ diệp thần vậy tiểu tử, đã bị lão tổ trùng trùng trách phạt, hôm nay đang đối diện tường suy nghĩ. Đa Bảo Thiên Quân vuốt râu cười một tiếng, nói, thì ra là như vậy, nhưng lấy ngươi thực lực, muốn giết chết luân hồi chi chủ, chỉ sợ còn không quá đủ chứ. Phó Hồng Trần nói, luân hồi khí vận tuy mạnh, nhưng ở hạ nhất định thề đối kháng, tuyệt sẽ không có nửa điểm lùi bước. Đa Bảo Thiên Quân ánh mắt híp lại, từ chối cho ý kiến. Quỷ Vương giới phái một cái thiên ngoại phi tiên đi ra, kiếm môn phái Phó Hồng Trần, cũng không có điều động người mạnh nhất vật. Hiển nhiên bọn họ vậy có điều cố kỵ, cũng chưa thấy được có thể chu diệt luân hồi, hôm nay chỉ muốn dò xét. Vù vù. Lúc này, bầu trời bên trong lại có dị biến, thực tế hư không tựa như vặn vẹo, phải đổi huyễn thành mộng. Đa Bảo Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đè một cái, nói, là Đại Mộng Thiên Quân tới sao? Không muốn ở địa bàn ta ẩu tả, đem vặn vẹo không gian, khôi phục nguyên trạng. Hi hi. Trên bầu trời vang lên một hồi thiếu nữ tiếng cười, chỉ gặp một người mặc y phục rực rỡ cô gái, hạ xuống, chính là Mạc Thải Điệp. Hôm nay thập đại thiên quân lão tổ, Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan đã chết, Đại Mộng Thiên Quân danh hiệu, cũng đã do Mạc Thải Điệp thừa kế. Tiểu nữ Mạc Thải Điệp, gặp qua Đa Bảo Thiên Quân đại nhân. Mạc Thải Điệp cười hì hì hướng Đa Bảo Thiên Quân thi lễ, một bộ mặt mày hớn hở hình dáng. Đa Bảo Thiên Quân gặp vạn khư người vậy đến. Khẽ gật đầu. Mạc Thải Điệp mộng thủ đoạn, khá là quỷ dị, cũng là một lớn trợ lực. Hơn nữa, nàng cũng là phệ hồn châu đồ đựng, trong cơ thể hàm chứa phệ hồn châu mảnh vỡ, bạo phát, cũng là tương đối cường hãn. Mạc Thải Điệp nói, Đa Bảo Thiên Quân đại nhân, ngươi triệu tập chúng ta, là muốn chu diệt luân hồi sao? Đa Bảo Thiên Quân nhìn xem Mạc Thải Điệp, Niếp Cô Cuồng, Phó Hồng Trần ba người, lạnh lùng nói, ha ha, muốn bằng các ngươi ba người. Chu diệt luân hồi, đó là khó hơn lên trời. Mạc Thải Điệp cười nói, vậy ngược lại chưa chắc, ta vạn khư đã điều tra rõ, luân hồi chi chủ cứu đi chỉ phi huyết, vậy chỉ phi huyết người bị trọng thương, hắn mang một cái người bị thương phiền toái, nhất định khắp nơi bị chế, chúng ta chưa chắc không có giết chết hắn cơ hội. Đa Bảo Thiên Quân nghe được Mạc Thải Điệp mà nói, nhất thời sắc mặt cuồng biến, nói các ngươi vạn khư, lại có thể. Chỉ phi huyết sự việc. Là Đa Bảo Thiên Quân bí mật, hắn lại không nghĩ rằng, tin tức lại bị Vạn Khư Thần Điện biết. Mạc Thải Điệp nói, Đa Bảo Thiên Quân đại nhân, mời ngươi yên tâm, ta Vạn Khư không muốn cùng ngươi tranh đấu, chúng ta chỉ muốn chu diệt luân hồi. Đa Bảo Thiên Quân trong bụng hơi rộng,
gật gật đầu nói, rất tốt, như các ngươi có thể giết chết luân hồi chi chủ, hoặc là không cần giết chết, chỉ cần tổn thương nặng hắn, đem chỉ phi huyết tội kia nữ mang về, cùng thái thượng công đức chiến bắt đầu sau đó, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ chiếu cố. Phó Hồng Trần và Niếp Cô Cuồng nghe, chố mắt nhìn nhau. Bọn họ nghe qua chỉ phi huyết tên chữ, đó là truyền thuyết bên trong, ngày xưa cực diệt cung phó cung chủ, cứ nghe đã sớm chết. Nhưng bây giờ nghe tới, cái này chỉ phi huyết, còn sống. Hơn nữa, cùng đa bảo thiên quân tới giữa, còn có cực lớn ân oán mâu thuẫn. Hai người trong lòng mơ hồ suy đoán, nhưng không hề nhiều hỏi, dù sao chỉ cần có thể tổn thương nặng luân hồi chi chủ, vậy thì có thiên đại chỗ tốt. Đi đi, luân hồi chi chủ ngay tại thiên ngoại thiên thế giới, các ngươi cầm thanh kiếm này, có thể truy tố đến hắn khí cơ. Đa bảo thiên quân sử dụng thẩm phán chi kiếm, ném cho Mạc Thải Điệp, lại nói. Cái này cầm thẩm phán chi kiếm, cũng có thể giúp các ngươi đối kháng luân hồi. Thẩm phán chi kiếm, cùng Diệp Thần tiếp xúc qua, cho nên bằng vào kiếm này, có thể truy tố đến Diệp Thần vị trí. Mạc Thải Điệp nhận lấy thẩm phán chi kiếm, cười nói, đa bảo thiên quân đại nhân, vậy chúng ta lên đường, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Dứt lời, Mạc Thải Điệp liền dẫn Phó Hồng Trần, Niếp Chiến Cuồng, rời đi Tử Hoàng Tiên Cung, chạy thẳng tới thiên ngoại thiên thế giới. Thiên ngoại thiên thế giới, một nơi vắng lặng hưu quạnh địa giới bên trong. Diệp Thần cùng đệ nhị yêu cơ, tỉnh lại, hai người trước liên thủ cho chỉ phi huyết chữa thương. Chỉ phi huyết thương thế rất nặng, thậm chí đạo tâm cũng có vết thương, thật may Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, chữa thương thủ đoạn cường hãn. Coi như đối mặt chỉ phi huyết thương thế, bọn họ cũng có trị liệu bản lãnh. Cuối cùng, ở Diệp Thần cắt vỡ ngón tay, cho ăn chỉ phi huyết một chút luân hồi máu tươi, đệ nhị yêu cơ lại điều động mồi lửa năng lượng sau đó, chỉ phi huyết thương thế, rốt cục thì hoàn toàn ổn định lại, chỉ cần nghỉ ngơi nữa mấy ngày, là được khôi phục. Đa tạ tiểu thư, đa tạ luân hồi chi chủ. Chỉ phi huyết hướng hai người nói cảm ơn, nếu như không có Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ cứu, nàng muốn khôi phục thương thế, sợ rằng phải thời gian 3-5 năm. Tốt lắm, đứa nhỏ, ngà cửa tiếp tục luyện kiếm đi. Ở ổn định chỉ phi huyết thương thế sau đó, đệ nhị yêu cơ chính là khẽ cười nhìn về Diệp Thần. Hai người lại đi tới xa xa trong rừng cây. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhớ lại ngày hôm qua huấn luyện, mơ hồ cảm thấy mình kiếm đạo, đã sắp đột phá. Toàn lực công kích ta. Đệ nhị yêu cơ rút ra trường kiếm, ngắm nhìn Diệp Thần nói. Được. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp rút ra luân hồi thiên kiếm, hung hăng hướng đệ nhị yêu cơ chém tới. Đệ nhị yêu cơ khua kiếm đón đỡ, hai người đánh sáp lá cà, mau lẹ vô luận đấu kiếm, nhưng không có ngày hôm qua mạnh như vậy mãnh liệt, mà là tuân theo một loại đặc biệt tiết tấu, vừa vặn có thể chui luyện kiếm đạo, nhưng lại sẽ không quá mức điên cuồng. Thời gian như nước vậy trôi qua, như vậy đấu kiếm huấn luyện, ba ngày sau, chỉ phi huyết thương thế khôi phục, vậy gia nhập huấn luyện bên trong. Nàng và đệ nhị yêu cơ, hai người liên thủ huấn luyện Diệp Thần. Diệp Thần lấy một chọi hai, áp lực cực lớn, nhưng ở cái này dưới áp lực, hắn kiếm pháp tiến bộ cũng là cực nhanh. Rốt cuộc, lại qua ba ngày, Diệp Thần như có hiểu ra, kiếm chiêu đột nhiên dừng lại. Đang cùng Diệp Thần giao phong đệ nhị yêu cơ cùng chỉ phi huyết, mắt đẹp đều là co rúc lại, ở ngay tức thì cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng lui về phía sau. Suy, ở hai người lui về phía sau ngay tức thì, các nàng mới vừa đứng địa phương, bị kiếm khí phá vỡ. Hư không nứt ra một cái dữ tợn khe hở, như ác ma lỗ hổng vậy. Sát Tâm Vô Ngân, đứa nhỏ, chúc mừng ngươi rồi, rốt cuộc luyện thành kiếm thứ 8. Đệ nhị yêu cơ thấy Diệp Thần kiếm thế, cũng là vui vẻ yên tâm tán dương mỉm cười lên. Trải qua mấy ngày huấn luyện, Diệp Thần dưới áp lực to lớn, Trảm Thiên Cửu kiếm rốt cuộc có đột phá, thành công lĩnh ngộ kiếm thứ 8, Sát Tâm Vô Ngân. Mới vừa hắn kiếm chiêu dừng lại, thật ra thì cũng không phải là dừng lại. Mà là kiếm thứ 8 quá nhanh, sắp đến động tác cũng không thấy rõ, cho nên nhìn như động một cái không nhúc nhích. Nhưng trong thực tế, ở đó nháy mắt tức thì, Diệp Thần đã chém ra hai kiếm. Nếu như đệ nhị yêu cơ và chỉ phi huyết, không né tránh nói, các nàng rất có thể phải bị giết. Xấu hổ, ta cái này kiếm thứ 8, sức lửa còn chưa tới nhà. Diệp Thần thấy hai cô gái như thế ung dung né tránh, không khỏi được thở dài một cái. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ kiếm thứ 8, ngươi kiếm đạo thiên phú, đã là khoáng cổ tuyệt kim,
thiên hạ ít có. Đệ nhị yêu cơ cười nói. Yêu cơ cô nương, đa tạ ngươi chỉ giáo. Diệp thần trịnh trọng nói cảm ơn, mấy ngày này huấn luyện, đệ nhị yêu cơ kiếm pháp thần thông, lời nói chỉ giáo, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu như không có đệ nhị yêu cơ chỉ điểm nói, thời gian ngắn như vậy, Diệp thần cũng không khả năng luyện thành kiếm thứ 8. Cái này kiếm thứ 8 sát tâm vô ngân, trong thiên hạ, chỉ có Diệp Lâm Uyên luyện thành, hiện tại Diệp thần là cái thứ 2. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng quen như vậy, ngươi còn nói những lời khách sáo này làm gì? Đệ nhị yêu cơ quyến rũ cười lên, thu hồi trường kiếm, tiến tới Diệp thần bên người, đầy đặn thân thể đè đến Diệp thần trên cánh tay. Diệp thần tâm thần hơi rung động, bên cạnh chỉ phi huyết nghiêng đầu đi, chỉ làm không thấy được. Yêu cơ cô nương, vậy kế tiếp, chúng ta tiếp tục luyện kiếm, ta muốn lĩnh ngộ vậy cuối cùng một kiếm. Diệp thần nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt ngưng luyện, nói. Trảm thiên cửu kiếm, mạnh nhất một kiếm, cũng không phải là kiếm thứ 8, mà là kiếm thứ 9 phượng vũ cửu thiên. Vậy kiếm thứ 9, cho dù là Diệp Lâm Uyên, cũng không có luyện thành. Nếu như Diệp thần có thể luyện thành nói, luân hồi mũi nhọn, đủ để nghiền phá tinh không, vô cùng cường thế. Đệ nhị yêu cơ cười khanh khách, nói, không luyện, vậy cuối cùng một kiếm, dựa vào huấn luyện là không luyện được, cần sống chết đánh giết thực chiến. Diệp thần nói, thực chiến sao? Đệ nhị yêu cơ nói, đúng vậy, người có thể đi hoang thú tinh, đó là thiên ngoại thiên thế giới bên trong, nhất là địa phương nguy hiểm, bên trong có đại lượng hoang cổ hung thú hoành hành. Chính là thực chiến tu luyện địa phương tốt. Diệp thần có chút mê mang, nói, dựa hết vào thực chiến, là có thể lĩnh ngộ kiếm thứ 9 liền sao? Vậy kiếm thứ 9 bí ẩn, rốt cuộc như thế nào? Trảm thiên cửu kiếm kiếm phổ trên, cũng không có kiếm thứ 9 ghi lại, Diệp thần rất là tò mò, cái này kiếm thứ 9 phải thế nào luyện thành? Đệ nhị yêu cơ cười nói, ta nghe ta phụ, nga nghe người ta nói qua, cái này kiếm thứ 9 mà. Rất có thể chính là trước 8 kiếm kết hợp. Diệp thần nói, trước 8 kiếm kết hợp. Đệ nhị yêu cơ nói, không sai, chỉ cần đem trước 8 kiếm, hoàn mỹ kết hợp với nhau, vậy thì có thể luyện thành kiếm thứ 9. Diệp thần nghe đến chỗ này, hơi cảm thấy ngạc nhiên, móc ra trảm thiên cửu kiếm kiếm phổ, nhanh chóng lật xem một tí. Quả nhiên, ở hắn nhanh chóng lật xem thời điểm, trước 8 kiếm kiếm chiêu hình ảnh, mơ hồ tới giữa, uyển như nước chảy lướt qua. Hình như là liên tục. Chỉ cần đem trước đây 8 kiếm, nối liền thi triển, vậy thì tham ngộ ngộ kiếm thứ 9 tinh túy. Chỉ là, trảm thiên cửu kiếm trước 8 kiếm, kiếm kiếm không cùng, muốn không trở ngại chút nào nối liền thi triển, nhưng là vô cùng là chật vật sự việc. Diệp thần lật xem kiếm phổ, có chút choáng váng đầu não trướng. Chỉ là lật xem, trong lòng tích chữ muốn 8 kiếm nối liền kết hợp, đầu óc thức hải đều là mơ màng tăng tăng. Thậm chí liền nói tim cũng xuất hiện rung, muốn ở thực chiến bên trong, hoàn mỹ nối liền thi triển, có thể tưởng tượng được, có gian nan dường nào. Tạ cô nương chỉ điểm. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, lần nữa hướng đệ nhị yêu cơ nói cảm ơn. Bất kể như thế nào, hiện tại có một phương hướng, vẫn tốt hơn tràn đầy không mục đích. Đệ nhị yêu cơ gật đầu một cái, hướng chỉ phi huyết nói, tốt lắm, phi huyết, người mang hắn đi hoang thú tinh lịch luyện, thật tốt bảo vệ hắn. Chỉ phi huyết cung kính nói, tiểu thư. Đệ nhị yêu cơ nói, các ngươi nhiều hơn chú ý, mấy ngày nay thời gian, có ta ở chỗ này, che giấu thiên cơ, không có bị đa bảo thiên quân phát hiện, nhưng chờ ta rời đi, các ngươi thì có bại lộ nguy hiểm. Chỉ phi huyết ánh mắt run lên, nói, vậy đa bảo thiên quân, ta ắt phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nếu như ban đầu, không phải hắn phái người ám toán ta, ta cũng không sẽ bị hắn bắt. Đệ nhị yêu cơ giọng nhưng là lạnh lẽo, nói, ngươi thân là sát thủ, lại gặp người ám toán, mình cũng phải tự kiểm điểm một tí. Chỉ phi huyết mặt đầy xấu hổ, nói, tiểu thư. Đệ nhị yêu cơ một tiếng, nói ta đi trước, ngươi bảo vệ cái này đứa nhỏ, bảo vệ được thái thượng công đức chiến bắt đầu, đến lúc đó ta lại liên lạc ngươi. Chỉ phi huyết thân thể khẽ run, tiến lên trước một bước, nói tiểu thư, vậy cực diệt cung cung chủ vị. Đệ nhị yêu cơ nói, ha ha, ta vốn là muốn gọi ngươi tranh đoạt cung chủ ngôi, nhưng tiếc là, ngươi đều bị nhốt nhiều năm như vậy, đã không cơ hội. Giọng nói mang khiển trách ý. Chỉ phi huyết cảm giác sâu sắc xấu hổ, nói, thật xin lỗi, tiểu thư. Đệ nhị yêu cơ nói, thôi, thật may ngươi bị nhốt, vậy không bại lộ thiên quân phong thần bia bí mật, sự việc cuối cùng không tới xấu nhất một bước.
Diệp Thần nghe đến chỗ này, còn người hơi co lại, nói Thiên Quân Phong Thần Bia. Các ngươi biết đạo Thiên Quân Phong Thần Bia ở nơi nào? Đệ nhị yêu cơ thấy Diệp Thần như vậy bộ dáng trịnh trọng, cười nói, làm sao, đứa nhỏ, người cũng muốn ngày trước Quân Phong Thần Bia sao? Diệp Thần không hề che giấu, hung hăng gật đầu một cái, nói, Thiên Quân Phong Thần Bia, pháp bảo này không phải chuyện đùa, hội tụ hào hùng khí vận, nếu như có thể có được nói, chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, cuối cùng một khối luân hồi huyền bi, tên là Trời Bia, thần uy kinh khủng dị thường, muốn thu phục đặc biệt khó khăn. Nhưng, nếu như có thể thu phục Thiên Quân Phong Thần Bia mà nói, có tấm bia đá này làm căn cơ, lại đi luyện hóa thiên bia, vậy thì đơn giản nhiều. Có thể nói, muốn luyện hóa thiên bia, trước hết thu phục Thiên Quân Phong Thần Bia. Vốn là Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, Đan Thanh Thiên Tông là biết, đáng tiếc hôm nay Thiên Quân Phong Thần Bia, gặp không không sát khí dính, Đan Thanh Thiên Tông ở không không dưới sự uy hiếp, cũng không cách nào thổ lộ chân tướng. Cho nên, Diệp Thần còn không biết đạo Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, bây giờ nghe đệ nhị yêu cơ, tựa hồ biết chân tướng, hắn vô cùng tự nhiên động tâm. Đệ nhị yêu cơ che miệng mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, nói, người muốn biết đạo Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, trước đoạt được công đức chiến đầu tên nói sau, người nếu có thể bắt được đầu tên, ta cầm vậy pháp bảo rơi xuống, nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ Phi Huyết Thần sắc kinh ngạc, nói tiểu thư. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đệ nhị yêu cơ đối Diệp Thần lại có thể tốt như vậy, thậm chí sẽ đối hắn tiết lộ Thiên Quân Phong Thần Bia tin tức. Phải biết, ngày này Quân Phong Thần Bia tin tức, vô cùng là bí mật, nàng bị tà phái người, nghiêm hình đánh khảo, đều không từng thổ lộ hơn nửa điểm. Nhưng hiện tại, đệ nhị yêu cơ nhưng lớn vô cùng phương, phải nói cho Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Phi Huyết, người thật tốt bảo vệ cái này đứa nhỏ, thẳng đến công đức chiến bắt đầu, chuyện khác, người không cần để ý tới sẽ. Đệ nhị yêu cơ thanh âm nhàn nhạt nói. Chỉ Phi Huyết nói, Đệ nhị yêu cơ nhẹ khẽ gật đầu, lập tức liền ngự gió rời đi. Diệp Thần nhìn đệ nhị yêu cơ rời đi hình bóng, trong lòng càng cảm thấy nữ nhân này thần bí. Như vậy nữ nhân thần bí, lại muốn coi mình tiểu thiếp, quả thực để cho hắn cảm thấy có điểm ảo mộng. Luân hồi chi chủ, chúng ta lên đường đi. Chỉ Phi Huyết nhìn Diệp Thần, thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng nói. Nàng chính là cao cấp sát thủ, ở đệ nhị yêu cơ trước mặt, còn có thể giữ nhún nhường, nhưng ở đệ nhị yêu cơ sau khi đi, nàng trong xương sát ý cùng lạnh lùng, liền lần nữa lộ vẻ hiện ra. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đi thôi. Cái này Chỉ Phi Huyết, tu vi hơi thở vô cùng là thâm thúy, Diệp Thần trong chốc lát vậy không nhìn thấu, nhưng có thể khẳng định, đối phương là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả. Cường giả như vậy, xung coi mình hộ vệ, coi như đa bảo thiên quân phái người đuổi giết, Diệp Thần cũng không sợ, có thể an tâm lịch luyện. Lập tức, hai người ngự gió bay lên, sau đó Chỉ Phi Huyết biến dạng hư không, mang Diệp Thần đi Hoang Thú Tinh. Hoang Thú Tinh, được gọi là thiên ngoại thiên thế giới, nhất là địa phương nguy hiểm. Nơi này, hồng hoang cự thú phân bố, loài mãnh cầm che trời, địa mạch chỗ sâu, lại giấu giếm quỷ bí hơi thở, là hết sức là hung hiểm thế giới. Diệp Thần dự định ở chỗ này lịch luyện, đem Trảm Thiên Cửu Kiếm, tu luyện tới tột cùng nhất tình cảnh. Hô! Hư không tan vỡ, mưa gió lưu chuyển. Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết thân thể, xuất hiện ở Hoang Thú Tinh thượng không. Nhìn xuống đi xuống, toàn bộ hoang thú thế giới, dãy núi liên miên, mênh mông vô biên. Ở đó phiến vùng dãy núi bên trong, truyền tới từng cơn hung mãnh tiếng thú gào, thỉnh thoảng có thể thấy to lớn nghịch thiên bóng người lướt qua. Bầu trời bên trong, cũng có tất cả loài mãnh cầm quanh quẩn, làm người ta nghẹt thở. Bỗng nhiên, một đạo tựa như yêu không yêu, tựa như ma không ma vậy vân. Vân hơi thở, như sấm hãn biển vậy, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Diệp Thần nghiền ép tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một đầu to lớn côn bằng, ở trong mây dương cánh. Đầu côn bằng này, quanh thân quấn vòng quanh thủy vân, là một loại cổ xưa dị chủng. Sau lưng sinh cả hai màu vàng kim cánh, màu vàng kia lông vũ trên, còn có từng vòng phù văn đồ đằng lưu chuyển, mỗi một lần vỗ, cũng kích thích ngập trời gió bão khí lưu. Đầu côn bằng này, chính là vô cùng hung mãnh, đạp chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần đang định đánh trả, nhưng Chỉ Phi Huyết ra tay. Chỉ gặp Chỉ Phi Huyết ngưng cương hóa kiếm, một kiếm như quỷ mị vậy chém ra.
vậy ước chừng ngàn trượng to lớn côn bằng, ở nàng một kiếm chém chết dưới, cả người yêu ma hơi thở, ngay tức thì tán loạn, thân thể bị chém thành hai nửa, như giang hải vậy nổ tung máu tươi, lăn lăn từ bầu trời bạo rơi xuống đi, hóa thành một tràng phiêu phiêu dương dương mưa to. Tiếng kêu thảm thiết, vậy ở trên trời vang lên, vậy côn bằng dị chủng tại chỗ bị chém chết, hai đoạn thi thể rơi xuống. Nhân đồ thánh bôi, cho ta thu. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, lập tức sử dụng nhân đồ thánh bôi, đem vậy côn bằng dị chủng máu tươi linh khí, toàn bộ hấp thu tới đây, nhưng cũng không phải là mình luyện hóa, mà là rời đi cho huyết long cắn nuốt hết. Vù vù, máu thân rồng, ở Diệp Thần trên mình nổi lên, cắn nuốt vậy côn bằng dị chủng khí huyết, một phiến phiến miếng vảy, nhất thời lóng lánh, hơi thở mãnh vào. Chủ nhân, chỗ này, khắp nơi đều là con mồi, đại bổ à. Huyết long quan sát cái này phiến hoang thú thế giới, không khỏi được liếm liếm đầu lưỡi, trong tròng mắt lộ ra nóng bỏng thần sắc. Cái này phiến hoang thú thế giới, hồng hoang cự thú vô cùng nhiều, tùy tiện giết chết một đầu, chiếm đoạt luyện hóa, đều là to lớn tư bổ. Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, khiêm tốn một chút, ai là con mồi còn chưa nhất định. Chỉ phi huyết phát ra thanh âm lạnh lùng, cảnh cáo nói. Cái này hoang thú thế giới, cực đoan nguy hiểm. Có rất nhiều cường đại cự thú, thậm chí có thể mượn dùng không không thế giới hơi thở, coi như là nàng, cũng không dám phô trương quá mức, nếu không gặp phải cự thú vây công, vậy chỉ có một con đường chết. Diệp Thần lúng túng gật đầu một cái, lập tức cùng huyết long thu liễm hơi thở, hạ xuống hoang thú thế giới bên trong. Chỉ phi huyết đi theo ở Diệp Thần phía sau, xung làm hộ vệ. Nàng sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi Diệp Thần gặp phải nguy hiểm. Diệp Thần biết có người bảo vệ, không có nỗi lo về sau, dĩ nhiên là buông tay chân ra, cùng huyết long ở trong núi rừng, không ngừng săn giết hung thú, tăng tiến thực lực. Như vậy săn thú một ngày, đến được ban đêm, Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, tìm một hang núi nghỉ ngơi, hai người nướng một đầu hoang cổ cự ngưu, bổ sung linh khí. Đang nghỉ ngơi tới giữa, Chỉ Phi Huyết bỗng nhiên lỗ tai động một cái, trong tròng mắt lướt qua ý định giết người. Thế nào? Diệp Thần cảm nhận được Chỉ Phi Huyết khác thường, hỏi. Có người tới, đoán chừng là Đa Bảo Thiên Quân phái tới người. Chỉ Phi Huyết thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phương xa. Ta làm sao không cảm ứng được? Diệp Thần sửng sốt một tí, lấy hắn hôm nay tu vi, nếu như có người đến gần mà nói, hắn không thể nào không có chút nào phát hiện. Bọn họ dùng mộng che giấu hơi thở. Chỉ Phi Huyết nói. Mộng, vạn khư người tới. Diệp Thần nhất thời cảnh giác, trong mắt vậy lướt qua một chút sát khí, ngay tức thì nghĩ tới Mạc Thải Điệp. Có thể sử dụng mộng thủ đoạn, im hơi lặng tiếng đến gần hắn, chỉ có Mạc Thải Điệp. Người phụ nữ này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Chỉ Phi Huyết mắt đẹp lóe lên mấy cái, nhanh chóng quyết đoán, sách trường kiếm, nói, luân hồi chi chủ, người không nên hốt hoảng, cùng bọn họ tới, Nga đem bọn họ giết hết. Diệp Thần cười một tí. Nói ta không có hốt hoảng. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, chỉ cô nương, người trước ẩn núp, Đa Bảo Thiên Quân phái tới người, khẳng định có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, người muốn chính diện giết chết bọn họ, sợ rằng không như vậy dễ dàng, trước núp trong bóng tối, chờ cơ hội sẽ ra tay, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ Phi Huyết nghe được Diệp Thần mà nói, suy nghĩ một tí, sau đó gật đầu một cái, vậy âm thầm bội phục Diệp Thần tâm tư. Lập tức nàng liền che giấu ở bên cạnh trong bụi rậm, như quỷ mị vậy, cùng nửa đêm bóng mở hòa làm một thể, coi như là một bên Diệp Thần, cũng không có lại bắt được nàng hơi thở. Nữ nhân này, không hổ là cao cấp sát thủ. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thật không biết đệ nhị yêu cơ, là dùng thủ đoạn gì, mới có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy sát thủ. Cường địch buông xuống, Diệp Thần cũng là đề phòng, luân hồi thiên kiếm bày thả ở trong tay, huyết long liền quanh quẩn ở trên người hắn. Tùy thời chuẩn bị tác chiến. Cùng lúc đó, rừng rậm bên ngoài, ba đạo thân ảnh ngự gió phóng tới, chính là Mạc Thải Điệp, Niếp Cô Cuồng, Phó Hồng Trần ba người. Mạc Thải Điệp trong tay nắm thẩm phán chi kiếm, thân kiếm đang ông ông tác hưởng, cùng phía trước đồng tình. Luân hồi chi chủ tên này, lại có thể ẩn núp sâu như vậy, chúng ta ước chừng tìm 7 ngày, mới tìm được tung tích của hắn. Mạc Thải Điệp khẽ cắn răng, cái này 7 ngày thời gian. Nàng và Niếp Cô Cuồng, Phó Hồng Trần, ở thiên ngoại thiên trong thế giới, khắp nơi vơ vét, cũng không có bắt được Diệp Thần hơi thở. Cho đến ngày hôm nay,
nàng mới xác định Diệp Thần chỗ. Ba người tự nhiên không nghĩ tới, trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần có đệ nhị yêu cơ bảo vệ, một chút tiếng thở cũng không có tiết lộ, bọn họ lại làm sao có thể phát hiện. Trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, ngày hôm nay rốt cuộc có thể thấy hắn. Nhiếp Cô Cuồng có chút hưng phấn, rút ra giữa eo bái phục đao, trên thân đao hiện lên một tầng yêu dị quỷ khí. Mạc Thải Điệp thần sắc ngưng trọng nói, chớ khinh thường, tên kia có nhân hoàng thánh đao, cực kỳ khủng bố, không muốn cho hắn rút ra đao cơ hội, vừa thấy mặt đã hạ tử thủ, biết không? Vừa nói, Mạc Thải Điệp một bên thúc giục mộng bí thuật, không ngừng đi về trước đẩy tới. Nàng mộng bí thuật, tương tự ảo thuật, bao phủ bốn phía, che giấu hơi thở, không bị người ngoài phát hiện. Yên tâm đi, ta quỷ vương giới sứ mạng, chính là mai táng luân hồi, ta đã làm xong hy sinh chuẩn bị, như hy sinh ta một người, có thể tiêu diệt luân hồi, thật là không thể tốt hơn nữa. Nhiếp Cô Cuồng liếm liếm thân đao, trong ánh mắt tràn đầy hung hãn. Phó Hồng Trần vậy lặng lẽ rút trường kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại có chút bất an, nói ta luôn cảm giác, sẽ không như vậy thuận lợi. Mạc Thải Điệp hừ một tiếng, nói, đừng nói Tiêu Nghỉu nói. Ba người không ngừng đẩy tới, rốt cuộc đi tới rừng rậm chỗ sâu, gặp được một cái đống lửa. Diệp Thần ngồi một mình ở đống lửa trước, phía sau là một cái u hắc hang núi, đang nấu nướng ăn uống, tựa như không cảm thấy được ngoại giới chút nào nguy hiểm. Mạc Thải Điệp, Nhiếp Cô Cuồng, Phó Hồng Trần ba người nhìn nhau, chỉ thấy được Diệp Thần, không có thấy chỉ Phi Huyết, trong lòng có chút kỳ quái. Tội kia nữ đâu? Phó Hồng Trần bất an cảm giác, hơn nữa kịch liệt. Có thể bị ném ở trong hang núi đi. Mạc Thải Điệp ánh mắt run lên, lại không tâm tư cân nhắc quá nhiều, nói ta mộng bí thuật, không giấu được bao lâu, lập tức động thủ, giết tên kia. Dứt lời, Mạc Thải Điệp bỗng nhiên sử dụng thẩm phán chi kiếm, một kiếm hướng Diệp Thần gai đi giết. Thẩm phán chi kiếm năng lượng khí tức, kịch liệt cháy, tóe ra vô cùng sáng chói ánh sáng trắng, như ngày tận thế thiên sử vậy, khỏa cuốn khí thế bàng bạc, lăng không phi hàng. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Đại Hạ Long Tước. Phó Hồng Trần cũng không bằng suy nghĩ nhiều, trong lòng một tiếng quát mắng, thi triển ra Trảm Thiên Cửu Kiếm, cánh đỏ long tước kiếm khí, đuổi theo Mạc Thải Điệp thẩm phán chi kiếm, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Thiên Ma Tinh Biển, cho ta trấn áp. Nhiếp Cô Cuồng cũng không nói nhảm, trường đao lăng không chém điên cuồng, huyết mạch cháy, câu thông trong chỗ u minh Thiên Ma Tinh Biển. Huyết mạch hắn, đặc biệt đặc thù, có thể câu thông không không. Ăn cắp một chút Thiên Ma Tinh Biển năng lượng khí tức. Cái này một chút Thiên Ma Tinh Biển hơi thở, hội tụ ở hắn trên thân đao, trường đao chém điên cuồng, một đạo đen thui như mực đao khí, chính là mang cuồn cuộn ma uy, vậy hướng Diệp Thần lướt đi. Không gian vặn vẹo, quy luật sụp đổ, mây trời biến dạng. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy vô cùng nguy nga cảnh tượng. Thẩm phán chi kiếm, Trảm Thiên Long Tước, Thiên Ma Cuồng Đao. Cái này ba đạo hung mãnh hơi thở, đơn giản là dễ như bớn, mang phá giết vũ trụ vậy đại uy thế, phải đem hắn xương nghiền thanh cho rắc vậy. Đêm tối bầu trời, bị thánh khiết ánh sáng trắng, long tước xích mang, thiên ma hy quang, hoàn toàn chiếu sáng. Diệp Thần có thể thấy rõ, Mạc Thải Điệp, Nhiếp Cô Cuồng, Phó Hồng Trần ba người bóng người. Cái này ba người, tu vi đều là vô cùng cường hãn, đạt tới vô lượng cảnh tiền kỳ bước. Liên thủ hợp kích. Đơn giản là long trời lở đất. Thật may, Diệp Thần sớm có chuẩn bị, lúc này bước ra một bước, quát lên, Lăng Tiêu Võ Ý, Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần thúc giục Lăng Tiêu Võ Ý, lại toát ra Hồng Mông Đại Tinh Không, cả người linh khí nổ, liền chuẩn bị nghênh đón từ trên trời giáng xuống đao kiếm đánh giết. Hắn hấp thu Hồng Quân chiến ý sau đó, tự thân Lăng Tiêu Võ Ý, uy thế kinh khủng hơn, lại phối hợp huyết long mà nói. Hắn có lòng tin ngăn trở Mạc Thải Điệp ba người hợp kích. Hống! Huyết long gầm thét chấn động, bạo bay ra, móng vuốt phung lên, thúc giục thiết phương tọa linh khí, vô căn cứ bày ra tầng tầng sắt thép đổ sộ vách đá, muốn cùng Diệp Thần cùng nhau, ngăn cản công kích của địch nhân. Bằng vào Diệp Thần, vậy khẳng định là không ngăn được ba cái vô lượng cảnh cường giả thế công. Nhưng, hơn nữa huyết long cùng thiết phương tọa, vậy là đủ rồi. Phịch! Mạc Thải Điệp thẩm phán chi kiếm, Phó Hồng Trần long tước kiếm khí, Nhiếp Cô Cuồng thiên ma cuồng đao, dẫn đầu đánh vào ở đó từng tầng một sắt thép đồ sộ trên vách. Sắt thép đồ sộ vách đá nứt ra, Diệp Thần thong thả, lập tức hội tụ tinh không lực,
muốn cùng huyết long chung nhau ngăn cản. Nhưng, vừa lúc đó, Diệp Thần bắt được một cổ quen thuộc hơi thở. Đó là thiên ma tinh biển hơi thở. Nhiếp Cô Cuồng vậy một đao bên trong, hàm chứa thiên ma tinh biển sát khí. Diệp Thần cảm thụ cái này một món sát khí, trong sâu thẳm, lại dòm ngó thấy một màn quen thuộc thiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, hắn thấy được một người cô gái, cô độc co giúp ở thiên ma tinh biển trong góc. Phụ nữ kia chính là Tôn Di. Tôn Di. Diệp Thần lại một lần nữa thấy được Tôn Di, không khỏi được tâm thần hoảng hốt, hoàn toàn ngây dại. Oanh! Lúc này, Mạc Thải Điệp, Nhiếp Cô Cuồng, Phó Hồng Trần ba người đao kiếm thế công, lăng không bạo giết xuống. Huyết Long không có Diệp Thần trợ lực, hoàn toàn không đỡ được, tất cả sắt thép đổ sộ vách đá, toàn bộ bị đánh bể nát. Chủ nhân! Huyết Long lớn tiếng kêu lên, ở đó cuồng bạo đao kiếm thế công hạ, to lớn thân rồng cũng bị chấn động bay ra ngoài. Thẩm Phán Chi kiếm dễ như bỡn, mang Long Tước kiếm khí cùng thiên ma đao mang, hung hăng hướng Diệp Thần chém chết đi. Diệp Thần vẫn là mê mang xuất thần, bởi vì một lần nữa ở thiên ma tinh trong biển, thấy được Tôn Di, hắn hoàn toàn rơi vào đờ đẫn bên trong. Ở nơi này cái thời khắc nguy cấp, một cái bóng đen thoáng qua. Diệp Thần cảm thấy một cái ôn nhuyễn thân thể, ôm chặt mình. Đó là chỉ Phi Huyết. Phịch! Mạc Thải Điệp đám người ánh đao kiếm khí, hung hăng chém vào chỉ Phi Huyết sau lưng. Chỉ Phi Huyết thân thể mềm mại run run, cổ họng một ngọt, phun ra máu tươi. Vậy cổ máu tươi, dính đến Diệp Thần trên gương mặt. Diệp Thần ngay tức thì thanh tỉnh lại. Đáng chết, người phát cái gì ngây ngô. Chỉ Phi Huyết cắn răng nghiến lợi, mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng muốn còn muốn, cùng Diệp Thần đối kháng Mạc Thải Điệp ba người, nàng ở chờ cơ hội ra tay, nào nghĩ tới Diệp Thần ở sống chết trước mắt, lại có thể rơi vào đờ đẫn. Vội vàng tới giữa, nàng lao ra bảo vệ, linh khí phòng ngự không có hoàn toàn mở ra, tương đương với cứng rắn chịu Mạc Thải Điệp ba người một kích toàn lực. Cho dù lấy nàng tu vi, lúc này vậy bị thương không nhẹ. Cao cấp sát thủ, bình thường là công kích sát phạt dị thường ác liệt, nhưng thân sắc cường độ chưa đủ, chỉ Phi Huyết cũng không ngoại lệ. Chỉ cô nương, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, thấy chỉ Phi Huyết bị thương, trong bụng áy náy, vội vàng thi triển ra bát quái thiên đan thuật, một món dịu dàng linh quang, bơm vào đến nàng trong cơ thể. Chỉ Phi Huyết hơi thở thoáng khôi phục, đứng dậy, trong tay nắm trường kiếm, nhẹ hít một hơi, ngạo nghễ hơi phập phồng, vậy trong suốt lạnh lẽo con ngươi. Nhìn phía bầu trời ở giữa Mạc Thải Điệp các người, ngón tay nhẹ nhàng ở trên thân kiếm lướt qua. Chỉ Phi Huyết, người cái này tội nữ, người thương thế lúc đầu đã tốt lắm. Mạc Thải Điệp mắt đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ, căn cứ Vạn Khư Thần Điện tình báo, Chỉ Phi Huyết bị Đa Bảo Thiên Quân nhốt đánh khảo, bị thương rất nặng, quả quyết không thể nào ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền hoàn toàn hết bệnh. Cho dù có Diệp Thần chữa trị, vậy tuyệt đối không thể nào. Cái này sau lưng khẳng định khác có cao nhân ẩn núp trước. Mạc Thải Điệp rợn cả tóc gáy, nàng tự nhiên không nghĩ tới, ở Chỉ Phi Huyết sau lưng, còn có một cái đệ nhị yêu cơ. Chỉ Phi Huyết là đệ nhị yêu cơ nha hoàn, là hắn tự tay đào tạo sát thủ, cái này cọc bí mật, cơ hồ không người biết, đặc biệt bí mật, chỉ có Diệp Thần biết. Đi! Mạc Thải Điệp phản ứng thật nhanh, thấy Chỉ Phi Huyết vậy ánh mắt lạnh lùng, liền cảm thấy không ổn. Chỉ Phi Huyết nhưng mà cao cấp sát thủ, cùng nàng tác chiến, vô cùng không sáng suốt. Lập tức, Mạc Thải Điệp xoay người bay khỏi đi, cũng không có chút nào ham chiến. Nhưng Phó Hồng Trần và Nhiếp Cô Cuồng, đều có điểm đờ đẫn lơ lửng trên bầu trời. Quỷ kiếm hóa ngàn, tà kiếm đạo. Chỉ Phi Huyết tiêm vung tay lên, trường kiếm trong tay nhuốm máu, một kiếm hướng bầu trời chém tới. Chỉ gặp một đạo đen nhánh kiếm mang, mang dày đặc quỷ khí, từ nàng trên thân kiếm bộc phát ra. Ngay chớp mắt hóa thành ngàn đạo kiếm khí, mang khủng bố mà nghiêm ngặt tà khí, hướng Phó Hồng Trần và Nhiếp Cô Cuồng lướt đi. Cho dù là chạy trốn xa Mạc Thải Điệp, vậy gặp phải kiếm khí bao phủ. Đây là quỷ vương giới có 102 kiếm thuật, quỷ kiếm hóa ngàn, tà khí nổ, vô cùng mạnh mẽ. Không! Nhiếp Cô Cuồng mắt gặp Chỉ Phi Huyết quỷ kiếm hung ác, phát ra một tiếng cuồng hô, huyết mạch cháy, lần nữa ăn cắp thiên ma tinh biển năng lượng. Ở trước người bày một đạo phòng ngự thủy mạc. Nhưng, Chỉ Phi Huyết quỷ kiếm quá nhanh mạnh, hắn phòng ngự thủy mạc, vội vàng gian bày thành công, hoàn toàn không ngăn được Chỉ Phi Huyết kiếm thế. Suy, từng cái quỷ kiếm sát khí,
xuyên phá liền thủy mạc, đem Niếp Cô Cuồng vậy thân thể to lớn, chém được vết thương chồng chất, máu tươi văng tung tóe, hắn cũng là từ không trung rơi xuống, trùng trùng ngã xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù. Phó Hồng Trần thấy chỉ phi huyết quỷ kiếm giết tới, vậy cảm thấy không thể ngăn cản, lật đật gọi ra liền vĩnh xanh chi môn. Vù vù, một miếng sáng chói vinh hoa, vô cùng cao quý môn hộ, trôi lơ lửng ở trước người hắn, chính là vĩnh xanh chi môn. Leng keng chanh, chỉ phi huyết từng đạo kiếm khí, chém vào vĩnh xanh chi môn phía trên, phát ra kim thiết giao mâu vậy thanh âm. Vĩnh xanh chi môn xuất hiện từng cái vết kiếm, nhưng cũng không có bị phá hủy. Cánh cửa này hộ, dẫu sao là ma tổ vô thiên đã từng là pháp bảo, rất lợi hại. Nhưng, Phó Hồng Trần đang nhận được nghiêm trọng đánh vào, tại chỗ phun ra máu tươi, vội vàng mở ra vĩnh xanh chi môn, vô cùng chật vật chạy trốn rời đi. Mạc Thải Điệp trước nhất bỏ chạy, nàng tình huống thân nhau rất nhiều, nhưng vậy gặp phải mười mấy cái quỷ kiếm sát khí tập kích, trong lúc nguy cấp thúc dục phệ hồn châu, khó khăn lắm ngăn trở, chật vật bỏ chạy. Vậy thẩm phán chi kiếm, vậy vứt trên đất, thân kiếm năng lượng hao hết, đổi được vô cùng ảm đạm. Diệp Thần thấy chỉ phi huyết một chiêu tới giữa, liền đánh bại Mạc Thải Điệp ba người, sắc mặt cũng là khẽ chấn động. Người phụ nữ này, không hổ là cao cấp sát thủ. Phải biết, Mạc Thải Điệp, Phó Hồng Trần, Niếp Cô Cuồng ba người, đều là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, nhưng vừa thấy mặt lúc đó, liền thua ở chỉ phi huyết dưới quyền, có thể gặp người sau cường hãn. Đáng tiếc, chỉ phi huyết nhưng hết sức không vừa lòng, nàng thời cơ xuất thủ cũng không tốt, đưa đến cuối cùng, cũng chỉ là đánh bại kẻ địch, cũng không có giết chết. Thậm chí, Phó Hồng Trần và Mạc Thải Điệp cũng chạy mất, chỉ có vậy Niếp Cô Cuồng, bị đánh rơi trên đất. Diệp Thần cảm nhận được Niếp Cô Cuồng huyết mạch, mơ hồ có thể cùng thiên ma tinh biển câu thông, trong lòng tưởng nhớ Tôn Di, vội vàng sải bước đi qua, đem Niếp Cô Cuồng thân thể lật lộn lại, muốn tra hỏi cái gì. Nhưng, Niếp Cô Cuồng nhưng triển lộ ra một cái ảm đạm quyết tuyệt nụ cười, tại chỗ tự đoạn kinh mạch, tự vận chết đi, không cho Diệp Thần bất kỳ tra hỏi cơ hội. Diệp Thần thấy vậy, thân thể một hồi phát run, chán nản quỳ sụp xuống đất, nghĩ đến Tôn Di bị kẹt ở thiên ma tinh biển. Không biết phải bị bực nào đau khổ khổ sở, hai tay không khỏi được che lại gò má, trong lòng có muôn vàn đắng oán, cũng phát tiết không ra. Này, người thế nào? Chỉ phi huyết thấy Diệp Thần phản ứng dị thường, mày liễu khẽ nhíu, hỏi. Diệp Thần khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục tinh thần, nói, không có sao. Chỉ phi huyết trầm mặc xuống, nàng biết Diệp Thần nhất định có chuyện, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Nói, hành tung chúng ta đã bại lộ, đổi cái địa phương lịch luyện đi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không cần, ta không tâm tình, Nga phải đi về. Chỉ phi huyết sách trường kiếm, nói, ngươi phải đi về nơi nào. Ta đã đáp ứng tiểu thư, phải bảo vệ ngươi, thẳng đến Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu. Diệp Thần vốn định hồi tinh nguyệt giới, nhưng xem chỉ phi huyết như vậy kiên quyết hình dáng, mang nàng cùng nhau hồi tinh nguyệt giới mà nói, có thể sẽ bại lộ tinh nguyệt giới tọa độ. Đi sinh tử vực. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền thay đổi chủ ý, dự định hồi sinh tử vực một chuyến, chính là sinh tử điện trú đóng địa phương. Bỏ mặc ngươi đi nơi nào, đoạn thời gian này, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ phi huyết nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, lập tức mang huyết long, chỉ phi huyết rời đi, vậy thẩm phán chi kiếm, vậy đoạt lại đến luân hồi mộ địa bên trong đi. Hư không biến dạng, Diệp Thần trở lại sinh tử vực. Sinh tử điện điện chủ đệ Nhất Cừu, trưởng lão Chu Máng, còn có Sinh Tuyệt Thiên, Chu Hồng giao dịch các người, thấy Diệp Thần trở về, lật đật ra nghênh tiếp. Đệ Nhất Cừu nói, Diệp huynh đệ, người hạ xuống sinh tử vực, không biết có gì sao. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nói, không việc gì, ta muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Đệ Nhất Cừu khẽ cau mày, một hồi kỳ quái, nhưng không hề nhiều hỏi, nói, Diệp huynh đệ, người nếu là mệt, vậy thì cứ việc nghỉ ngơi. Dừng một chút, Đệ Nhất Cừu vừa nhìn về phía chỉ phi huyết, nói, vị cô nương này là. Chỉ phi huyết người mặc quần áo đen, vì khiêm tốn, còn dùng lụa đen che mặt cho, thu liễm lại cả người sát khí. Nhưng dù vậy, nàng trong xương lộ ra khí tức lạnh lùng, vẫn là để cho người cảm thấy dùng cả mình. Đệ Nhất Cừu, Chu Mãng các người, nhìn chỉ phi huyết, đều cảm thấy một cổ hết sức quen thuộc hơi thở. Cái này cổ hơi thở. Tựa hồ cùng quỷ vương giới có liên quan. Là bạn ta, nàng không có ác ý.
Diệp Thần nhàn nhạt giải thích. Đệ nhất cửu các người gật đầu, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần, tuy đối chỉ Phi Huyết thân phận, cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không có qua hơn hỏi thăm. Lập tức, Diệp Thần ngay tại sinh tử điện bên trong nghỉ ngơi, chỉ Phi Huyết canh giữ ở cửa, bóng người nhưng dần dần không nhìn thấy ở góc trong bóng tối, như nước hòa tan vào trong nước. Tôn Di lại có thể bị kẹt ở Thiên Ma tinh biển, cái này cho Diệp Thần tâm thần, mang đến to lớn đánh vào, hắn cần chút thời gian chậm rãi, nếu không đạo tâm có thể sẽ có dung. Tôn Di cô nàng kia, làm sao sẽ bị khốn tại Thiên Ma tinh biển, đây là tuyệt không khả năng sự việc. Chẳng lẽ, đó là nàng tương lai thân? Diệp Thần chau mày, bấm ngón tay suy tính, nhưng cái gì cũng suy tính không tới. Hắn nghĩ tới đó là Tôn Di tương lai thân. Nhưng cái này thế gian, có tương lai người người, tổng cộng chỉ có 4 cái. Một cái là Vũ Hoàng Cổ Đế, một cái là Thân Đồ Uyển Nhi, một cái là Gia Gia hắn Diệp Tà Thần, còn có cái cuối cùng, là Tán Thần Tộc Thiên Tôn nắm giữ. Chẳng lẽ Tôn Di, lại chính là Tán Thần Tộc Thiên Tôn sao? Vậy càng là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Diệp Thần xoa xoa ấn đường, cũng muốn không rõ ràng. Mà ở Diệp Thần khổ tư minh tưởng thời điểm, Mạc Thải Điệp các người thất bại tin tức, vậy truyền về Tử Hoàng Tiên Cung tả phái chi địa. Đa Bảo Thiên Quân nghe tin tức sau đó, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào. Chỉ Phi Huyết tiện nhân kia, nàng gặp ta tả phái nghiêm hình đánh khảo, nàng thương thế, không có 5-3 năm thời gian, tuyệt đối không thể nào khôi phục. Nàng làm sao có thể phục hồi như cũ, cho dù có luân hồi chi chủ chữa trị, vậy tuyệt không khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Đa Bảo Thiên Quân không dám tin tưởng, trong sâu thẳm, hắn cảm thấy cái này sau lưng, khẳng định còn ngoài ra có người ẩn núp. Chỉ là, hắn tuyệt đối vậy sẽ không nghĩ tới, người đó chính là đệ nhị yêu cơ. Đang lo lắng lúc đó, Đa Bảo Thiên Quân chợt nghe trong hư không, truyền đến một tiếng cổ lão trung vang. Nghe được cái này trung vang sau đó, Đa Bảo Thiên Quân cả người cũng không nhịn được run run một tí. Trung vang rơi xuống, một cổ ý chí cường đại. Lại đang trong hư không chấn động, truyền ra một đạo nghiêm ngặt thanh âm. Đa Bảo Thiên Quân, cần ta ra mặt sao? Đó là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Vũ Hoàng Cổ Đế. Cảm nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí, Đa Bảo Thiên Quân nhất thời cảnh giác. Vũ Hoàng Cổ Đế đang cùng Hồng Quân phân thân, Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ các người đánh một trận sau đó, bởi vì cháy huyết mạch, cưỡng ép triệu hoán thiên tội cổ kiếm lực lượng, đưa đến tự thân cũng là hao tổn nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí, đối Đa Bảo Thiên Quân mà nói, cũng là vô cùng mạnh mẽ, không dám khinh thị. Ngươi muốn tự mình động thủ? Đa Bảo Thiên Quân trầm giọng hỏi, có chút không dám tin tưởng. Không, Nga nguyên khí hao tổn quá nghiêm trọng, hôm nay cần nghỉ ngơi. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm thê lương, lúc nói chuyện lại thỉnh thoảng ho khan, hiển nhiên trạng thái không tốt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đa Bảo Thiên Quân lại hỏi. Ta có thể mời Cực Diệt Cung ra tay, đuổi giết Diệp Thần vậy tiểu tử, thuận tiện giúp người bắt chỉ Phi Huyết tội kia nữ. Vũ Hoàng Cổ Đế nói. Cực Diệt Cung, ha ha, hôm nay Cực Diệt Cung, muốn mời bọn họ ra tay, cũng không dễ dàng sao. Đa Bảo Thiên Quân nở nụ cười lạnh. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, ta biết, Cực Diệt Cung tìm Thiên Quân phong thần bia, tạm thời không chấp nhận ủy thác, nhưng ta ra mặt, có thể mời bọn họ ra tay. Cực Diệt Cung là tổ chức sát thủ, trước kia thường xuyên sống động giết người, nhưng nhất gần ngàn năm qua, nhưng cơ hồ là im tiếng biệt tích. Có rất ít người biết nguyên nhân, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế biết, Đa Bảo Thiên Quân cũng biết. Cực Diệt Cung im tiếng biệt tích, chính là vì tìm Thiên Quân phong thần bia. Coi như là Đa Bảo Thiên Quân ra mặt, cũng không thể mời được Cực Diệt Cung, hắn mặt mũi còn chưa đủ. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế ra mặt, vậy là bất đồng. Vũ Hoàng Cổ Đế. Ngươi tự mình ra mặt, thậm chí phải giúp ta bắt chỉ Phi Huyết tội kia nữ, ngươi muốn làm gì? Đa Bảo Thiên Quân tròng mắt híp lại, hắn biết Vũ Hoàng Cổ Đế tính cách, không thể nào vô duyên vô cớ giúp người. Ha ha, vậy không việc gì, chỉ mong ngươi có thể ở Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu sau đó, chiếu cố nhiều hơn ta vạn khư đệ tử. Vũ Hoàng Cổ Đế rất thẳng thắn nói. Đa Bảo Thiên Quân cười ha ha một tiếng, sờ một cái râu, nói cái này đơn giản. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt hồi chỉ Phi Huyết tiện nhân kia, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, rất tốt, nhưng, Thiên Quân phong thần bia, chính là ta vạn khư pháp bảo, Đa Bảo Thiên Quân,
ngươi đã có rất nhiều bảo bối, ta khuyên ngươi không muốn lại có tâm tư khác. Đa Bảo Thiên Quân cười nói, ta Thiên Quân Phong tước hiệu, chính là đa bảo hai chữ, thích nhất thu thập trong thiên hạ bảo bối, ngày trước quân phong thần bia, ta cũng muốn, cuối cùng ai có thể cướp lấy, liền xem riêng mình bản lãnh. Phú Hoàng Cổ Đế cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, ý chí dần dần tiêu tán đi. Thái thượng thế giới, một phiến vô danh thế giới. Mảnh thế giới này, gió cát đầy trời, hoang vu thê lương, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên cùng phế tích, tất cả kên kên ở trên trời quanh quẩn, để tiếng thê lương, càng lộ vẻ được nơi này hoang vu. Không có ai biết, trong truyền thuyết cực diệt cung, thái thượng thế giới đứng đầu nhất tổ chức sát thủ, Sơn Môn liền núp ở cái này phiến gió cát trong phế tích. Một cái ông già, mang một cô gái, ở trong bão cát đi tới trước. Ông già chống gậy, thỉnh thoảng ho khan, thân hình mơ hồ, tựa như không phải thật thể, chỉ là một đạo hình chiếu. Hắn chính là Vũ Hoàng Cổ Đế hình chiếu. Vũ Hoàng Cổ Đế nguyên khí hao tổn to lớn, hôm nay hình tượng, nhưng lộ vẻ được có chút bể dâu. Hắn thiếu nữ bên cạnh, chính là Mạc Thải Điệp. Bệ hạ, chúng ta phải đi nơi nào? Mạc Thải Điệp thấp giọng hỏi, nàng ám sát Diệp Thần thất bại, thậm chí thiếu chút nữa bị Chỉ Phi Huyết giết ngược. Hôm nay nói chuyện cũng không có quá nhiều khuyến khích. Đi gặp gặp bạn cũ. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt híp lại, mang Mạc Thải Điệp, đi tới một tòa hoang phế cổ thành bên trong. Cổ thành bên trong, ở gió cát thấp thoáng hạ, lại còn có mấy tòa hoàn hảo màu đen cung điện, thậm chí còn có dấu vết người. Mạc Thải Điệp lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng thấy cung điện trên tấm bảng, in cực diệt cung ba chữ. Nơi này là cực diệt cung trụ sở. Mạc Thải Điệp nhất thời bất an, cực diệt cung là đứng đầu nhất tổ chức sát thủ, không người biết trụ sở ở nơi nào, lúc đầu lại có thể ở nơi này phiến hoang phế trong thế giới. Vũ Hoàng Cổ Đế mang nàng tới chỗ như vậy, để cho nàng cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Cực diệt cung bên trong, có mấy người quần áo đen, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế tới, bọn họ cũng không có tiến lên nghênh đón, vậy không nói gì, mà lại yên lặng xoay người trở lại trong cung. Chỉ chốc lát sau, một cổ cực đoan âm trầm. Cực đoan đè nén hơi thở, từ trong cung điện truyền ra. Cửa cung mở ra, một cái mang ác quỷ mặt nạ nam tử, lớn bước ra ngoài. Cái này quỷ diện nam tử, hơi thở âm trầm như vạn nắng mây đen, cho người to lớn cảm giác bị áp bách, hắn thật giống như chính là nắm giữ địa ngục quỷ vương, hung hãn đến làm người ta hít thở khó khăn bước. Ma hình thiên, thật lâu không gặp. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn quỷ kia mặt nam tử, mỉm cười nói. Vũ Hoàng Cổ Đế. Vạn năm không thấy, không nghĩ tới lúc đầu ngươi lại chính là cổ thần chủ. Quỷ kia mặt nam tử sau mặt nạ ánh mắt, bắn ra hai điểm tinh mang, ngắm nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế. À, hôm nay ta còn khốn khóa ở thế giới hiện thật, không được siêu thoát, lại nói chi là cổ thần chủ. Vũ Hoàng Cổ Đế thở dài một cái, nói. Vậy kêu là ma hình thiên quỷ diện nam tử, khẽ mỉm cười, nói, ngươi ngày hôm nay đại giá đến chơi, không biết có gì sao. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, ta muốn giết một người. Ma hình thiên ánh mắt hơi co giúp một cái, nói, người muốn ủy thác ta cực diệt cung, giúp ngươi giết người. Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu nói, đúng vậy. Ma hình thiên trầm ngâm một lát, nói ta cực diệt cung nhất gần ngàn năm, không nhận bất kỳ ủy thác, nhưng nếu như là ngươi Vũ Hoàng Cổ Đế mở miệng, vậy cái gì đều được thương lượng. Vũ Hoàng Cổ Đế là Vũ Hoàng thiên giới nắm giữ, vạn khư điện chủ, địa vị cao quý vô cùng. Cho dù là cực diệt cung, có rất lâu, đều cần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế hợp tác. Cho nên, người khác ủy thác, cực diệt cung không nhận. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế ủy thác, nhất định phải tiếp. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra thích hợp thù lao, Ma Hình Thiên cười nói. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, cái này đơn giản, ta cho các ngươi thù lao, chính là nàng. Vừa nói đem Mạc Thải Điệp, đẩy ra. Bệ hạ, Mạc Thải Điệp hoảng hốt. Chỉ cảm thấy cả người khí cơ cũng bị phong tỏa, không cách nào nhúc nhích. Phệ hồn châu đồ đựng sao? Ma hình thiên đánh giá Mạc Thải Điệp, một con mắt, liền xem thấu lai lịch của nàng. Ở Mạc Thải Điệp trong cơ thể, ẩn chứa một hạt châu, đó chính là trong truyền thuyết vô vô thần khí, phệ hồn châu mảnh vỡ. Cái này thế gian, phần lớn vô vô thần khí, đều là mảnh vỡ trạng thái, hoàn chỉnh vô cùng thiếu. Nhưng, phệ hồn châu cũng rất đặc biệt. Pháp bảo này, mặc dù cũng là mảnh vỡ trạng thái, nhưng tổng cộng chỉ có 4 khối mảnh vỡ. Chỉ cần gom đủ 4 khối mảnh vỡ, có thể có được hoàn chỉnh thần khí,
thậm chí đủ để sánh bằng tam hoàng chí bảo. Lớn nhất một khối mảnh vỡ, ngay tại Mạc Thải Điệp trong cơ thể. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, đúng vậy, con bé này, chính là Phệ Hồn Châu đồ đựng, ngươi cầm nàng giết, liền có thể cầm Phệ Hồn Châu moi ra, không biết cái này thù lao, có thể hay không mời các ngươi ra tay. Mạc Thải Điệp toát ra mồ hôi lạnh, kêu lên, bệ hạ. Nhưng mà, Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ làm nàng là không khí. Ma Hình Thiên cũng là ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn bỏ mặc nàng sống chết, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu nói. Cái này thù lao, thật đúng là quá vậy là đủ rồi, chỉ cần không phải đi giết luân hồi chi chủ, đều có thể. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ta nhưng chính là muốn giết luân hồi chi chủ. Ma Hình Thiên ánh mắt nhất thời cứng đờ, nói, luân hồi chi chủ, cũng không tốt giết à. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, yên tâm, ta coi là đến gần đây, luân hồi chi chủ đạo tâm dao động, tựa hồ gặp phải thiên ma tinh biển ăn mòn, đáng tiếc Nga nguyên khí hao tổn quá lớn, nếu không ta đã sớm tự mình động thủ, cũng không cần mời các ngươi ra tay. Nói tới chỗ này, Vũ Hoàng Cổ Đế yêu thương nhìn Mạc Thải Điệp một mắt, con bé này ta có thể yêu thương rất, hôm nay bán cho các ngươi, ta cũng đau lòng muốn chết. Ma Hình Thiên chỉ là mỉm cười, cũng không đáp lời. Trong đầu nghĩ, thiên hạ tới giữa, ai chẳng biết ngươi Vũ Hoàng Cổ Đế, cay nghiệt thiếu tình cảm, ngươi còn sẽ tưởng nhớ ai. Mạc Thải Điệp cơ hồ muốn khóc lên, nói, bệ hạ, không muốn bỏ lại ta, ngươi. Ngươi muốn giết luân hồi chi chủ, ta có thể dốc sức. Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười không nói, cũng không để ý Mạc Thải Điệp khóc cầu, hướng Ma Hình Thiên nói, như thế nào. Ma Hình Thiên, các ngươi có thể tiếp ủy thác, thay ta giết chết luân hồi chi chủ. Ma Hình Thiên nhìn Mạc Thải Điệp một mắt, trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, nói ta cực diệt cung có thể hết sức, nhưng không bảo đảm thành công, dẫu sao luân hồi khí vận quá đáng sợ, các ngươi vạn khư đuổi giết lâu như vậy, cũng không có thành công, chớ nói chi là ta cực diệt cung. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, chỉ cần các ngươi hết sức, viên này Phệ Hồn Châu, liền là của các ngươi. Lại dùng lực đẩy một cái, đem Mạc Thải Điệp đẩy tới Ma Hình Thiên bên người, lại nói. Luân hồi đạo tâm dao động, bị thiên ma tinh biển ăn mòn, đây là vạn cổ khó gặp tuyệt thời cơ tốt, các ngươi nhất định phải nắm chặt. Ma Hình Thiên ánh mắt hơi sáng, nếu như luân hồi đạo tâm thật dao động, hắn cực diệt cung, đúng là có chu diệt cơ hội. Một khi chu diệt luân hồi, cái này thiên đại công đức khí vật, đủ để chấn động thước vạn cổ. Nghĩ tới đây, Ma Hình Thiên thân thể, cũng không khỏi hơi có chút run rẩy, nói yên tâm, như luân hồi đạo tâm thật đã dao động. Ta cực diệt cung tất kêu hắn vạn kiếp bất phục. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, rất tốt, ngoài ra, người muốn chú ý chỉ phi huyết tội này nữ, nàng dẫu sao và ngươi như nhau, đều là cực diệt cung phó cung chủ, tu vi không phải chuyện đùa, nếu không diệt trừ nàng, người muốn chu diệt luân hồi, tuyệt không khả năng. Ma Hình Thiên cười hắc hắc, nói, không sao, ta đã có đối phó tiện nhân kia phương pháp. Sinh tử vực, sinh tử điện bên trong. Diệp Thần nghỉ ngơi điều dưỡng, tự nhiên không biết Vũ Hoàng Cổ Đế cùng cực diệt cung mật mưu. Bất kể là Vũ Hoàng Cổ Đế, vẫn là cực diệt cung, thiên cơ sát khí cũng che giấu được tốt vô cùng, người ngoài căn bản không có thể phát hiện. Diệp Thần ở sinh tử điện bên trong, nghỉ ngơi mấy ngày, tâm tình dần dần khôi phục lại. Mặc dù, hắn vẫn là nghĩ không rõ lắm, Tôn Di tại sao sẽ bị khốn tại thiên ma tinh biển, nhưng hắn đã buông xuống chấp niệm, dẫu sao tiêu gấp cũng vô ích. Chân tướng sự tình luôn có cởi ra một ngày. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là tăng lên thực lực, là thái thượng công đức chiến làm chuẩn bị. Chỉ muốn bắt công đức chiến đầu tên, liền có thể được đại khí vận công đức thêm thân, còn có thể bắt được xích diễm tạo hóa đan, hồi phục thiên nữ. Thậm chí, đoạt được đầu tên, có tư cách đi gặp đạo đức thiên tôn vậy không nhất định. Đạo đức thiên tôn thần bí khó lường, ở Hồng Quân lão tổ sinh hoạt cái đó niên đại. Hắn chính là Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, lý lịch sâu, nội tình dày, chân thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như có thể thấy đạo đức thiên tôn, Diệp Thần trong lòng rất nhiều nghi vấn, có lẽ cũng có thể được giải quyết. Ngày này, Diệp Thần còn đang nghỉ ngơi, sinh tử điện điện chủ đệ nhất cừu, nhưng vội vã báo lại, nói. Diệp huynh đệ, bên ngoài có thiên địa dị bảo xuất thế khí tượng, không biết người có thể hay không có hứng thú. Diệp Thần nhướng mày nói, thiên địa dị bảo. Đệ nhất cửu nói, người đi ra ngoài xem. Diệp Thần gật đầu một cái, đi ra gian phòng, đi ra bên ngoài, nhưng thấy bầu trời phương xa, mơ hồ có cổ xưa khí tượng hiện lên.
một món cho đen hơi khói, phóng lên cao, mang cuồn cuộn không không năng lượng ba động, tràn ngập thiên vũ, rung động nhân tâm. Vậy hơi khói bên trong, lại có một từng đạo quỷ bí phù văn lưu chuyển, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy thần hồn biến dạng, tựa như người phàm nhìn thẳng cổ thần vậy, thức hải đau đớn kịch liệt. Đệ nhất cửu chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu, không dám lại xem. Diệp thần nhìn vậy cho đen hơi khói, vẻ mặt hơi sững sờ, trong cơ thể phệ hồn châu phát ra đồng tình. Cái này cổ cho đen quỷ bí hơi khói, lại là phệ hồn châu tản ra khí tượng. Có phệ hồn châu mảnh vỡ xuất thế. Diệp thần lấy làm kinh hãi, phệ hồn châu mảnh vỡ, chỉ có 4 khối. Một khối ở vạn khư thần điện trong tay, một khối ở trong tay hắn, một khối ở man hoang thánh điện trong tay, còn có cuối cùng một khối, không biết tung tích. Vào giờ phút này, bầu trời bên trong, lại có phệ hồn châu khí tượng. Chẳng lẽ nói, cuối cùng một khối mảnh vỡ, ở ngày hôm nay xuất thế. Diệp thần tim không nhịn được tăng tốc độ nhảy lên, phệ hồn châu pháp bảo này, đặc biệt quỷ dị, đối linh hồn có mãnh liệt khắc chế hiệu quả, thậm chí có thể khắc chế hắn luân hồi thánh hồn thiên. Muốn giải quyết khắc chế nói, tốt nhất biện pháp, chính là đem cái này phệ hồn châu, hoàn toàn cầm nặn ở trong tay mình. Trước mắt, Diệp thần trong tay, chỉ có một khối mảnh vỡ. Hiện tại, có mới mảnh vỡ hiện thế, hắn há có thể không động tâm. Diệp huynh đệ, người phải đi cướp lấy sao? Đệ nhất cửu hỏi. Thiên dư không lấy, tất bị kỳ cứu. Phệ hồn châu cuối cùng một khối mảnh vỡ xuất thế, ta vô luận như thế nào, cũng muốn lại xem, nếu bị người khác đoạt đi, há chẳng phải là gai gâu. Diệp thần rất nhanh làm xong quyết định, phệ hồn châu mảnh vỡ xuất thế, hắn dĩ nhiên phải đi tìm tòi kết quả. Ta cùng ngươi. Một bên bóng cây bên trong, Triều Ly ra một đạo thân ảnh yểu điệu, chính là Chỉ Phi Huyết. Nàng che giấu thủ đoạn, tương đối cao minh, đệ nhất cửu gặp nàng đột ngột xuất hiện, không khỏi được sợ hết hồn. Diệp thần chỉ khẽ mỉm cười, nói, được, có ngươi tương bồi, Nga coi như không giành được phệ hồn châu, vậy đủ để trở lui toàn thân. Chỉ Phi Huyết thực lực, đạt tới vô lượng cảnh hậu kỳ, cực kỳ cường hãn, Diệp thần có nàng bảo vệ, dĩ nhiên là an lòng. Đệ nhất cửu nói, Diệp huynh đệ, vậy thì chúc ngươi thuận thuận lợi lợi, bắt được phệ hồn châu. Diệp thần cười nói, thừa ngươi chúc lành, chúng ta thái thượng công đức chiến gặp lại. Dứt lời, Diệp thần liền tạm biệt đệ nhất cửu, mang Chỉ Phi Huyết, đi phệ hồn châu khí tượng phát ra địa phương, biến dạng hư không chạy tới. Trong hư không, Chỉ Phi Huyết chân mày hơi cao lại, nói ta luôn cảm giác là cạm bẫy. Diệp thần sửng sốt một chút. Nói, người nói gì sao? Chỉ Phi Huyết lắc đầu một cái, nói, không biết, chỉ là từ sát thủ trực giác, ta luôn cảm giác cái này phệ hồn châu xuất thế, quá mức trùng hợp, thật giống như cố ý dẫn dụ ngươi đi chịu chết như nhau. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, cẩn thận bắt thiên cơ, vậy mơ hồ cảm thấy vẻ nguy hiểm. Nhưng, cướp lấy bảo vật, mạo hiểm lịch luyện, nguy hiểm là tất nhiên tồn tại, là chuyện rất bình thường. Có người bảo vệ ta. Coi như là cạm bẫy vòng bộ, vậy cũng mệt không ở chúng ta. Diệp thần cười một tiếng, thanh âm ngược lại là khá là tự tin. Trừ Chỉ Phi Huyết bên ngoài, hắn còn có luân hồi mộ địa lá bài tẩy này, đủ để tự vệ. Phệ hồn châu đang ở trước mắt, không có lý do lúc này bỏ qua. Chỉ Phi Huyết không có lại trả lời, mà là thân thể chớp mắt, như quỷ mị vậy, che giấu ở Diệp thần bóng dáng bên trong. Coi như là Diệp thần. Đều khó lại bắt được nàng hơi thở. Hư không biến dạng sau đó, Diệp thần đi tới một cái địa phương quen thuộc. Lại là thiên ngoại thiên thế giới, hoang thú tinh. Hoang thú tinh, có thể nói là thiên ngoại thiên chỗ nguy hiểm nhất, tràn đầy tất cả loại cỡ lớn hung thú, hồng hoang dị chủng. Diệp thần trở lại chốn cũ, trong lòng rất bất ngờ. Không nghĩ tới phệ hồn châu xuất thế chi địa, lại có thể ở nơi này phiến hoang thú thế giới. Vì sao ta trước đây ở chỗ này lịch luyện, không cảm thấy nửa điểm hơi thở? Diệp thần chau mày, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Hắn thiếu nhìn phương xa, chỉ gặp một đạo màu đen cột khói, phóng lên cao, khí tượng so với ở sinh tử vực bên trong thấy, muốn bàng bạc rất nhiều, đơn giản là lũ quét bùng nổ vậy, có thể nghe được ùng ùng năng lượng tiếng gầm gừ. Hàng loạt hung thú gầm thét, còn có loài mãnh cầm dài đề, lục tục truyền tới, nhiễu tâm thần người. Phệ hồn châu xuất thế, làm được cái này phiến hoang thú thế giới, rất nhiều hồng hoang cự thú, viễn cổ loài mãnh cầm, đều là kinh động, thú khí sôi trào.
suy suy suy. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong, nghe tin mà đến các tu sĩ, cũng là lục tục phá không tới. Vô vô thần khí, vô cùng chân quý, là người đều muốn. Coi như thần khí xuất thế, là ở thiên ngoại thiên nguy hiểm nhất trên tinh cầu, cũng có đại lượng tu sĩ, mạo hiểm tới, cho nên người đến quá mức đám người, ngày xưa yên lặng hoang thú thế giới, nhất thời đổi được vô cùng huyên náo. Cái này hoang thú thế giới, vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là cự thú loài mãnh cầm, nghe tin chạy tới các tu sĩ, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rối rít đáp xuống, tụ tập chung một chỗ. Nơi đây hoang cổ cự thú vô cùng nhiều, vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn đoàn kết cùng nhau mới được. Không biết là ai kêu một tiếng, rất nhiều tu sĩ đều là gật đầu. Không bằng chúng ta đoàn kết nhất trí, trước quét sạch liền hung thú, cùng đoạt được phệ hồn châu sau đó, lại bằng mọi người thực lực tranh thủ. Lại có người đề nghị, lấy được rất nhiều người phụ họa. Nhưng, đám người tới giữa, cũng không phải là thành tâm liên hiệp, đều là vẫn duy trì một khoảng cách cùng cảnh giác. Dẫu sao, tất cả mọi người đều là vì tìm bảo tới, cuối cùng không tránh được binh khí gặp nhau, hôm nay chỉ là bởi vì hung thú uy hiếp, tạm thời đoàn kết thôi. Diệp Thần xen lẫn trong đám người bên trong, nghĩ ngợi sách lược. Chỉ Phi Huyết che giấu ở Diệp Thần bóng dáng bên trong, bỗng nhiên lạnh lùng nói, chú ý, nơi này có cực diệt cung sát thủ. Diệp Thần nghe được lời này, da đầu nhất thời hơi tê dại, nói, ở nơi nào? Ở bên kia, hắn ẩn núp được cực sâu, nhưng không gạt được ánh mắt ta. Chỉ Phi Huyết hướng Diệp Thần chỉ rõ, đó là một cái rất bình thường áo vải thanh niên. Chỉ ít, Diệp Thần một mắt nhìn sang, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường, chỉ cho là tán tu bình thường. Đây là cực diệt cung sát thủ. Diệp Thần thầm giật mình, cho dù Chỉ Phi Huyết đã chỉ rõ, ở đối phương không có xuất thủ dưới tình huống, bằng vào bề ngoài, hắn vẫn là không nhìn thấu đối phương hơi thở. Lại là cực diệt bảng hạng thứ 9 Khuê Sơn, hắn tới nơi này làm gì, nói không chừng là muốn giết ngươi. Chỉ Phi Huyết đề phòng đứng lên, nàng phụng mệnh bảo vệ Diệp Thần, tự nhiên không thể nhìn thấy Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói có thể phệ hồn châu xuất thế, cực diệt cung cũng muốn cướp lấy đi. Dừng một chút, lại hỏi, cực diệt bảng vậy là cái gì? Chỉ Phi Huyết nói, là ta cực diệt cung bên trong sát thủ hạng bảng danh sách, cái này Khuê Sơn, xếp hạng thứ 9, ta xếp hạng thứ 7, thần bí nhất là trước ba tên, liền ta và Ma Hình Thiên cái này hai cái phó cung chủ, đều không cách nào điều động, chỉ có lão tổ có thể điều khiển. Chỉ Phi Huyết nói đến cực diệt cung một ít bí mật, Diệp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, nàng chịu chủ động cùng hắn nói, xem ra là cầm hắn làm người mình. Các ngươi lão tổ chính là cung chủ. Diệp Thần lại hỏi, hắn đối vậy cực diệt cung, cũng là rất là tò mò, suy nghĩ rõ ràng hơn một chút. Chỉ Phi Huyết lắc lắc đầu nói, không phải, lão tổ ẩn giấu ở sau lưng, cơ hồ cho tới bây giờ không ra tay, cung chủ không phải hắn, cung chủ vị trí một mực trống chỗ, trước kia ta và một cái khác kêu Ma Hình Thiên phó cung chủ, liều chết tranh đoạt. Lão tổ nói qua, ai có thể tìm được thiên quân phong thần bia, ai liền có thể đảm nhiệm cung chủ, thừa kế hắn tu vi y bát. Ta ủy thác tiểu thư, điều tra thiên quân phong thần bia rơi xuống, đúng là vậy tra được, đáng tiếc. Diệp Thần tiếp lời nói, đáng tiếc người bị đa bảo thiên quân bắt được, cho dù biết liền thiên quân phong thần bia rơi xuống, cũng không cách nào đi tìm. Chỉ Phi Huyết nói, ừ, nhưng ta xem tiểu thư hôm nay ý, tựa hồ buông tha tranh đoạt cung chủ vị trí, phải đem thiên quân phong thần bia đưa cho ngươi. Diệp Thần cười nói, nếu quả thật như vậy, vậy thì cảm ơn các ngươi tiểu thư. Thiên quân phong thần bia, hắn vậy rất muốn, nếu như đệ nhị yêu cơ nguyện ý đưa tiến, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, đệ nhị yêu cơ nói qua, muốn nên biết đạo thiên quân phong thần bia rơi xuống, trừ phi hắn có thể bắt được thái thượng công đức chiến đầu tên, đây cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ Phi Huyết nói, đừng nói trước nhiều như vậy, người tận lực tránh cái đó Khuê Sơn, không nên bị hắn phát hiện. Diệp Thần nhìn về phía vậy áo vải thanh niên, trong lòng rét một cái, yên lặng gật đầu. Vậy áo vải thanh niên tựa hồ không có phát hiện Diệp Thần, đang cùng chung quanh người trò chuyện với nhau, thương lượng tiêu diệt hung thú, cướp lấy phệ hồn châu kế sách. Diệp Thần luân hồi hơi thở, đã sớm thu liếm, cho nên cũng không có người phát hiện hắn. Lập tức, Diệp Thần tỉnh bơ, lặng lẽ rời đi đám người, hướng phệ hồn châu khí tượng chi địa bay đi. Cực diệt cung lại có thể cũng muốn cướp đoạt phệ hồn châu,
hắn phải đuổi ở cực diệt cung trước, đem phệ hồn châu cướp được tay, nếu không nhất định có thiên đại phiền toái. Ở Diệp Thần sau khi đi, cái đó áo vải thanh niên, nhưng là lộ ra ánh mắt thâm trầm, nhìn hắn rời đi hình bóng, rồi sau đó vậy nhanh chóng rời đi. Diệp Thần một đường đi tới trước, hướng phệ hồn châu khí tượng chi địa bay đi, dọc theo đường, khắp nơi có thể gặp tất cả hoang cổ cự thú, kinh thiên loài mãnh cầm. Những thứ này loài mãnh cầm cự thú, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, hơn nữa số lượng rất nhiều, chen nhau lên, đó là tương đương đáng sợ. Thậm chí có chút dị chủng, có thể mượn dùng không không thời không năng lượng, vậy càng là khủng bố đến mức tận cùng, coi như là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đối mặt những thứ này hồng hoang dị chủng tập kích, đều có rơi xuống nguy hiểm. Nơi này, được gọi là thiên ngoại thiên, nhất là địa phương nguy hiểm, tự nhiên không phải lãng đắc hư danh. Chư thiên vạn giới, phần lớn địa phương, đều là bị loài người chiếm đoạt, chỉ có cái này hoang thú thế giới, là trời xanh mãnh thú xảo huyệt, ở loài người còn không sinh ra thời điểm, nơi này mãnh thú đã là hoành hành thiên địa. Hống! Diệp Thần phi hành để gặp, bỗng nhiên một đầu địa ngục rắn độc long, từ dưới đất đạp chết lên, long chảo mãnh hướng Diệp Thần bắt đi, phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Khá lắm! Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái loại này địa ngục rắn độc long, là bá chủ cấp hung thú, hắn trước kia ở địa ngục giới bên trong vậy gặp qua, đó là tương đương cường hãn tồn tại. Thậm chí, ở luân hồi trước mấy đời, còn có nhất thế, là bỏ mạng ở địa ngục rắn độc long thủ bên trong. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, ở nơi này phiến hoang thú thế giới, cũng có địa ngục rắn độc rồng tồn tại. Sắt thép long chảo, phá cho ta. Diệp Thần phản ứng nhanh mạnh, bàn tay vung lên, triệu hoán huyết long lực lượng, cùng thiết vương tọa lực lượng. Bàn tay hắn, nhất thời hóa thành một cái to lớn lạnh lùng sắt thép long chảo, lóng lánh đen nhánh kim loại sáng bóng, hung hăng một móng vuốt, cùng vậy địa ngục rắn độc long cứng đối cứng. Rắc rắc sát. Địa ngục rắn độc long xương cốt, nhất thời bị Diệp Thần một móng vuốt bóp nát, phát ra bi hống. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, sắt thép quy luật ăn mòn đi qua, chỉ trong nháy mắt, liền đem đầu kia địa ngục rắn độc long, thiết hóa thành một cái pho tượng, từ không trung rơi xuống. Hô! Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, thấy vậy địa ngục rắn độc long sắt thép pho tượng, trên đất đập nát bấy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Lấy hắn hôm nay thực lực, coi như là địa ngục rắn độc long cường đại như vậy hung thú, vậy không tổn thương được hắn. Nhưng ở cái này phiến hoang thú thế giới, so địa ngục rắn độc long cường đại tồn tại, khắp nơi đều là. Diệp Thần không dám khinh thường chút nào, chỉ sợ lật thuyền trong mương, một đường thận trọng thu liễm hơi thở đi tới trước, nếu như đụng phải hung thú tập kích, tránh được nên tránh, chân thực không cách nào né tránh sẽ ra tay chiến đấu. Như vậy ước chừng khi đêm đến, Diệp Thần mới đi tới phệ hồn châu khí tượng phát ra địa phương. Đây là một phiến sâu thẳm thung lũng, nắng chiều tây nặng, chung quanh bao phủ một tầng nguy hiểm sơ xác tiêu điều hơi thở. Trừ Diệp Thần ra, chỉ có thưa thớt mấy đạo nhân ảnh. Hiển nhiên, Diệp Thần và vậy mấy đạo nhân ảnh, là nhóm đầu tiên chạy đến người. Thông thường tu sĩ, còn không cách nào đột phá cự thú cùng ác điều trở ngại. Chung quanh vậy mấy đạo nhân ảnh, cách nhau cực xa. Có dựa vào dưới tàng cây, có đứng ở thác nước trên, có người trôi lơ lửng ở tầng mây lúc đó, mọi người lẫn nhau phòng bị cảnh giác, ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn về trong thung lũng ương. Trong thung lũng ương, một cái to lớn kẽ hở, nhô lên ra nồng nặc màu đen hơi khói, giống như khói báo động vậy, xông thẳng lên trời, khuấy động khí lưu, vang động trước, khá là nguy nga. Đó là phệ hồn châu tản ra hơi thở. Phệ hồn châu, sẽ ở đó thung lũng kẽ hở dưới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, cũng không có tùy tiện đi cướp lấy, bởi vì chung quanh mấy đạo thân ảnh, cũng đang ngó chừng. Bọn họ đều là cực diệt cung sát thủ, ngà cửa tựa hồ chúng kế. Chỉ phi huyết như cũ che giấu ở Diệp Thần bóng dáng hạ, truyền tới lời nói lạnh như băng. Cái gì? Diệp Thần nhất thời rợn cả tóc gáy, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chung quanh vậy mấy đạo thân ảnh, hơi thở âm trầm thần bí, hiển nhiên đều là nhất lưu cường giả. Người người đều có vô lượng cảnh trở lên tu vi. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều là cực diệt cung sát thủ. Cái gọi là phệ hồn châu, chỉ là cạm bẫy cùng bố trí. Những người này, đã sớm đang đợi mình. Diệp Thần nhất thời cảnh giới lên, lui về phía sau hai bước, sống lưng dính sát trước một cây đại thụ. Vậy mấy đạo thân ảnh, vẫn là lãnh đạm hình dáng, không có biểu lộ ra chút nào khác thường.
Bọn họ tổng cộng có 6 người, tựa hồ đang đợi chút gì. Sau đó, một cái áo vải thanh niên, ngự gió bay đến thung lũng trong rừng cây. Cái này áo vải thanh niên, chính là chỉ Phi Huyết trong miệng nói, cực diệt bảng hạng thứ 9 Khuê Sơn. Làm Khuê Sơn đến, 6 người kia không giấu vết xê dịch một tí vị trí. Diệp Thần bén nhạy cảm giác được, mình đã bị bao vây. Khuê Sơn thấy Diệp Thần diễn cảm, sắc mặt cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Từ sát thủ trực giác bén nhạy, hắn có thể khẳng định, mình đã bại lộ. Chỉ Phi Huyết tội kia nữ ở nơi nào? Nếu đã bại lộ, Khuê Sơn không có lại che giấu cái gì, không dây dưa hỏi thăm, thanh âm âm lãnh được xem hàn băng ngàn năm. Mới vừa hắn, vẫn là một cái bề ngoài thông thường áo vải thanh niên, nhưng giờ khắc này, hắn ánh mắt, hắn hơi thở, hắn linh hồn, cũng giống như là một cái dao nhọn, muốn chém diệt hết thảy gông xiềng cùng kẻ địch. Cảm nhận được Khuê Sơn vậy khí tức lạnh như băng, Diệp Thần cũng là ngưng trọng. Tên này, là cực diệt bảng hạng thứ 9 sát thủ, tuyệt đối khó đối phó. Huống chi, chung quanh còn có mấy sát thủ, đều không phải là thiện cùng hạng người. Chỉ cô nương, đi ra đi. Diệp Thần âm thầm truyền ra thần niệm, kêu gọi Chỉ Phi Huyết. Địch nhân trước mắt, hiển nhiên khó giải quyết, hắn cần Chỉ Phi Huyết trợ giúp. Không, bây giờ còn chưa phải là thời điểm xuất thủ. Chỉ Phi Huyết như cũ che giấu ở Diệp Thần trong bóng tối, màn đêm dần dần hạ xuống, nàng hơi thở ẩn núp sâu hơn, coi như là gần trong gang tấc Khuê Sơn các người, cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Không nói sao, dựa hết vào một mình ngươi, chẳng lẽ còn muốn đối kháng ta? Khuê Sơn cười nhạt, gặp Diệp Thần không nói gì, lập tức dậm chân hướng Diệp Thần xông lên đi giết, chung quanh mấy tên sát thủ kia, cũng là vô cùng ăn ý, như quỷ mị vậy tập sát tới. Vù vù, Khuê Sơn trong tay, xuất hiện một thanh kiếm chuôi, đó là một cái đen thui chuôi kiếm, giống như hắc diệu thạch đúc, phía trên có từng tia vết rách, xâm nghiêm quỷ bí ma khí, từ trong đó tản ra, hắc ám cùng chết mùi vị, không ngừng tràn ngập, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần thấy được kiếm kia chuôi, ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn tới, đó là đen nhánh đến mức tận cùng, tựa như hội tụ ngàn vạn năm mực vậy đen nhánh. Hắn thậm chí đánh hơi được thiên ma tinh biển hơi thở. Ma hình thiên vĩ đại thần vật, tất hắc chi tinh. Tại sao sẽ ở Khuê Sơn trong tay? Chẳng lẽ ma hình thiên, lại có thể đem cái này vĩ đại thần vật cho mượn liền hắn? Chỉ Phi Huyết cũng nhìn thấy kiếm kia chuôi, không khỏi được kinh hô lên. Cái gì vĩ đại thần vật? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Nhưng lúc này, Khuê Sơn đã tới sát. Vậy hắc diệu thạch bàn trên chuôi kiếm, quỷ bí ma khí hội tụ, hóa thành ba thước dài thân kiếm, ma khí ngưng luyện được giống như cố thể vậy, lưỡi kiếm phá vỡ không khí, chém về phía Diệp Thần cổ. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, vội vàng nghiêng người né tránh. Khuê Sơn đen nhánh kia kiếm phong, từ hắn lướt qua bên người, chỉ thiếu chút xíu nữa, thì phải làm bị thương hắn, có thể nói hung hiểm vạn phần. Chú ý, không nên bị tất hắc chi tinh làm bị thương, nếu không linh hồn đều có thể rơi vào thiên ma tinh biển. Chỉ Phi Huyết nghiêm nghị cảnh cáo. Thanh kiếm này kêu tất hắc chi tinh. Diệp Thần tả hữu đằng na, né tránh Khuê Sơn tập sát, vừa hướng Chỉ Phi Huyết hỏi. Đúng vậy, đây là ma hình thiên vĩ đại thần vật, không nghĩ tới hắn lại có thể cho mượn liền Khuê Sơn, xem ra vì giết ngươi, thật là bỏ vốn gốc. Chỉ Phi Huyết nói. Vĩ đại thần vật rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần hỏi, cái này tất hắc chi tinh, phía trên có thiên ma tinh biển hơi thở. Hắn rất muốn biết cụ thể. Cái gọi là vĩ đại thần vật, chính là từ bốn lớn cao nhất thần khí bên trong đản sanh ra đồ. Bốn lớn cao nhất thần khí, quyền năng ngút trời, một chút xíu năng lượng khí tức, đều có điên đảo càn khôn, nghịch chuyển hoàn vũ uy lực. Từ vậy bốn lớn cao nhất thần khí, đản sanh ra vĩ đại thần vật, đại biểu vĩ đại cùng thần tích, có không thể tưởng tượng nổi thần uy, giống như là tất hắc chi tinh, hoàng hôn tháng, nắng ban mai gió, tảng sáng nhận vân. Vân, Khuê Sơn trong tay tất hắc chi tinh, chính là từ thiên ma tinh trong biển, đản sanh ra vĩ đại thần vật một trong. Một khi bị tất hắc chi tinh làm bị thương, linh hồn cũng sẽ bị cuốn vào thiên ma tinh biển vô tận chết huyên, chỉ có một con đường chết. Chỉ Phi Huyết giọng nói mang ngưng trọng, hướng Diệp Thần nói ra cổ xưa bí mật. Hai người là thần niệm trao đổi, cho nên hết thảy đều ở đây trong nháy mắt. Chính là cái này chớp mắt thời gian, Khuê Sơn cháy máu tươi. Tất hắc chi tinh lưỡi kiếm, tăng vọt gấp mấy lần,
như một cổ hắc ám cùng chết đợt sóng, vô cùng hung hãn tập sát hướng Diệp Thần. Chung quanh mấy tên sát thủ kia, vậy cắt đứt Diệp Thần tất cả đường đi. Thằng nhóc, đi thiên ma biển chết bên trong rên rỉ đi. Khuê Sơn gặp Diệp Thần đã mất có thể né tránh, trên mặt cũng là lộ ra âm lệ thần sắc, đen nhánh kiếm mang như thần phạt vậy chém chết hướng Diệp Thần. Thiên ma tinh biển, lại kêu thiên ma biển chết, là thế gian hắc ám cùng chết tượng trưng, vạn cổ tới nay, rơi vào thiên ma tinh biển người, có thể sống bỏ ra, cơ hồ không tồn tại. Cái này cầm tất hắc chi tinh, là từ thiên ma tinh trong biển, đản sanh ra vĩ đại thần vật, chỉ cần bị hắn gây thương tích, linh hồn cũng sẽ bị cuốn vào thiên ma tinh trong biển, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần con người có giúp một cái, thời khắc nguy cấp, như vậy phúc tới tâm linh vậy, bước ra một bước, hét điên cuồng nói. Luân hồi thánh hồn thiên, mở. Oanh! Bàng bạc sáng chói luân hồi chói lọi, như vậy thánh đường thiên đường thần mang, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Luân hồi thánh hồn trời, trực tiếp thi triển ra. Khuê Sơn hắc ám kiếm khí, phần lớn bị luân hồi thánh hồn thiên ngăn trở, một số ít thương tổn tới Diệp Thần. Diệp Thần gò má xuất hiện mấy cái vết kiếm, chảy ra máu tươi. Nhưng, hắn cho dù bị thương, linh hồn lại không có bị cuốn vào thiên ma tinh trong biển. Cái gì? Khuê Sơn thấy tất hắc chi tinh nguyền rủa mất đi hiệu lực, nhất thời ngây ngẩn, chung quanh bọn sát thủ, cũng là kinh ngạc. Muốn đem ta đánh vào thiên ma tinh biển, người còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần hừ một tiếng, trong mắt chiến ý sôi trào. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới bảo vệ, hắn thần hồn, cơ hồ là vô địch tồn tại, cho dù là tất hắc chi tinh, đều không cách nào dung chuyển. Nhân hoàng thánh đao, cho Nga chém chết. Diệp Thần lại sử dụng nhân hoàng thánh đao, chuẩn bị muốn rút ra đao ra khỏi vỏ. Đừng cho hắn rút ra đao cơ hội. Khuê Sơn thấy vậy, nhất thời vô cùng ngưng trọng, nếu như bị Diệp Thần rút ra nhân hoàng thánh đao, vậy chiến cuộc tuyệt đối muốn nghịch chuyển. Hắn và chung quanh mấy tên sát thủ, lập tức như kinh điện vậy, kiên quyết đương đầu trước luân hồi thánh hồn thiên uy áp, mau lẹ vô luân hướng Diệp Thần phóng tới, liều chết vậy muốn ngăn cản Diệp Thần rút ra đao. Nhưng mà, Diệp Thần khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, cũng thật không có rút ra đao. Hắn động tác, chỉ là ngụy trang thôi. Nhân hoàng thánh đao muốn rút ra, giá phải trả cực kỳ to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần vậy sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỉ gặp Diệp Thần bóng dáng, bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, tách ra một đạo thân ảnh yểu điệu. Chỉ Phi Huyết rốt cuộc ra tay. Lúc này Khuê Sơn các người, toàn bộ tinh lực đều ở đây Diệp Thần trên mình, cũng muốn ngăn cản Diệp Thần rút ra đao, hoàn toàn không lưu ý nàng tồn tại. Quỷ kiếm hóa ngàn, tà kiếm đạo. Chỉ Phi Huyết một kiếm múa ra, sát khí nổ, kiếm ý hóa ngàn. Trăm ngàn cái quỷ kiếm sát khí, hội tụ thành một cái khổng lồ kiếm quang thác nước, hướng Khuê Sơn các người chém tới. Suy rồi. Nhọn kiếm khí tiếng rít vang lên, cuồng bạo linh khí cùng vậy bén kiếm thế tàn phá mở ra, Khuê Sơn thủ hạ 6 sát thủ, ngay tức thì liền chết 5 cái. Liền liền Khuê Sơn đây, ở Chỉ Phi Huyết đột nhiên quỷ kiếm chém chết hạ, cũng là thương tích khắp người, cả người máu tươi văng tung tóe, nếu như không phải là có tất hắc chi tinh hộ thể, hắn đã chết. Chỉ Phi Huyết, là ngươi. Khuê Sơn sợ hãi lui về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Chỉ Phi Huyết, giống như nhìn một cái ma quỷ. Khuê Sơn, thật lâu không gặp. Chỉ Phi Huyết lông mày mang biểu tình lạnh nhạt, cầm kiếm đứng, bên người là mấy cái bể tan tành thi thể. Liền được không tệ. Diệp Thần cũng là khẽ mỉm cười, thu hồi nhân hoàng thánh đao, cùng Chỉ Phi Huyết nhìn nhau một mắt. Hai người mới vừa mặc dù không có trao đổi, nhưng đặc biệt ăn ý. Diệp Thần giả vờ sử dụng nhân hoàng thánh đao, hấp dẫn Khuê Sơn sự chú ý, sau đó Chỉ Phi Huyết sẽ ra tay đánh lén, hung hăng bị thương nặng Khuê Sơn. Chỉ Phi Huyết, người cao hứng được quá sớm, người lấy là người thi triển đánh lén, là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Người quá ngây thơ rồi, ma hình thiên đại nhân sớm liền nghĩ đến đối phó người biện pháp. Khuê Sơn hừ một tiếng, nắm chặt tất hắc chi tinh, từng tia bóng tối năng lượng ba động, từ tất hắc chi tinh chui kiếm bên trong kẽ hở tràn ngập ra, trị liệu Khuê Sơn thương thế. Người ngày hôm nay chết chắc, chỉ muốn người chết, liền không người cùng ma hình thiên đại nhân, tranh đoạt cung chủ vị trí. Tất hắc chi tinh, đại hắc ám chết trận, rơi. Khuê Sơn tròng mắt bên trong, ý định giết người đậm đà đến trình độ cao nhất, hắn đột nhiên sử dụng tất hắc chi tinh, là kiếm thành trận, một cái quỷ dị hắc ám trận pháp,
liền trên đất nổi lên. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống, chung quanh một phiến hắc ám. Nhưng, Khuê Sơn nơi bố trí trận pháp, so với nửa đêm còn muốn hắc ám, giống như là một đoàn nồng mực, ở trên vùng đất mở ra. Vậy tất hắc chi tinh chui kiếm, vừa vặn ngay tại trận pháp nhất hạch tâm, không ngừng ông minh. Rắc rắc sát. Theo trận pháp lạc thành, ngàn dặm mặt đất kịch liệt chấn động, đất bùn rạn nứt. Vạn cổ tới nay, chôn ở hoang thú trong thế giới thi hài, bất kể là người tu luyện, vẫn là thái cổ cự thú, toàn bộ sinh động, tựa như bị cái gì cảm cho đòi vậy, rối rít hướng vậy đại hắc ám chết trận vọt tới. Ngay chớp mắt, thành hơn trăm ngàn đầu xương trắng thi hài, hoàn toàn đem Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết vây lại, tử vong cùng bóng tối hơi thở tràn ngập, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết hai người, nhìn chung quanh vô số xương trắng thi hài, vô số vong linh sinh vật, con người đều là hơi co rúc lại, đánh hơi được chết mùi vị. Vù vù, tất hắc chi tinh còn ở chấn động, tản mát ra nồng nặc hắc ám ma khí, gọi về chu vi ngàn dặm bên trong, tất cả người chết, bất kể là chôn trên đất xương trắng, vẫn là mới chết không lâu võ giả, thậm chí mới vừa bị Chỉ Phi Huyết giết chết mấy tên sát thủ kia, vậy toàn bộ sinh động, thành vong linh triệu hoán vật vậy tồn tại, vây quanh đem Diệp Thần hai người vây quanh. Mà tất hắc chi tinh vậy hắc diệu thạch bàn chuôi kiếm, năng lượng thì đang không ngừng tiêu hao, màu sắc không ngừng trở thành nhạt. Hiển nhiên triệu hoán như thế nhiều vong linh, giá phải trả cũng là to lớn. Ma hình thiên muốn hy sinh tất hắc chi tinh, chính là vì giết ta. Chỉ Phi Huyết nhìn chung quanh chi chít xương trắng quái vật, mặt đẹp một hồi lộ vẻ xúc động, nói. Không sai, ma hình thiên đại nhân điều nghiên mấy ngàn năm trận pháp, chỉ cần có thể giết chết ngươi và luân hồi chi chủ, coi như hy sinh tất hắc chi tinh, vậy thì như thế nào? Khuê Sơn lộ ra âm lãnh nụ cười. Sau đó đột nhiên vung tay lên, vậy trăm ngàn đầu xương trắng quái vật, chính là ùn ùn kéo đến vậy, hướng Diệp Thần cùng Chỉ Phi Huyết lướt đi. Ở nơi này phiến hoang thú thế giới, khắp nơi đều là hồng hoang dị chủng, to lớn mãnh thú. Những mãnh thú này, cho dù ở chết sau đó, cũng tàn tật tổn đáng sợ hơi thở. Giờ khắc này, Khuê Sơn lấy tất hắc chi tinh làm trận, đem những cái kia chết đi mãnh thú, lần nữa cho gọi ra tới. Mượn trước tất hắc chi tinh. Thậm chí còn có thiên ma tinh biển hơi thở, những cái kia đã chết, hóa thành xương trắng mãnh thú, hung uy thậm chí không kém gì khi còn sống. Diệp Thần cùng Chỉ Phi Huyết, đều là cảm thấy vô biên vô tận uy áp vọt tới. Nguy cấp bên trong, hai người dựa lưng vào nhau, dính sát chung một chỗ. Thiết vương tọa, sắt thép lãnh vực, mở. Diệp Thần bàn tay cầm gộp lại, rồi sau đó một chưởng đè xuống, điều động trong cơ thể thiết vương tọa linh khí. Đem từng luồng sắt thép hơi thở, tụ lại, hóa thành một phiến lãnh vực. Ở nơi này phiến lãnh vực bên trong, vậy tất cả liều chết xung phong đi lên xương trắng quái vật, rối rít thiết hóa, sau đó bị Chỉ Phi Huyết quỷ kiếm sát khí, chém bể thành đầy trời thiết tiết. Một màn này hình ảnh, đặc biệt nguy nga. Cự thú gầm thét, vong linh gầm nhẹ, sắt thép cao ngất, kiếm khí phá giết, phép tắc chấn động, còn có xa xa phệ hồn châu vậy ngất trời khói đen khí tượng, các loại thanh âm cùng hình ảnh. Lẫn nhau xen lẫn thác loạn, hình thành một khúc quỷ dị chương nhạc. Kịch liệt tiếng chiến đấu, truyền khắp toàn bộ hoang thú thế giới. Lúc này, rất nhiều các võ giả, vậy theo tiếng chạy tới. Bọn họ vốn là muốn cướp lấy phệ hồn châu, nhưng giờ phút này thấy như vậy nguy nga mãnh liệt chiến đấu hình ảnh, tất cả mọi người đều hoàn toàn rung động. Là luân hồi chi chủ, còn nữa, cực diệt cung sát thủ. Từng đạo kêu lên tiếng vang lên. Thấy được thiết vương tỏa cường thế uy năng, những người ở chỗ này, liền nhận ra Diệp Thần thân phận. Còn có vậy tất hắc chi tinh, rõ ràng là cực diệt cung bên trong, phó cung chủ ma hình thiên vĩ đại thần vật. Là cực diệt bảng hạng thứ 9 Khuê Sơn, còn có thứ 7 Chỉ Phi Huyết. Chỉ Phi Huyết còn chưa có chết. Có chút ánh mắt sắc bén người, nhận ra Chỉ Phi Huyết và Khuê Sơn hai người, lại là một hồi kêu lên, không nghĩ tới vậy Chỉ Phi Huyết, lại có thể đứng ở Diệp Thần bên này. Nghị luận của chung quanh tiếng, cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết. Hai người cũng thuộc về cực độ khẩn trương giây phút, tinh thần căng thẳng, liều mạng đối phó chung quanh xương trắng quái vật. Nhưng mà, những xương trắng kia quái vật số lượng, thực ra quá nhiều, giết không khỏi giết. Diệp Thần, Chỉ Phi Huyết hai người giết một nhóm, lại có một nhóm mới quái vật, bị tất hắc chi tinh triệu hoán, từ lòng đất bên trong nhô ra, thật là không có cuối. Không được. Phải nghĩ biện pháp phá trận.
nếu không chúng ta dây dưa cũng bị dây dưa chết. Diệp Thần cắn răng, nếu như không phá trận, tất hắc chi tinh cuồn cuộn không ngừng triệu hoán thi hài, chiến đấu vĩnh viễn không có cuối, hắn và Chỉ Phi Huyết đều phải bị dây dưa chết. Không phá được, ta đã đáp ứng tiểu thư, phải bảo vệ ngươi, Nga vì ngươi ngăn trở, ngươi đi thôi. Chỉ Phi Huyết nhìn Diệp Thần một mắt, trong ánh mắt mang đoạn tuyệt cùng bi thương. Nàng không nghĩ tới Ma Hình Thiên quyết tâm lớn như vậy, lại có thể bỏ được hy sinh tất hắc chi tinh, vậy phải đối phó nàng. Ở tất hắc chi tinh triệu hoán hạ, xương trắng thi hài, yêu ma quái vật, chi chít, nhiều vô số kể, muốn đột phá những quái vật này phong tỏa đi phá trận, cơ hồ là chuyện không thể nào. Không, phải đi liền cùng đi. Ma giáp vệ, đi ra đi. Diệp Thần quát to một tiếng, đánh khai thiên địa hồ, gọi ra ma giáp vệ. Oanh! Ma khí nhô lên, sát khí ngất trời. Một cổ lũ quét vậy mãnh liệt hắc khí, từ thiên địa hồ bên trong phun ra, 500 đầu ma giáp vệ, lạnh lùng như đao, sát ý như kiếm, hạ xuống ở giữa thiên địa. Không không thời không quái vật. Ma giáp vệ một hạ xuống, Khuê Sơn chính là lấy làm kinh hãi, hắn từ vậy tất cả ma giáp vệ trên mình, bắt được không không thời không hơi thở, thậm chí còn có thiên ma tinh biển hơi thở. Chung quanh các võ giả, cảm nhận được ma giáp vệ cường hãn khí thế, cũng là thán phục luân hồi thủ đoạn, lại có thể liền không không thời không quái vật, đều có thể cho gọi ra tới. Giết! Diệp Thần vung lên, ý chí nổ tung. 500 đầu ma giáp vệ, như vô tình sát hại máy móc vậy, nếu như một cái dao nhọn, đâm vào phía trước xương trắng nước lũ bên trong. Chung quanh chi chít xương trắng quái vật, trận hình nhất thời bị ma giáp vệ đập sập. Ma giáp vệ nhanh chóng mở ra một cái lối đi, nhắm thẳng vào trận pháp hạch tâm. Hưu, Diệp Thần thân thể bão tố bắn, như nhanh như tia chớp, hướng trận pháp hạch tâm bạo xông lên đi. Ngăn lại hắn. Khuê Sơn hét điên cuồng, thủ quyết nặn động, thúc giục tất hắc chi tinh sát khí, chung quanh tất cả xương trắng quái vật, xác sống con rối, gầm thét dâng lên, muốn ngăn trở Diệp Thần bước chân. 500 đầu ma giáp vệ, thế ngăn cản, nhưng ở chung quanh vô số quái vật dưới sự xung kích, hiển nhiên không chống đỡ nổi bao lâu, để lại cho Diệp Thần thời gian không nhiều lắm. Thần tượng băng thiên tràng, phá cho ta. Diệp Thần ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, thi triển ra võ tổ võ học, thần tượng băng thiên tràng. Một đầu sáng chói quang minh cự tượng, ở Diệp Thần sau lưng nổi lên. Giờ khắc này hắn, luân hồi huyết mạch cháy, vành mắt hết sức nứt ra, cả người như một đầu cuồng nộ viễn cổ cự tượng, dễ như bỡn bão táp tiến mạnh. Oanh! Tất cả xương trắng quái vật, xác sống con rối, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần xông lên bể, hóa thành đầy trời mảnh xương vụn. Cuối cùng, ở 500 đầu ma giáp vệ thể dưới sự phối hợp, Diệp Thần rốt cuộc chọc thủng trùng trùng bình phong che chở, đi tới trận pháp nhất hạch tâm. Tất hắc chi tinh chuôi kiếm, liền cắm ở tâm trận bên trên, vô số quỷ bí yêu dị hắc khí, không ngừng tràn ngập, tử vong cùng bóng tối hơi thở, tràn đầy bốn phương. Dưới màn đêm, Diệp Thần nhìn vậy tất hắc chi tinh chuôi kiếm, chỉ cảm thấy kiếm kia chuôi, so nửa đêm còn muốn đen nhánh, giống như ngưng tụ thế gian tất cả tử vong cùng khủng bố. Diệp Thần kháo đắc cận, thậm chí liền mình ra, bắp thịt, xương, đều bị vậy quỷ bí ma khí ăn mòn, bắt đầu biến thành hắc diệu thạch. Tốt mãnh liệt ma khí, đây chính là vĩ đại thần vật sao. Diệp Thần con người co rúc lại, lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, bảo vệ tự thân, chống đỡ tất hắc chi tinh ăn mòn. Tám bộ phù đồ trận, cho ta phá hủy. Hạ một sát, Diệp Thần quát to một tiếng, trong tay nổ lên vô cùng Phật quang, trận tự quyết cùng tám bộ phù đồ, hỗn hợp thi triển ra. Khuê Sơn lợi dụng tất hắc chi tinh, bố trí hắc ám trận pháp, mặc dù tuyệt diệu quỷ bí, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là trận pháp. Diệp Thần trận tự quyết thành tựu, long trời lở đất, hắn chỉ nhìn một cái, liền nắm giữ phá trận biện pháp. Chỉ cần dùng Phật môn đại trận, lấy cao nhất khoáng đạt thần Phật sức mạnh to lớn, liền có thể phá hủy cái này hắc ám trận pháp. Đậm đà Phật quang, như nước thủy triều vậy, từ Diệp Thần trên mình bạo dũng ra, ở trận tự quyết dưới sự dẫn đường, bắt đầu cấu trúc trận pháp. Muốn phá trận, cho ta dừng tay. Khuê Sơn thấy vậy, cũng là cảm thấy sâu đậm nguy hiểm, con người kịch liệt co rúc lại, một cái dậm chân cuồng xông lên, hướng Diệp Thần bão tố bắn tới, muốn ngăn cản Diệp Thần phá trận. Hắn muốn duy trì trận pháp vận chuyển, giờ phút này phân tâm sẽ ra tay, đối tự thân thần hồn tiêu hao cực lớn, thậm chí có thể tạo thành vĩnh cửu tổn thương.
Nhưng, đương thời giây phút, Khuê Sơn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Một khi bị Diệp Thần phá trận, hắn liền hoàn toàn xong đời. Mặc dù cái này hắc ám triệu hoán trận pháp, tuyệt diệu vô cùng, dõi mắt thiên hạ, có thể phá giải người, sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần chính là 10 người này một trong. Ở trên trận pháp thành tựu, Diệp Thần đủ để cùng Vũ Hoàng Cổ Đế cũng giá tề khu. Huyết Long, ngăn trở hắn. Diệp Thần trong lòng kêu gọi, đi đôi với một tiếng kinh thiên long ngâm, Huyết Long thân thể nổi lên. Nó là Thiết Phương Tọa mới khí linh, hôm nay mắt gặp Khuê Sơn thế lớn, lập tức vận dụng Thiết Phương Tọa lực lượng, hình rồng thân thể hóa thành lạnh lùng sắt thép, ở nửa đêm bên trong, hiện ra một cổ kim loại lạnh như băng ý. Hô! Khuê Sơn một trưởng hung hăng bạo giết tới. Băng thiên liệt địa. Vạn tướng thiên thư, Thiết Phương Tọa, vạn tướng vách sắt. Huyết Long không sợ chết, bảo vệ ở Diệp Thần trước người, đem vạn tướng thiên thư lực lượng, cùng Thiết Phương Tọa lực lượng, dung hợp một thể, hóa thành một mặt to lớn sắt thép vách đá. Vậy sắt thép đổ sộ trên vách, một đạo đạo thiên sách chữ viết lóe lên, vô số hình rồng đồ đằng lưỡng lờ, đặc biệt nguy nga. Phịch, Khuê Sơn một trưởng đánh giết tới. Lại là một trưởng đem vậy sắt thép đổ sộ vách đá, đánh được nổ tung nghiền. Huyết Long con người co rúc lại, nhất thời vậy được to lớn đánh vào, cả người miếng vảy một phiến phiến đánh mất, khí huyết sôi trào. Cái này Khuê Sơn, không hổ là cực diệt bảng hạng thứ 9 sát thủ, cho dù Huyết Long toàn lực mà làm, cũng khó mà ngăn cản đối phương thế công. Thật may, Huyết Long cái này một tí liều chết ngăn cản, cuối cùng là Diệp Thần tranh thủ được một chút xíu thời gian. Cái này một chút xíu thời gian, đã đủ rồi. Vù vù. Diệp Thần quanh thân Phật quang như nước thủy triều, trận tự quyết cùng 8 bộ phù đồ, hoàn mỹ dung hợp thả ra ngoài, cấu trúc thành một cái thật lớn Phật môn trận pháp. Phật môn trận pháp rơi xuống, xuất hiện vô số khoáng đạt khí tượng, Phật quốc thiên đường, lưu ly thiên đường, lượn vòng bảo thụ vân. Vân, còn có 100.000 núi thần, kim cương cổ Phật, vàng kim quốc độ, vô số Bồ Tát, từng ngọn phù đồ bảo tháp. Đêm tối thế giới, vậy bởi vì cái này Phật môn trận pháp xuất hiện, đổi được kim quang lóng lánh, một phiến huy hoàng. Chu Vi xem các võ giả, thấy vậy Phật môn trận pháp, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Diệp Thần trận pháp thần thông, cường hãn, mặc dù hắn mặt ngoài Tu Vi, chỉ có trăm gia cảnh 5 tầng thiên, nhưng bàn về trận pháp Tu Vi nói, đủ để độc bộ thiên hạ. Oanh! Đi đôi với vô số Phật quang, vô số vĩ đại ngâm sướng, vậy Phật môn trận pháp. Hoàn toàn bao phủ bốn phương, đem trên đất hắc ám trận pháp, hoàn toàn chìm ngập đi qua. Hu hu hu. Ở Diệp Thần Phật môn trận pháp trấn áp xuống, cái đó hắc ám trận pháp, khí lưu tán loạn, phát ra ô minh, ngay tức thì chính là sụp đổ bể tan tành. Trận pháp bên trong, vậy tất hắc chi tinh chuôi kiếm, cũng bị Phật quang che hết, sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bắn tới Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm tất hắc chi tinh chuôi kiếm. Tựa như ngay tức thì nắm giữ vĩ đại nhất hắc ám cùng tử vong. Không. Khuê Sơn thấy một màn này, kinh hãi được hồn phi phách tán. Vẫn diệt đi. Diệp Thần nắm chặt tất hắc chi tinh chuôi kiếm, ý chí truyền ra ngoài, chung quanh tất cả xương trắng quái vật, xác sống con rối, ở trong nháy mắt toàn bộ hỏng mất, thật giống như gặp phải cái gì quy luật lực lượng nghiền ép, toàn bộ bạo bể thành đầy trời kích xạ mảnh xương vụn. Người tên này, lại có thể thật phá hư trận pháp. Chỉ Phi Huyết nhìn Diệp Thần, cũng là rung động thật sâu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể thật có thể phá trận, thậm chí cướp được tất hắc chi tinh, lấy hắc ám cùng chết quy luật lực lượng, một lần hành động nghiền nát toàn trường tất cả quái vật. Phốc xích, trận pháp bể tan tành, Khuê Sơn vậy được nghiêm trọng cắn trả, tại chỗ cuồng phún ra một ngụm máu tươi, xen lẫn chút nội tạng, hình dáng đặc biệt chật vật. Đáng chết, ta cũng biết, luân hồi khí vận bàng bạc. Thì không phải là ta có thể đối phó. Đáng chết, ma hình thiên, tại sao phải ép lão tử nhận nhiệm vụ này? Khuê Sơn mặt đầy oán hận, không nhịn được lớn tiếng chú mắng lên, thật sâu cảm thấy Diệp Thần khủng bố, trực tiếp phá vỡ. Thời khắc này Diệp Thần, cả người Phật quang tách thả ra, sau lưng cũng có từng vòng quang vòng, trong tay nhưng chấp trưởng hắc ám cùng chết chuôi kiếm, Phật cùng ma hoàn mỹ hòa vào nhau, để cho hắn nhìn như đơn giản là chí cao vô thượng thiên thần vậy. Khuê Sơn hoàn toàn tuyệt vọng, biết mình không thể nào chống lại luân hồi, cũng không tìm ham chiến, vội vàng xoay người phi độn đi. Kiếm 8, sát tâm vô ngân. Diệp Thần thần sắc im lặng,
tất hắc chi tinh ma khí ngưng tụ, từ chuôi kiếm bên trong bắn ra thân kiếm, bôi đen ám kiếm khí, lặng yên không tiếng động hướng Khuê Sơn chém tới. Đây là Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 8, Sát Tâm Vô Ngân. Một kiếm này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bước, đám người chỉ có thấy được một cái hắc mang thoáng qua, sau đó phốc xích một tiếng, đang chạy trốn giữa Khuê Sơn, đầu liền bị Diệp Thần chém xuống. À, còn kém một chút sức lửa. Diệp Thần một kiếm chém giết Khuê Sơn, lại không có quá lớn vui sướng, dù sao có chút huyền chuyển than thở. Hắn tuy luyện thành Sát Tâm Vô Ngân, nhưng tốc độ xuất kiếm, kiếm chiêu ẩn núp, vẫn là kém hơn Diệp Lâm Uyên. Chí ít, Diệp Lâm Uyên kiếm, là quỷ thần khó lường, sắp đến không có bất kỳ hành tích. Nhưng mới vừa Diệp Thần một kiếm, vẫn là trước liền dấu vết, tại chỗ không hề thiếu cao thủ, vậy nhìn ra liền đầu mối. Nhưng lập tức liền như thế nào, chung quanh các võ giả, cũng là hoàn toàn rung động. Khuê Sơn nhưng mà cực diệt bảng hạng thứ 9 sát thủ, lại có thể bị Diệp Thần đánh chết, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói Diệp Thần phá vỡ trận pháp, để cho Khuê Sơn được cắn trả, bị thương nghiêm trọng. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần tu vi, cuối cùng chỉ có trăm gia cảnh 5 tầng thiên, có thể chém chết Khuê Sơn này cùng sát thủ, cũng là cực kỳ chiến tích kinh khủng. Chỉ phi huyết kiếm trong tay nhuốm máu, vậy giết chết Khuê Sơn thủ hạ cuối cùng một sát thủ, bay vút đến Diệp Thần bên người, nói, không có sao chứ. Diệp Thần cắn răng nói, không có sao. Ngã cửa nhanh lên một chút cướp lấy Phệ Hồn Châu, sau đó đi lập tức. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn và chỉ phi huyết trạng thái, còn có ma giáp vệ trạng thái, đều vô cùng không ổn, chống đỡ không được bao lâu. Mới vừa chiến đấu kịch liệt, hắn và chỉ phi huyết tiêu hao, đều là vô cùng to lớn. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía trong thung lũng ương, vậy một đạo từ từ bốc lên màu đen hơi khói, Phệ Hồn Châu mãnh liệt hơi thở, làm người ta lộ vẻ xúc động. Nhân đồ thánh bôi, lên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đột nhiên sử dụng nhân đồ thánh bôi, ly trên vách Phệ Hồn Châu lóe lên không rõ ràng hơi thở, mơ hồ cùng thung lũng dưới đất Phệ Hồn Châu, lẫn nhau đồng tình. Chung quanh các võ giả, vẫn còn rung động tâm tình bên trong, thấy Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, mới giật mình tỉnh lại. Chỉ gặp ở nhân đồ thánh bôi phía trên, viên kia Phệ Hồn Châu cảm cho đòi hạ, chôn tại dưới lòng đất một viên khác Phệ Hồn Châu. Tại chỗ chui từ dưới đất lên bay ra, trên không xoay tít xoay tròn, toát ra từng cổ một nồng nặc quỷ dị không rõ ràng hơi thở, ăn mòn linh hồn người. Bàn về phẩm tương mà nói, viên này chui từ dưới đất lên bay ra Phệ Hồn Châu, thậm chí muốn so với Diệp Thần thánh bôi lên Phệ Hồn Châu, còn tốt hơn rất nhiều. Đây là, vạn khư Phệ Hồn Châu mảnh vỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thấy trôi lơ lửng ở trên trời Phệ Hồn Châu, đầu ông tác hưởng. Hoàn toàn ngây dại. Phệ Hồn Châu mảnh vỡ có 4 khối, hắn nguyên vốn cho là, ở hoang thú tinh xuất thế Phệ Hồn Châu mảnh vỡ, là cuối cùng một khối vô chủ tồn tại. Nhưng hiện tại, xuất hiện trước mắt hắn Phệ Hồn Châu, lại là vạn khư viên kia. Viên này Phệ Hồn Châu, không phải trồng ở Mạc Thải Điệp trong cơ thể sao? Tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần đánh hơi được âm mưu hơi thở, mơ hồ dòm ngó thấy một bức thiên cơ hình ảnh. Trong sâu thẳm, hắn thấy được Vũ Hoàng Cổ Đế bóng người. Hắn thấy Vũ Hoàng Cổ Đế, mang Mạc Thải Điệp, đi cực diệt cung. Mạc Thải Điệp bị Vũ Hoàng Cổ Đế buông tha, coi là thù lao vậy, ném cho cực diệt cung. Hôm nay Mạc Thải Điệp trong cơ thể Phệ Hồn Châu, đã bị đào ra, làm con mồi vậy, bị chôn ở trong chỗ này, chờ Diệp Thần mắc câu. Diệp Thần cũng đích xác mắc câu, nhưng hắn thực lực khí vận cường hãn, đánh chết Khuê Sơn. Đoạt được tất hắc chi tinh cùng Phệ Hồn Châu, không để cho cực diệt cung âm mưu được như ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng cuộc chiến đấu này, cuối cùng là vạn phần hung hiểm, Diệp Thần hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Đa Bảo Thiên Quân và Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn liên hiệp giết ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy dòm ngó thấy sau lưng Đa Bảo Thiên Quân bóng người. Vũ Hoàng Cổ Đế đi cực diệt cung, ủy thác nhiệm vụ. Sau lưng cũng có Đa Bảo Thiên Quân ý. Đa Bảo Thiên Quân vượt quá muốn giết Diệp Thần, còn muốn lần nữa bắt chỉ phi huyết, ép hỏi ra Thiên Quân phong thần bia rơi xuống. Mà cực diệt cung muốn giết chỉ phi huyết, chính là một cái khác phó cung chủ, ma hình thiên mệnh lệnh. Chỉ cần chỉ phi huyết chết, cực diệt cung sau lưng lão tổ, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem y bát truyền cho ma hình thiên, đây là hắn kế hoạch,
như vậy liền không cần sát phí khổ tâm, đi tìm Thiên Quân Phong Thần Bia. Diệp Thần nhìn Chỉ Phi Huyết, truyền ý chí. Ngay tức thì, Chỉ Phi Huyết cũng biết tất cả, trong mắt cũng là lướt qua một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay Phệ Hồn Châu xuất thế, lại là một con mồi, là Vũ Hoàng Cổ Đế, Đa Bảo Thiên Quân, Ma Hình Thiên đám người bố trí. Nếu như không phải là Diệp Thần thực lực cường đại, ngày hôm nay nàng và Diệp Thần đều có thể chết ở chỗ này. Cướp lấy Phệ Hồn Châu, mau cướp à. Đây là, chung quanh các võ giả, kêu gào kêu to lên, rối rít hướng Phệ Hồn Châu liều chết xung phong đi. Bọn họ cũng không biết Vũ Hoàng Cổ Đế, Đa Bảo Thiên Quân và Cực Diệt Cung âm mưu, chỉ biết là Phệ Hồn Châu xuất thế, chính là cướp được lớn thời cơ tốt. Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, tại mới vừa chiến đấu bên trong, tiêu hao to lớn, nếu quả thật tranh đoạt tới, sợ rằng cướp bất quá người chung quanh. Đi! Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bàn tay cách không một chảo, đem bầu trời Phệ Hồn Châu, bắt bên trong tay mình, rồi sau đó mang Chỉ Phi Huyết, thu hồi ma giáp vệ, ngự trước huyết long nhanh chóng thoát đi. Mau truy đuổi, mau truy đuổi! Đừng để cho luân hồi chi chủ chạy! Làm thịt hắn, chia cắt luân hồi bảo tàng! Đám người võ giả rối rít hò hét, liên hiệp, hướng Diệp Thần đuổi giết đi. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết tiêu hao to lớn, chính là cướp giết bọn họ lớn thời cơ tốt. Một khi giết chết Diệp Thần, vậy không chỉ là Phệ Hồn Châu, luân hồi rất nhiều bảo bối, đều là bọn họ. Diệp Thần khẽ cắn răng, không nghĩ tới giải quyết Cực Diệt Cung sát thủ, nhưng muốn bị một đám hạng người vô danh đuổi giết, nếu là không chú ý lật thuyền trong mương, đó thật đúng là oan uổng. Bất quá lúc này Diệp Thần, cũng không tim ham chiến, mang Chỉ Phi Huyết, ngự long nhanh chóng thoát đi. Sau đó, sau lưng các võ giả, nhưng là đuổi tận cùng không buông, không có ý buông tha. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, đây là cướp giết luân hồi tuyệt thời cơ tốt. Diệp Thần mắt gặp không ổn, hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể còn sót lại linh khí, gọi ra một kiếm, quát lên. Thẩm phán chi kiếm, cho ta trấn áp. Thanh kiếm này. Thánh quang sáng chói, màu trắng bạc huy hoàng, chính là Diệp Thần đoạt lại đến thẩm phán chi kiếm. Thẩm phán chi kiếm linh khí, vốn là đã hao hết, nhưng, Diệp Thần có vũ trụ chi tâm, có thể cho vô vô thần khí bổ sung năng lượng. Vậy vũ trụ chi tâm, còn dư lại 3 lần bổ sung năng lượng cơ hội, Diệp Thần giờ phút này không tiếc giá phải trả, trực tiếp sử dụng. Ở vũ trụ lòng bổ sung năng lượng hạ, thẩm phán chi kiếm bộc phát ra mãnh liệt nhất chói lọi, kiếm quang từng vòng tách thả ra. Giống như là chư thiên ngày tận thế thẩm phán hạ xuống. Xuy xuy xuy. Trăm ngàn cái thẩm phán kiếm khí, mang vô vô thần khí thần uy, phá hư biểu chém ra. Sau lưng rất nhiều võ giả truy binh cửa, gặp phải thẩm phán kiếm khí chém, phát ra kêu thảm thiết, một cái bể tan tành thi thể, từ không trung đánh mất. Xét xử thần quang, tràn ngập chân trời, chiếu sáng bầu trời đêm, làm người ta rung động. Những cái kia may mắn còn sống sót bọn người truy kích. Cảm nhận được thẩm phán chi kiếm thần uy, cũng không dám lại đuổi theo. Bọn họ thật sâu rõ ràng, luân hồi cho dù chán nản, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Diệp Thần thoát khỏi truy binh, rốt cục thì an toàn rời đi hoang thú tinh, nhưng tự thân linh khí tiêu hao quá lớn, đầu vo ve, rất là yếu ớt. Đây là, thiên ngoại thiên trong hư không, có mấy người quần áo đen, phóng tới. Diệp Thần trong lòng rét một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ còn có truy binh. Nhưng gặp mấy người áo đen kia, trên mình cũng không sát khí, tựa hồ là bạn không phải địch, Diệp Thần thoáng định thần. Chỉ gặp mấy người áo đen kia, bay đến Diệp Thần trước mặt, một người cầm đầu chắp tay nói. Diệp đại nhân, Phi Huyết đại nhân, phụng mệnh của tiểu thư, tiểu nhân mời các ngươi đi Vạn Hoa Trang nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần vui vẻ nói, là yêu cơ cô nương sao? Người kia nói, tiểu thư mời các ngươi đi Vạn Hoa Trang nghỉ chân một chút, Diệp đại nhân. Người cũng có thể đi thăm thăm băng hoàng thiên nữ. Diệp Thần đại hỉ, lúc này đi theo mấy người áo đen kia, biến dạng hư không rời đi. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới một cái quen thuộc lại thế giới xa lạ. Cái thế giới này, chính là Tử Hoàng Tiên Cung chỗ ở thế giới, không có tên chữ, ngoại giới vậy gọi là đạo đức thiên giới. Bởi vì đạo đức thiên tôn, liền ở cái thế giới này tuyệt đối nắm giữ. Diệp Thần viễn xa là có thể thấy. Chân trời một phiến phiến trôi lơ lửng cung điện, đó là Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn, nhưng xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt,
chính là một tòa thật to phì nhiêu trang viện, có hàng loạt hoa thơm, từ trong trang viên truyền tới. Trang viên bài trên trán, in vạn hoa trang ba chữ. Cái này vạn hoa trang, chính là đệ nhị yêu cơ hành cung. Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, ở mấy người áo đen kia dưới sự hướng dẫn, đi tới vạn hoa trang. Thôn trang bên trong người làm bọn thị vệ, thấy hai người, đều là rất cung kính thi lễ. Tiểu thư không có ở đây sao? Chỉ Phi Huyết hỏi. Tiểu thư phân phó nga cửa, phải chiếu cố kỹ lưỡng hai vị đại nhân, sau đó liền hồi Tử Hoàng Tiên Cung trong, bảo là muốn là Thái Thượng Công Đức Chiến làm chuẩn bị. Một người quần áo đen kêu. Chỉ Phi Huyết gật đầu một cái, nhìn Diệp Thần một mắt, nói ta linh khí tiêu hao quá lớn, hiện tại cần nghỉ ngơi, người vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ở một cái người làm dưới sự hướng dẫn rời đi, tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Thần lại không có nghỉ ngơi ý, hướng người quần áo đen kia hỏi, thiên nữ ở nơi nào? Người quần áo đen kia cung kính nói, băng hoàng thiên nữ không việc gì, Diệp đại nhân không nên quá lo lắng, mời cùng ta tới. Lập tức dẫn Diệp Thần, đi trang viện chỗ sâu đi tới. Diệp Thần trong lòng tưởng nhớ thiên nữ, đi theo người quần áo đen kia, đi tới trang viện chỗ sâu, nhưng thấy được ở một phiến rộng lớn vùng quê trên, bày khắp một đóa đóa màu trắng hoa, ngàn đóa vạn đóa, hội tụ thành một biển cánh hoa, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tràn đầy uyển chuyển yên tĩnh nhã hơi thở. Đây là... Diệp Thần nhìn trước mắt rừng hoa, mơ hồ tới giữa, bắt được một chút thật lớn năng lượng khí tức, thậm chí cùng không không lúc nào không có quan. Người quần áo đen kia nói, đây là hy vọng hoa diễn hóa thành rừng hoa. Diệp Thần nói, hy vọng hoa. Người quần áo đen kia nói, đúng vậy, hy vọng hoa, chính là trong truyền thuyết vĩ đại thần vật một trong, là từ thiên ma tinh hải lý ra đời ra. Thiên ma tinh biển, tượng trưng cho hắc ám cùng tử vong, nhưng cái gọi là âm dương luân chuyển, sống chết thay nhau, cực hạn hắc ám, vậy sẽ sản sinh ra hy vọng ánh sáng ban mai, đây chính là hy vọng hoa. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, hắn thấy xa xa, có một cái cô gái đồ trắng, ngủ say ở màu trắng rừng hoa bên trong, đó chính là Nhâm Thiên Nữ. Người quần áo đen kia nói, băng hoàng thiên nữ có hy vọng hoa che chở, tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng muốn trị liệu nàng thương thế, vẫn là cần xích diễm tạo hóa đan. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói ta biết. Xích diễm tạo hóa đan, chỉ có đoạt được Thái Thượng Công Đức Chiến hạng nhất, mới có thể bắt được. Người quần áo đen kia nói, Diệp đại nhân, vậy ngươi xin tự nhiên, có gì cần, lại kêu gọi tiểu nhân là được. Vừa nói xoay người rời đi. Cái này phiến hy vọng hoa rừng hoa, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ hai người. Diệp Thần thả nhẹ bước chân, đi tới rừng hoa trung ương, nhìn ngủ say ở hoa biển khơi thiên nữ, ánh mắt hoảng hốt xuất thần. Trong ngủ mê thiên nữ, giống như là một cái thụy mỹ nhân, da thịt trắng nõn, tươi đẹp ngũ quan. Hơi hô hấp phập phồng trước ngực, làm người ta rủ lòng thương xót. Diệp Thần ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt ve thiên nữ sợi tóc, gò má, rồi sau đó hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn thiên nữ một tí. Đáng tiếc, thiên nữ vẫn là ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Thiên nữ tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Diệp Thần thấp giọng nỉ non, nhẹ nhàng cầm thiên nữ tay. Hắn bầu bạn ở trên trời nữ bên người, bất giác thời gian trôi qua. Ngày đêm thay đổi liên tục. Chói mắt lúc đó, ba ngày đều đi qua. Ngày này sáng sớm, một cái cô gái đồ đen, đi vào màu trắng rừng hoa bên trong, đi tới Diệp Thần bên người, chính là Chỉ Phi Huyết. Chỉ Phi Huyết thấy Diệp Thần vậy thâm tình tư thái, vậy lãnh đạm gương mặt, cũng là hiện ra một chút lộ vẻ xúc động, thậm chí còn có một chút hâm mộ. Luân hồi chi chủ. Chỉ Phi Huyết nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chỉ cô nương. Diệp Thần hoảng hốt một tí, sau đó phục hồi tinh thần lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chỉ Phi Huyết, đi qua ba ngày nghỉ ngơi, Chỉ Phi Huyết nguyên khí, đã hoàn toàn khôi phục. Cái này ba ngày thời gian, Diệp Thần không có tận lực nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối bầu bạn ở trên trời nữ bên người, nhưng hắn luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, đã tự động khôi phục nguyên khí. Nga cần hồi cực diệt cung một chuyến, mau, tối nay là có thể trở về, nếu như chậm. Có thể đời này cũng không về được. Chỉ Phi Huyết nói. Ngươi phải đi. Diệp Thần khẽ cau mày. Chỉ Phi Huyết nói, không phải, ta đã đáp ứng tiểu thư, phải bảo vệ ngươi đến công đức chiến bắt đầu, ta tự nhiên sẽ giữ đúng cam kết. Chỉ là, ta nhất định phải hồi cực diệt cung một chuyến, ta muốn lấy lại đồ ta. Diệp Thần nói, thứ gì?
Chỉ Phi Huyết nói, là từ thiên đế Kim Luân bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật, kêu hoàng hôn tháng, ta khí vận cũng ký thác vào phía trên. Khuê Sơn dù chết, nhưng cực diệt cung và đa bảo thiên quân, không thể nào tha ngươi, rất có thể sẽ phái ra cường đại hơn sát thủ đối phó ngươi, ta cần muốn lấy lại ta vĩ đại thần vật, mới có đủ thực lực, đi bảo vệ ngươi. Vĩ đại thần vật, cực kỳ chân quý, Chỉ Phi Huyết thành tựu đã từng cực diệt cung phó cung chủ, nàng cũng có một kiện, tên là Hoàng Hôn Tháng. Diệp Thần gật đầu một cái, lại có chút lo âu, nói, người bây giờ trở về cực diệt cung, an toàn không? Chỉ Phi Huyết khẽ cắn răng, nói ta bị nhốt đã có mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, hôm nay cực diệt cung, muốn đến đã bị ma hình thiên nắm trong tay, nhưng ta có chút tâm phúc, còn ở thành tâm ra sức ta. Ta đã truyền ra ý chí, cùng ta tâm phúc đạt được câu thông, hắn có thể đem thần của ta vật mang ra ngoài, bí mật giao cho ta. Diệp Thần trầm giọng nói, thần vật kia rất trọng yếu sao? Ngươi hôm nay hồi cực diệt cung, ta luôn cảm giác không quá an toàn. Chỉ Phi Huyết nói, rất trọng yếu. Vậy Hoàng Hôn Tháng, là ta khí vận gửi nhờ chỗ, ta phải lấy lại. Năm đó, ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, ta có thể bước lên hàng đầu, cũng là bởi vì là có Hoàng Hôn Tháng che chở. Nói đến Hoàng Hôn Tháng thời điểm, Chỉ Phi Huyết trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng, đó là nàng vĩ đại thần vật. Nàng tuyệt không thể vứt, coi như mạo hiểm, vậy phải lấy lại. Diệp Thần nhưng mơ hồ đánh hơi được vẻ nguy hiểm ý, nói, ngươi như cố ý hồi cực diệt cung, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không quản ngươi. Chỉ Phi Huyết nói, không sao, ta sẽ chú ý, ngươi vậy mau sớm luyện hóa vậy phệ hồn châu cùng tất hắc chi tinh, đừng cả ngày chìm đắm vào ở trên trời nữ trên người. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói ta biết. Chỉ Phi Huyết rời đi. Diệp Thần lại nhìn thiên nữ một mắt, cuối cùng là than thở một tiếng, thu thập tâm tình. Coi như một mực phụng bồi thiên nữ, nàng cũng sẽ không tỉnh lại, hôm nay trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên mình thực lực, là Thái Thượng Công Đức Chiến làm chuẩn bị. Diệp Thần ở Vạn Hoa Trang bên trong, tìm một khối tĩnh lặng địa phương, ngồi xếp bằng xuống, thoáng ổn định tâm thần. Hắn móc ra vậy tất hắc chi tinh chuôi kiếm, hắc diệu thạch bàn đen thui chuôi kiếm, ở dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lùng hàn mang. Cái này tất hắc chi tinh chuôi kiếm, năng lượng đã tiêu hao rất nhiều, nhưng còn sót lại xuống, như cũng như bầu trời đêm vậy mênh mông khoáng đạt. Không hổ là vĩ đại thần vật, năng lượng quả nhiên dư thừa. Diệp Thần gật đầu một cái này tất hắc chi tinh, là từ thiên ma tinh hải lý đản sanh ra, nếu như luyện hóa nói không chừng có thể ăn cắp thiên ma tinh biển năng lượng, không chỉ là để cho tu vi thật to tăng lên, thậm chí còn có thể dòm ngó gặp thiên ma tinh biển bí ẩn. Diệp Thần nghĩ tới Tôn Di, tim đập không khỏi được tăng tốc độ đứng lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, thi triển ra luân hồi đạo pháp, một cổ kim quang bao phủ ở tất hắc chi tinh chuôi kiếm, khí huyết hòa lẫn tinh thần lực thấm vào, định cùng kiếm này chuôi thành lập liên lạc. Nhưng, Diệp Thần ở nơi này chuôi kiếm bên trong, phát hiện một cái cường đại ma đạo đóng dấu, trong chốc lát nhưng lại không có cách nào giải khai. Là ma hình thiên lưu lại dấu vết sao? Diệp Thần trong mắt hơi trầm xuống. Cái này tất hắc chi tinh, chính là cực diệt cung một cái khác phó cung chủ, ma hình thiên đồ. Chuôi kiếm bên trong dấu vết, muốn đến cũng là ma hình thiên lưu lại. Luân hồi thánh hồn trời, cho ta phá hủy. Diệp Thần không chần chờ, lập tức thúc giục luân hồi thánh hồn thiên lực lượng, hung hăng đánh vào chuôi kiếm ở giữa đóng dấu. Bàn về tu vi nói, hắn là kém hơn ma hình thiên. Nhưng bàn về thần hồn lực lượng, Diệp Thần không có sợ qua ai. Oanh! Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới sự xung kích, chuôi kiếm ở giữa ma đạo dấu vết, nhất thời hội diệt, giống như trên lò lửa tuyết đọng, lập tức hòa tan hết. Ma đạo đóng dấu vừa vỡ mở, Diệp Thần khí huyết thần hồn, liền cùng cái này tất hắc chi tinh chuôi kiếm, tạo lập được một cổ liên hệ kỳ diệu. Xuyên thấu qua cái này đoạn chuôi kiếm, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, nghịch đẩy thiên cơ, lại thấy được thiên ma tinh biển khơi hình ảnh. Hắn lần nữa thấy được Tôn Di. Cô độc co giúp ở xó xỉnh bên trong, chung quanh là vô tận tử vong cùng hắc ám. Diệp Thần nội tâm chấn động, lại là yêu thương, đem tự thân ý niệm, hội tụ thành một đường, truyền ra ngoài, kêu Tôn Di, có thể nghe được thanh âm của ta không? Trong bóng tối Tôn Di, thân thể run rẩy một tí, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng bốn phía chỉ có hắc ám, nàng lại thất vọng cúi đầu, một mặt như đưa đám. Diệp Thần thấy một màn này. Lại là nóng nảy, lại là đau lòng.
Hắn thần hồn ý chí tuy mạnh, nhưng muốn đột phá thế giới hiện thật hạn chế, truyền đến không không lúc nào không bên trong đi, hiển nhiên vậy là chuyện không thể nào. Tôn Di, chờ ta, Nga nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần cắn răng, âm thầm hạ định quyết tâm. Thiên cơ hình ảnh đổ này tiêu tán, Diệp Thần lần này không có lại thất hồn lạc phách, bởi vì hắn đã có kiên định quyết tâm. Bỏ mặc tương lai như thế nào, hắn cũng sẽ kiên định đi xuống. Ở luyện hóa tất hắc chi tinh sau đó, Diệp Thần tu vi tăng lên một ít, nhưng vẫn là trăm gia cảnh 5 tầng thiên, khoảng cách 6 tầng thiên còn khá là xa xôi. Diệp Thần sử dụng vậy phệ hồn châu, ánh mắt rơi vào hạt châu bên trên. Viên này phệ hồn châu, hiển nhiên là từ mạc thải điệp trong cơ thể đào lên, phẩm tương lớn lao, linh khí dư thừa. Diệp Thần cầm nặn ở trong tay thời điểm, đều cảm thấy linh hồn có chút biến dạng vậy đau đớn. Cái này phệ hồn châu, ăn mòn linh hồn hiệu quả, dị thường mãnh liệt. Không biết vậy mạc thải điệp, hôm nay sống hay chết. Diệp Thần nghĩ tới mạc thải điệp, sau đó lắc đầu một cái, nữ nhân kia là chết hay sống, hắn cũng không đóng tim. Lập tức, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, đem viên này phệ hồn châu, vậy vây quanh đi lên. Hắn đã có luyện hóa phệ hồn châu kinh nghiệm, cho nên lần này luyện hóa lại, đó là nước chảy thành sông, đặc biệt thuận lợi. Minh tự quyết dưới sự vận chuyển, Diệp Thần đem ly trên vách hai viên phệ hồn châu, cũng dung hợp một chỗ. Hai viên phệ hồn châu, dung hợp thành một viên, năng lượng vô cùng bàng bạc, hơn nữa nhân đồ thánh bôi thần uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Đủ để giết chết phổ thông vô lượng cảnh tiền kỳ cường giả. Rất tốt, bốn khối phệ hồn châu mảnh vỡ, ta đã lấy được hai khối. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, khi lấy được viên này phệ hồn châu sau đó, hắn tu vi, một lần nữa mãnh vào, nguyên bản rất là rất xa trăm gia cảnh 6 tầng thiên, lúc này đã có thể mơ hồ thấy được ngưỡng cửa. Từ mạc thải điệp trên mình đào ra phệ hồn châu, là bốn khối mảnh vỡ bên trong, lớn nhất một khối, năng lượng cực kỳ khủng bố. Đừng nói luyện hóa, liền liền cho nạp đô có chút khó khăn. Ban đầu vạn khư thần điện, vì thu nạp cái này phệ hồn châu, đặc biệt từ mộng thế giới bên trong, sáng tạo ra mạc thải điệp người này, thành tựu đồ đựng. Thật may, Diệp Thần có nhân đồ thánh bôi, không có so với cái này thích hợp hơn đồ đựng, có thể ung dung chứa phệ hồn châu. Hơn nữa, hắn luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, thuận lợi luyện hóa hết phệ hồn châu sau đó, cũng không có gặp phải cái gì cắn trả. Lập tức, Diệp Thần chính là tĩnh tâm điều dưỡng, đem phệ hồn châu cùng tất hắc chi tinh hơi thở, tận lực cùng huyết mạch của mình dung hợp, để phát huy ra uy lực lớn hơn. Cùng lúc đó, một đạo bóng tối bóng người, lặng yên không một tiếng động, hạ xuống đến cực diệt cung bên ngoài một mảnh phế tích bên trong. Đạo thân ảnh này, chính là Chỉ Phi Huyết. Chỉ Phi Huyết hạ xuống không lâu, lại là một cái bóng đen, lặng lẽ đi tới phế tích bên trong. Đó là một cái người đàn ông đồ đen. Phi Huyết đại nhân. Người đàn ông đồ đen thần thái cung kính, hướng Chỉ Phi Huyết khom người thi lễ, hắn chính là Chỉ Phi Huyết năm đó đào tạo tâm phúc. Chỉ Phi Huyết nhẹ khẽ gật đầu, nói, La Tiêu, đồ ta dẫn tới sao? Cái đó gọi La Tiêu nam tử, móc ra một chục đồ quyển, nói, dẫn tới. Hắn chậm rãi đem đồ quyển mở ra, chỉ gặp đồ quyển phía trên, hội họa trước một bức núi vườn tiểu mai phong cảnh họa. Ở một tòa sâu thẳm núi trong vườn, dài một bụi hoa mai, phong tình vạn trùng, nhưng trong hình nhất cái vận vị, cũng không phải hoa mai, mà là trên trời treo một vòng mặt trăng, đó là một vòng hoàng hôn tháng, bóng sáng mơ hồ, dựa theo núi kia vườn hoa mai, rất có thi ý. Thật là, sơ ảnh hoành tà thủy thanh cạn, ám hương lững lờ tháng hoàng hôn. Thuộc về Chỉ Phi Huyết vĩ đại thần vật, hoàng hôn tháng, ở nơi này tấm hình cuốn bên trong. Rất tốt. Chỉ Phi Huyết thấy được hoàng hôn tháng, trong lòng vui mừng, liền muốn đem đồ quyển lấy tới. Nhưng lúc này, La Tiêu trên mép, nhưng là buộc vòng quanh vẻ lãnh khốc nụ cười, ý định giết người hiện lên. Hắn đem đồ quyển mở ra đến cuối sau đó, nhưng gặp đồ quyển cuối cùng, ẩn núp trước một cây dao găm. Cái này một tí đồ cùng chủy kiến, Chỉ Phi Huyết thần sắc đại biến. Phi Huyết đại nhân, xin lỗi, tiểu nhân xin lỗi. La Tiêu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nắm dao găm, hung hăng hướng Chỉ Phi Huyết ngực đâm tới. Người phản bội ta. Chỉ Phi Huyết gương mặt ngũ quan vặn vẹo. La Tiêu cười nhạt không nói, dao găm lóng lánh xanh thẳm hàn mang, hiển nhiên nhúng liền kịch độc, một đao đâm xuyên qua Chỉ Phi Huyết tim. Nhưng, Chỉ Phi Huyết tim bị đâm thủng,
lại không có máu tươi chảy ra. La Tiêu không có cảm nhận được bất kỳ máu thịt phong phú, chỉ có ảo ảnh vậy trống rỗng, thật giống như đâm vào không khí phía trên. Chỉ Phi Huyết thân thể, vào giờ khắc này vặn vẹo tán loạn, lúc đầu thật chỉ là một đạo ảo ảnh. La Tiêu, người đã đầu phục ma hình thiên. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ gặp Phế Tích khóc trong bóng tối, từ không tới có chịu ly ra một đạo uyển chuyển động lòng người bóng người đồ đen, chính là Chỉ Phi Huyết chân thân. Chỉ Phi Huyết trong tròng mắt, mang thất vọng sâu đậm. Nàng đã dự liệu được, Tâm Phúc có thể sẽ phản bội. Nhưng làm chính mắt thấy phản bội sự thật, nàng vẫn là vạn phần thất vọng, trong lòng trận trận không có sức. Mình bị Đa Bảo Thiên Quân, nhốt vạn năm, muốn đến năm đó ở Cực Diệt Cung bày ra thế lực, tất cả Tâm Phúc đã sớm bị ma hình thiên thu mua cùng chém chết hầu như không còn. Cái này La Tiêu, là nàng tín nhiệm nhất Tâm Phúc, liền hắn cũng phản bội, vậy những người khác thì càng không nói. Phi Huyết đại nhân, nghe ta giải thích. La Tiêu nhìn Chỉ Phi Huyết ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn luống cuống, thanh âm phát run. Suy rồi. Nhưng mà, Chỉ Phi Huyết cũng không có cho hắn giải thích cơ hội. Một đạo lạnh lùng quỷ kiếm hàn mang, cắt vỡ La Tiêu cổ họng. Chỉ Phi Huyết xuất thủ lực lượng, cầm nặn được vừa đúng lúc, vừa vặn có thể thu hoạch La Tiêu tánh mạng cùng linh hồn, không có lãng phí dư thừa một chút xíu. Bởi vì nàng biết, mình phải cất giữ lực lượng, thoát đi nơi đây. Lách cách, La Tiêu bỏ mình, vậy hoàng hôn tháng đồ quyển, cũng là rớt xuống đất. Chỉ Phi Huyết đang muốn đem đồ quyển mang đi, nhưng một cổ hắc khí, đã mang mạnh mẽ chèn ép, từ bầu trời đáp xuống, để cho nàng hô hấp đều cơ hồ hít thở không thông, động tác vậy cứng ngắc dừng lại. Chỉ Phi Huyết, vạn năm không gặp, hì hì, người vẫn giống như cái yêu tinh như vậy, làm người ta thèm thuồng sao. Lạnh lùng lại mang một chút dâm tà thanh âm vang lên. Một cái mang ác quỷ mặt nạ nam tử, xuất hiện ở Chỉ Phi Huyết trước mặt, ánh mắt không ngừng quan sát gương mặt của nàng, ngực, dáng vẻ. Chỉ Phi Huyết tiếu mặt trầm xuống, nói, ma hình thiên, là ngươi. Quỷ kia mặt nam tử ma hình thiên nói, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể thật ngu xuẩn như vậy, dám trở về Cực Diệt Cung chịu chết. Chỉ Phi Huyết cả người khí cơ bị phong tỏa, nàng cảm thấy mình tu vi, cùng ma hình thiên tới giữa, chênh lệch to lớn. Hiển nhiên, ở nơi này vạn năm trong thời gian, nàng tu vi mặc dù không có lùi bước, nhưng ma hình thiên tiến bộ, cho nên hai người kéo ra chênh lệch thật lớn. Năm đó ám tính ta người, cũng là ngươi. Chỉ Phi Huyết lạnh giọng hỏi. Năm đó nàng ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, sắp đoạt được hạng, nhưng cuối cùng bị người ám toán, cuối cùng bị Đa Bảo Thiên Quân bắt. Bây giờ thấy ma hình thiên, mơ hồ tới giữa, Chỉ Phi Huyết đã cảm nhận được năm đó chân tướng, chính là ma hình thiên ở sau lưng giở trò. Là Nga. Ma hình thiên đứng chắp tay, rất thẳng thắn thừa nhận. Đa Bảo Thiên Quân cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Chỉ Phi Huyết nói. Không có, hắn một chút chỗ tốt đều không cho ta. Năm đó là ta chủ động giúp hắn. Hi hi, chỉ muốn ngươi chết, lão tổ không có lựa chọn khác, dĩ nhiên là sẽ đem truyền thừa y bát cho ta. Ma hình thiên cười nói. Vậy ngươi thừa kế lão tổ y bát liền sao? Chỉ Phi Huyết lãnh đạm nói. Ma hình thiên thần sắc khẽ biến, sau đó lại là cười hắc hắc, nói chờ ta ngày hôm nay giết ngươi, lão tổ xác định ngươi chết, hắn tự nhiên sẽ đem truyền thừa y bát cho ta, ngươi yên tâm, ở ngươi trước khi chết. Ta sẽ để cho ngươi tận tình hưởng thụ, cái này trong thế gian vô cùng vui. Chỉ Phi Huyết ánh mắt lạnh lùng nói, ta tuy không phải ngươi địch thủ, nhưng ta phải đi, ngươi còn không ngăn được ta. Thanh âm rơi xuống, Chỉ Phi Huyết cơ hồ không có bất kỳ do dự, lập tức hóa thành một đạo mị ảnh, xoay người phi độn đi. Nàng ngày hôm nay dám đến Cực Diệt Cung, một là vì thu hồi thần vật, hai là vì biết rõ năm đó chân tướng. Nàng cũng không phải là ngu xuẩn chịu chết. Mà là đối mình thực lực, có đầy đủ lòng tin. Xem nàng loại cấp bậc này cường giả, hơn nữa còn là tinh thông bí mật đi độn thuật sát thủ, nàng muốn đi, Cực Diệt Cung bên trong không người nào có thể ngăn được nàng, liền ma hình thiên cũng không được. Ma hình thiên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Chỉ Phi Huyết bóng người, cũng đã tại chỗ biến mất, hơi thở nhưng tán loạn phân bố ở bốn phía, mỗi một chỗ bóng mờ, đều có thể ẩn núp trước thân hình của nàng, độn thuật cao minh, làm người không cách nào bắt. Ha ha ha, Chỉ Phi Huyết, nếu như dùng thực tế thủ đoạn, ta đúng là không bắt được ngươi, nhưng mộng cảnh thủ đoạn đâu. Ma hình thiên nhưng dửng dưng, ngửa mặt lên trời cười lớn, bàn tay đè một cái,
một cổ quỷ bí mộng ảo thuật hơi thở, nhanh chóng bao phủ ở chu vi ngàn dặm mặt đất. Thế giới hiện thật vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một phiến mộng, thậm chí là lấy thiên ma tinh biển năng lượng làm trụ cột, xây dựng mà thành mộng. Mênh mông bóng tối thiên ma tinh biển, bao trùm ngàn dặm chu vi mặt đất. Không có bất kỳ người, có thể ở thiên ma tinh biển bao trùm hạ, chạy khỏi đi ra ngoài. Chỉ Phi Huyết bí mật đi phi độn bóng người, ở thiên ma tinh biển dưới sự xung kích, lập tức liền lộ ra ngoài. Nàng trôi lơ lửng ở hải ma bầu trời, nhìn phía dưới hắc ám đỏ lên nước biển, còn có trong nước biển vô số xương trắng cùng thi hài, không khỏi được rợn cả tóc gáy. Tuy là mộng, nhưng cái này mộng, không khỏi quá chân thật một chút, hình như là thật thiên ma tinh biển, hạ xuống đến nàng trước mắt. Mộng thuật pháp, ngươi từ nơi nào học được, Mạc Thải Điệp bị ngươi giết. Chỉ Phi Huyết cảm nhận được cái này cơ hồ chân thật mộng, trong lòng vô cùng lộ vẻ xúc động. Cái này thế gian, có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy mộng bí pháp, chỉ có Vạn Khư vị kia đại mộng thiên quân, Mạc Thải Điệp. Mạc Thải Điệp đã bị Vạn Khư thành tựu tiền đặt cuộc, giao cho Cực Diệt Cung, nàng trong cơ thể phệ hồn châu, đều bị moi ra, rất có thể nàng người đã chết, mộng thuật pháp vậy do ma hình thiên thừa kế. Chỉ Phi Huyết như vậy suy đoán. Hi hi. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, dù sao ngươi ngày hôm nay, là tuyệt đối không chạy thoát được. Ma hình thiên chỉ là cười nhạt, cũng không có trả lời thẳng. Oanh! Ngay sau đó, ma hình thiên vung tay lên, toàn bộ thiên ma tinh biển, đều là sôi trào lên, nổ lên từng cái thủy long cuốn, nổ gào thét, như từng cái to lớn hắc ám mãng long vậy, hướng Chỉ Phi Huyết tập sát đi. Ở nơi này phiến mộng trong thế giới, hắn là vô địch tồn tại. Chỉ Phi Huyết tu vi, vốn là kém hơn hắn, hôm nay bị kẹt mộng thế giới, vậy chênh lệch lại là to lớn. Oanh! Trăm ngàn cái thủy long cuốn, đánh giết tới, vỡ nát hư không, phai mở quy luật, uy thế to lớn. Chỉ Phi Huyết không cách nào né tránh, vậy không đỡ được, gặp phải vậy rất nhiều thủy long cuốn đánh vào, nhất thời máu tươi ói như điên, xương cốt rắc rắc sát vỡ vụn, tại chỗ bị trọng thương. Cầu xin tha thứ đi! Nếu như ngươi chịu cúi đầu hướng ta cầu xin tha thứ, hi hi, ta có lẽ có thể để cho ngươi thiếu chịu khổ một chút sở. Ma hình thiên âm u cười, hắn mong đợi Chỉ Phi Huyết hướng hắn cúi đầu. Nằm mơ. Chỉ Phi Huyết cắn răng, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, không có chút nào khuất phục, khua kiếm như quỷ mị vậy đâm về phía ma hình thiên, trên thân kiếm ma khí nổ tung. Ha ha ha, không cần làm mộng, nơi này chính là mộng, ta liền là tuyệt đối nắm giữ. Ma hình thiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Chỉ Phi Huyết một kiếm đâm tới, hoàn toàn không làm bất kỳ né tránh. Chanh! Chỉ Phi Huyết hung hăng một kiếm, đâm trúng ma hình thiên thân thể, nhưng thật giống như đánh trúng so thiết phương tỏa còn bền hơn cứng rắn gấp vạn lần vách sắt, nàng kiếm rắc rắc một tiếng, tại chỗ nghiền. Mà ma hình thiên, không có bị tổn thương chút nào, vẫn là núi cao vậy trôi lơ lửng tại chỗ. Ha ha ha, ở nơi này phiến trong giấc mộng. Ta là vô địch tồn tại, đừng nói ngươi, coi như Nhâm Phi Phàm tới, cũng không thể làm bị thương ta. Ma hình thiên cười lớn, cong ngón tay bắn ra, một cổ kính khí bắn ra, Chỉ Phi Huyết thân thể mềm mại bị đánh bay, hung hăng rơi xuống ở thiên ma tinh trong biển, văng lên ngàn xích đợt sóng. Ma hình thiên mặt đầy được thời đắc ý, liền muốn đem Chỉ Phi Huyết mò ra. Lòng hắn muốn, lúc này Chỉ Phi Huyết, muốn đến đã trọng thương, hắn có thể là tùy ý là... tận tình giày xéo. Vù vù. Nhưng vừa lúc đó, ở thiên ma tinh biển mộng cảnh bầu trời, kim quang nhô lên, tiên hy ngất trời, xuất hiện một vòng to lớn mặt trời gay gắt. Không, chính xác mà nói, đó không phải là mặt trời gay gắt, mà là một cái to lớn kim luân. Thiên đế kim luân. Thiên đế kim luân, Nhâm Phi Phàm. Ma hình thiên vừa nhìn thấy thiên đế kim luân, lập tức hù được hồn phi phách tán. Vậy thiên đế kim luân. Mơ hồ, hiển nhiên không phải bản thể, chỉ là một đạo hình chiếu. Nhưng lập tức liền chỉ là hình chiếu, ma hình thiên nhìn một cái, liền cảm thấy ngập trời khủng bố, uy áp ngập trời. Tựa như thế gian vạn vật, không có bất kỳ vật gì, có thể chống lại thiên đế kim luân uy nghiêm, bỏ mặc cái tồn tại gì ở đây, chỉ cần bị thiên đế kim luân chiếu một cái, liền sẽ hóa thành bụi bặm. Ma hình thiên hoàn toàn sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhâm Phi Phàm thiên đế kim luân, làm sao sẽ hình chiếu đến mình mộng thế giới. Hắn liều mạng thúc dục thuật pháp, muốn dựa vào mộng cảnh lực lượng, còn có thiên ma tinh biển hơi thở, đem vậy thiên đế kim luân che hết.
nhưng, thuật pháp của hắn, thật giống như không nhạy, hoàn toàn không đưa đến chút nào tác dụng. Xuy xuy xuy, thiên đế kim luân toát ra vô tận kim quang, huy hoàng mà sáng chói, đem trong giấc mộng thiên ma tinh biển, hoàn toàn trưng phát ra từng luồng hơi khói. Thiên ma tinh biển khô kiệt, mộng thế giới quy luật, bắt đầu sụp đổ, ùng ùng vang dội. Dưới đáy biển chỉ Phi Huyết, tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn bầu trời ở giữa mặt trời gay gắt kim luân. Ở thiên đế kim luân chiếu rọi xuống, nàng thương thế thoáng khôi phục, nguyên khí vậy khôi phục một ít, lập tức ngự gió bay lên, hướng vậy một vòng mặt trời bay đi. Ma hình thiên muốn ngăn cản, nhưng ở thiên đế kim luân uy áp hạ, cả người chỉ không ngừng run rẩy, nơi nào có ngăn cản dư lực. Chỉ Phi Huyết bay đến thiên đế kim luân bên trên, tựa như xuyên qua vô số không gian, vô số thời không, vô số bình phong che chở. Cuối cùng, nàng ở thời không cuối, thấy được một đạo tự nhiên cao ngất thanh niên bóng người, trên trán bay một luồng tóc trắng, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm gia thiên mệnh thánh đế, luân hồi thần bảo vệ, tiên đế Nhâm Phi Phàm. Chỉ Phi Huyết thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, rung động được tột đỉnh. Không có sao chứ, Nga bị một người bạn cũ ủy thác, tới cứu ngươi. Nhâm Phi Phàm thanh âm nhàn nhạt nói. Chỉ Phi Huyết thân thể run lên, trong đầu nghĩ nhất định là Diệp Thần hỗ trợ, kêu Nhâm Phi Phàm hạ xuống cứu viện, trong lòng nhất thời cảm động cùng cảm kích, tên kia ngoài miệng nói bỏ mặc ta, cuối cùng vẫn là phái người tới cứu ta. Nàng cũng không biết, Diệp Thần căn bản không biết chuyện này, Nhâm Phi Phàm hạ xuống, cũng cùng Diệp Thần không liên quan. Người bị thương, trở về đi thôi, Diệp Thần vậy tiểu tử tinh thông thuật chữa thương, hắn có thể cứu ngươi. Nhâm Phi Phàm nhìn Chỉ Phi Huyết một mắt, nói. Phi Phàm tiên đế, ngươi không thể cứu ta sao? Chỉ Phi Huyết theo bản năng hỏi. Nhâm Phi Phàm trầm mặc một tí, sau đó hơi có chút ngưng trọng nói ta sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không có thể đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn chăm chú. Bàn cờ này, luân hồi trận doanh không giống Vũ Hoàng như vậy cao giọng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chỉ Phi Huyết nói, vậy lần này. Nhâm Phi Phàm nói, lần này. Là bởi vì là bạn cũ ủy thác, hơn nữa ta coi là đến ngươi gặp nạn, vừa lúc là mộng trong thế giới, sẽ không kinh động thực tế, nếu không ta sẽ không cứu ngươi. Lời nói này khí khá là lạnh lùng, nhưng Chỉ Phi Huyết nội tâm vẫn là cảm kích. Nếu như không có Nhâm Phi Phàm mà nói, nàng ngày hôm nay có thể thật muốn thua ở ma hình thiên trong tay. Đi thôi. Nhâm Phi Phàm không nói nhảm, phá vỡ hư không, trực tiếp mang Chỉ Phi Huyết, trở lại đạo đức thiên giới. Trở lại Vạn Hoa Trang bên trong. Hai người lúc trở lại, thậm chí còn không trời tối. Từ Chỉ Phi Huyết lên đường, đến nàng trở về, cũng chỉ là đi qua gần nửa ngày thời gian. Diệp Thần thấy Chỉ Phi Huyết bị thương trở về, bên người thậm chí đi theo Nhâm Phi Phàm, không khỏi được kinh hãi. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, cùng Nhâm Phi Phàm trao đổi một tí ánh mắt, trong thoáng chốc thiên cơ hiểu ra, biết được tất cả. Ma hình thiên lại có thể nắm giữ mộng cảnh thủ đoạn, vậy cũng khó giải quyết. Diệp Thần khẽ cau mày. Nguyên bản thuộc về Mạc Thải Điệp mộng bí thuật, lại có thể đổ lỗi đến liền ma hình thiên trên mình. Mà ma hình thiên, là Cực Diệt Cung phó cung chủ. Diệp Thần bị Cực Diệt Cung đuổi giết, thực lực đối phương tăng lên, tự nhiên không phải hắn muốn thấy. Nhâm Phi Phàm thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, chỉ Phi Huyết, hướng Diệp Thần nói, người trước thay nàng chữa trị. Các ngươi phiền toái, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, người muốn đích thân xuất thủ không? Nhâm Phi Phàm đạt được thiên đế Kim Luân sau đó, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn nếu như ra tay, hết thảy phiền toái cũng có thể giải quyết. Nhưng, vậy bởi vì Nhâm Phi Phàm thực lực quá mạnh mẽ, hắn nhất cử nhất động, đều có thể đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng chú ý, hắn ngày thường tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân, lúc này lại nói muốn đích thân ra tay. Là Diệp Thần giải quyết phiền toái, quả thực để cho Diệp Thần bất ngờ. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói ừ, ta lần này xuất thủ, là bị một người bạn cũ ủy thác, thật ra thì chủ yếu mục đích, là vì phá hoại đa bảo thiên quân kế hoạch. Diệp Thần nói, vậy người bạn cũ là? Nhâm Phi Phàm thần bí cười một tiếng, nói chờ ngươi sau này tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần thật là có chút ngạc nhiên. Không biết Nhâm Phi Phàm vị bằng hữu kia là ai, lại cùng Thái Thượng Công Đức Chiến có liên quan. Nhâm Phi Phàm nói, các ngươi nghỉ ngơi một ngày, cùng sáng mai, ta mang các ngươi giết tới Cực Diệt Cung. Lời nói này nói được bình tĩnh rửng rưng,
nhưng Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết nghe vào trong tai, đơn giản là như văn sấm. Nhâm Phi Phàm giải quyết phiền toái thủ đoạn, chính là muốn trực tiếp giết tới Cực Diệt Cung. Chẳng lẽ nói, hắn muốn lấy thô bạo dung mạo, một lần hành động nghiền tiêu diệt Cực Diệt Cung sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ Phi Huyết cũng là một hồi ngẩn người, nàng đã từng là Cực Diệt Cung sát thủ, tự nhiên biết Cực Diệt Cung nội tình khủng bố, Nhâm Phi Phàm muốn đích thân giết tới Cực Diệt Cung, ở nàng trong mắt, không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng xem Nhâm Phi Phàm vậy lãnh đạm tư thái, tựa hồ trong thế gian không có bất kỳ địa phương, có thể chống đỡ được hắn mũi nhọn. Chỉ Phi Huyết tâm thần quá mức chấn động, làm động tới thương thế, thân thể mềm mại lảo đảo lắc lư, cơ hồ muốn ngất đi. Chỉ cô nương. Diệp Thần tiến lên trước một bước, đỡ Chỉ Phi Huyết, gặp nàng thương thế rất nặng, thật may không đau đến gân cốt thần hồn, lấy Diệp Thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể trị liệu. Lập tức, Diệp Thần nắm Chỉ Phi Huyết tay, thi triển ra bát quái thiên đan thuật cùng thiên tiên cá chép sao, từng luồng màu xanh thẳm thần mang, còn có thiên tiên cá chép ánh sáng, dọc theo Diệp Thần bàn tay, tràn vào Chỉ Phi Huyết trong cơ thể. Ở Diệp Thần chữa trị xuống, Chỉ Phi Huyết nguyên bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng là dần dần khôi phục đỏ thắm. Cảm ơn. Nàng đôi môi khẽ mở, thanh âm hiếm có ôn nhu cùng thong thả, cảm ơn Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cứu nàng, nàng nội tâm bên trong, tràn đầy cảm kích, đã âm thầm thề, sau này phải lấy mệnh bảo vệ luân hồi. Hai người nghỉ ngơi một ngày, đến được sáng sớm ngày thứ hai, liền chuẩn bị lên đường. Lúc này, chân trời có một đạo lưu quang lướt qua, một đạo phi kiếm truyền thư lăng không hạ xuống, rơi vào Nhâm Phi Phàm trong tay. Nhâm Phi Phàm đem thư mở ra, chân mày nhất thời lớn nếp nhăn. Diệp Thần bắt được phi kiếm kia truyền thư bên trong, mang ra ra ý chí, hiển nhiên là ra ra gửi tới, liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, thế nào? Ra ra có truyền tin tới đây. Nhâm Phi Phàm đem thư xoa làm một đoàn, ở trong tay đốt thành cho tẫn, nói, không có sao, là ma đế xảy ra chút thay đổi nhỏ động, ra ra ngươi cũng có thể giải quyết. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Nói, ma đế xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm nói, không cần lo lắng, ra ra ngươi sẽ xử lý, chúng ta đi trước Cực Diệt Cung một chuyến, ta cũng muốn gặp thấy bên kia bạn. Nói chuyện sau cùng giọng, mang lãnh ý. Diệp Thần trong lòng có chút lo âu ma đế, nhưng nếu Nhâm Phi Phàm đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đè xuống tâm tình, gật đầu một cái. Việc cần kíp, vẫn là mau sớm giải quyết hết Cực Diệt Cung bên kia phiền toái. Nếu không, Diệp Thần thời thời khắc khắc cũng bị sát thủ nhìn chằm chằm, tư vị kia cũng không dễ chịu. Lập tức, Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, mang Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, trực tiếp đi Cực Diệt Cung. Thiên địa xoay tròn, không gian chấn động. Rất nhanh, ba người bóng người, liền xuất hiện ở Cực Diệt Cung chỗ ở phế tích thế giới. Làm ba người vừa xuất hiện, mảnh phế tích này thế giới, thiên địa quy luật chính là chấn động lên, chủ yếu là Nhâm Phi Phàm uy thế. Bao phủ cái này phiến mặt đất, làm được sơn hà hỗn loạn, gió nổi mây vần. Nhâm Phi Phàm không có che giấu mình hơi thở, hắn tiên đế uy nghiêm toát ra đi, toàn bộ phế tích thế giới, đều là bị một phiến kim quang bao phủ, vô số che giấu ở trong bóng tối bọn sát thủ, cả kinh thất sắc. Tinh diệt tà, vạn năm không gặp, người ngươi có tốt không? Nhâm Phi Phàm mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, ngay lúc nói chuyện, hắn mang Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết. Thân hình chớp mắt, liền bay đến Cực Diệt Cung bên ngoài. Toàn bộ Cực Diệt Cung, đều là xôi trào, vô số sát thủ bất an cùng sao động, còn có khủng hoảng. Nhâm Phi Phàm khí thế, chân thực quá mạnh mẽ, đối mặt uy nghiêm của hắn, tất cả mọi người đều là rung động. Chỉ Phi Huyết cũng là mặt đầy kinh ngạc, bởi vì Nhâm Phi Phàm mới vừa nói tinh diệt tà, chính là Cực Diệt Cung lão tổ tên chữ. Cực Diệt Cung bên trong, một cái mang ác quỷ mặt nạ nam tử. Bắn ra, chính là Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, trong ánh mắt bắn ra kinh hãi, tức giận, không thể tin thần sắc, nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Cực Diệt Cung là địch? Nga nói cho ngươi, nơi này chính là ta Cực Diệt Cung địa bàn. Ngươi muốn động tay, cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ kết quả. Hắn ngày hôm qua cùng Nhâm Phi Phàm ngắn ngủi giao phong, đã biết Nhâm Phi Phàm thực lực, vượt qua mình quá nhiều. Chính diện tỉ thí, đó là tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng, mảnh thế giới này, dẫu sao là Cực Diệt Cung địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi và phong thủy khí vận ưu thế,
đang muốn hợp lại giết, hắn có lòng tin để cho Nhâm Phi Phàm bỏ ra giá thảm trọng. Nhâm Phi Phàm mắt lạnh nhìn Ma Hình Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi không tư cách nói chuyện, kêu các ngươi lão tổ tinh diệt tà đi ra. Lần này lãnh đạm lời nói, nhưng hiện ra hết thô bạo dung mạo. Ma Hình Thiên gương mặt vặn vẹo, thần sắc rất là khó khăn xem, nói, lão tổ bế quan mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không gặp người ngoài. Hắn nói được một nửa, bỗng nhiên bị một giọng già nua cắt đứt, Tiểu Phàm không là người ngoài. Rồi sau đó, một cái tóc bạc hoa dâm ông già, chắp hai tay sau lưng, sải bước từ Cực Diệt Cung bên trong đi ra. Lão tổ, Ma Hình Thiên và đệ tử chung quanh cửa, thấy vậy ông già, lật đật cung kính thi lễ. Chỉ Phi Huyết gặp được vậy ông già, thân thể mềm mại cũng là hơi run run. Vậy ông già chính là Cực Diệt Cung lão tổ, Tinh Diệt Tà. Tinh Diệt Tà thân hình gầy nhom, bộ cả người rộng lớn trường bào màu xám, đầu tóc bạc trắng cũng không thế nào sắp xếp, hiện ra có chút cuồng loạn cùng ngang bướng, cặp mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt thủy chung là như dã thú sắc bén. Nhưng hắn đối mặt Nhâm Phi Phàm, vẻ mặt nhưng khá là hòa ái, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tinh Diệt Tà, vẫn khỏe chứ? Nhâm Phi Phàm ngưng xem nhìn Tinh Diệt Tà, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tiểu Phàm, vạn năm không gặp. Ngươi cũng tấn thăng tiên đế, thật là không tưởng tượng nổi. Nhớ năm đó, ngươi ở ta Cực Diệt Cung bên trong, là tiềm lực xếp hạng thứ nhất sát thủ, ta biết ngươi tiến bộ thần tốc, nhưng không nghĩ tới, lại có thể trở thành tiên đế. Tinh Diệt Tà than thở, giọng lại mang một chút thế sự biến ảo bể dâu. Tiên đế cấp cường giả, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cho dù là Tinh Diệt Tà, vậy không tới tiên đế bước. Đó là người phàm khó mà ngửa mặt trông lên cảnh giới. Diệp Thần ở một bên nghe được Tinh Diệt Tà mà nói, nội tâm chấn động, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Nhâm tiền bối năm đó, lại có thể ở Cực Diệt Cung làm qua sát thủ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt bình tĩnh, lại không có nhớ lại chuyện cũ ý niệm, chỉ bình tĩnh nhìn Tinh Diệt Tà, nói, chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại, ta ngày hôm nay tới, chỉ có một lời, đó chính là. Nói tới chỗ này. Nhâm Phi Phàm nhìn xem Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, cuối cùng dùng không cho phản bác giọng nói. Buông tha đuổi giết cái này hai người, nhiệm vụ hủy bỏ. Nghe được hắn lời nói này, Ma Hình Thiên cả giận nói, ta Cực Diệt Cung tiếp nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có hủy bỏ đạo lý. Nhâm Phi Phàm, ngươi không muốn nằm mơ. Tinh Diệt Tà nghe được Nhâm Phi Phàm yêu cầu, già nua trên gương mặt, diễn cảm như cũ bình tĩnh, nói, là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ. Trùng Dương chân nhân kêu ngươi tới. Các ngươi muốn phá hoại Đa Bảo Thiên Quân kế hoạch. Nhâm Phi Phàm cũng không trả lời, chỉ là nói, ngươi không cần phải để ý đến ai kêu ta tới, Nga chỉ cần một câu nói của ngươi, buông tha đối hai người này đuổi giết, ta liền rời đi. Lão tổ, Ma Hình Thiên bắt đầu nôn nóng. Đệ tử chung quanh cửa, vậy rối rít rút binh khí ra, vây quanh đem Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần, Chỉ Phi Huyết ba người, bầu không khí lộ vẻ được gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây, Cực Diệt Cung chỗ sâu, thậm chí truyền ra một hồi ông minh, liền bảo vệ đại trận cũng mở ra. Diệp Thần ba người, hoàn toàn bị vậy bảo vệ đại trận bao phủ vào. Nhâm Phi Phàm mặt không đổi sắc, bước chân nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, một cổ hướng Nhật Bản ánh sáng, từ trên người hắn tràn ngập ra, cũng nhanh chóng bao trùm toàn bộ Cực Diệt Cung, thậm chí chu vi ngàn dặm thế giới. Rào 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 rào. Ở mảnh thế giới này bên trong. Từng bụi to lớn cây cối, như măng mọc sau cơn mưa vậy không ngừng dưới đất chui lên, nhanh chóng làm cho cả Cực Diệt Cung thế giới, đều biến thành một cánh rừng. Ở trong cánh rừng rậm này mặt, Cực Diệt Cung khí vận ưu thế, bị áp chế đến thấp nhất, vậy bảo vệ đại trận uy lực, còn không bộc phát ra, liền bị cánh rừng rậm này trấn áp xuống. Ngủ say sâm, từ thiên đế Kim Luân bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật. Tiểu Phàm, cần gì phải lớn như vậy động can qua? Tinh Diệt Tà thấy được cánh rừng rậm này, già nua trên khuôn mặt, diễn cảm rốt cuộc có biến hóa, hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cái này phiến to lớn rừng rậm, tên hơi trầm xuống ngủ sâm, trên thực tế là từ thiên đế Kim Luân bên trong, sản sinh ra vĩ đại thần vật. Ở trong cánh rừng rậm này giết người, hết thảy nhân quả hơi thở, thiên cơ dấu vết, đều sẽ không bại lộ, hết thảy dấu vết cũng sẽ ngủ say đi. Nhâm Phi Phàm lợi dụng thiên đế Kim Luân năng lượng. Gọi ra ngủ say sâm, hiển nhiên là chuẩn bị động sát thủ. Cái này phiến ngủ say sâm, có thể che giấu hắn xuất thủ dấu vết, không bị người ngoài phát hiện. Tinh Diệt Tà,
Ma Hình Thiên, còn có rất nhiều bọn sát thủ, đang ngủ say sâm bầu trời, còn thấy được tất cả phù không cự kình lướt qua. Đó là cự kình thần thụ khí tượng. Hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm đem tự thân pháp bảo, cự kình thần thụ, vậy dung nhập vào cánh rừng rậm này bên trong, khí tượng khoáng đạt mênh mông. Tinh diệt ta, người không chịu buông tha đuổi giết, vậy ta cũng chỉ tốt đắc tội, niệm vào năm đó, người đã từng chỉ điểm qua ta võ đạo, ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Nhâm Phi Phàm giọng lạnh lùng, ý định giết người bại lộ. Tinh diệt tà cười khan một tiếng, nói chúng ta giàu gì là bạn, cần gì phải như vậy thô bạo. Người muốn gọi ta buông tha đuổi giết, vậy cũng có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Nhâm Phi Phàm nói, cái gì điều kiện? Tinh diệt tà đạo, chúng ta giao thủ một chiêu, lấy thuần túy võ đạo, tỉ thí một chiêu, không dựa vào bất kỳ binh khí gì pháp bảo, ta muốn xem ta và bây giờ ngươi tới giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lời nói này nói được thành khẩn, nhưng vô luận là Diệp Thần, vẫn là Nhâm Phi Phàm, cũng bắt được vẻ nguy hiểm ý định giết người. Chỉ so với hợp lại võ đạo, không cần binh khí pháp bảo, tinh diệt tà chiếm cứ địa lợi khí vận ưu thế, hắn rất có thể có giết ngược Nhâm Phi Phàm cơ hội. Diệp Thần trong đầu nghĩ, lão đầu này, thật đúng là âm hiểm sao, cười bên trong giấu đao. Hắn muốn nhắc nhở Nhâm Phi Phàm, nhưng Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng nâng khởi thủ, ngừng hắn nói chuyện. Tinh diệt ta, người muốn đơn thuần tỉ thí võ đạo, vậy cũng có thể, nhưng ta sợ người ngươi cốt quá già, bị ta một chưởng đánh tan chiếc, vậy cũng thật to không ổn. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, đáp ứng tỉ thí võ đạo. Tinh diệt ta cười hắc hắc cười. Vậy cổ hòa ái diễn cảm, vào thời khắc này cũng là hoàn toàn thu liếm, cuồng dã tóc trắng ở trong gió phiêu vũ, trong mắt tràn đầy như dã thú mang khí, nói, như ngươi thật có thể một chưởng đánh chết ta, ta thật là cầu không được. Nhâm Phi Phàm mặt không cảm giác, đem ngủ say sâm thu hồi, từng bụi to lớn cây cối, lại rút về lòng đất bên trong đi, bầu trời cự kình, vậy dần dần không nhìn thấy ở trong mây. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm thật thu hồi pháp bảo. Trong lòng có chút lo âu. Nhâm Phi Phàm vẫn là bình tĩnh, hướng tinh diệt tà đạo, động thủ đi. Tinh diệt tà đạo, được, tiểu phàm, liền để cho ta xem, người thực lực đến vì sao bước to như vậy. Tiếng nói rơi xuống, tinh diệt tà mãnh liệt một quyền đánh giết ra. Cổ thần nói, sư tử cuồng kim cương quyền. Đi đôi với một tiếng ngửa mặt lên trời chợt quát, tinh diệt tà quả đấm, toát ra ngàn vạn trượng kim quang. Hóa thành một đầu uy mãnh sư tử cuồng, sư tử gầm tiếng kinh thiên vang lên, chấn động Thương Vũ Tiêu Hán, cuồng bạo đợt khí ngất trời. Đây lại là không không cấp võ học, từ cổ thần nhất tộc bên trong truyền lưu ra, uy mãnh, phách liệt, cường hãn, khí thôn vạn dặm. Tinh diệt tà gừng càng già càng cay, một quyền này không giống như là sát thủ võ học, càng giống như là một người chiến sĩ, một cái đã trải qua sa trường chiến sĩ, dùng nhất minh mông ý chí, bộc phát ra hung hãn nhất sát chiêu. Ở Nhâm Phi Phàm sau lưng Diệp Thần, thậm chí sản sinh ra một loại ảo giác, thật giống như nguyên cái thiên địa, đều phải ở tinh diệt tà một quyền xuống, hoàn toàn vỡ sụp xuống vậy. Lão tổ uy vũ, Ma Hình Thiên cùng cực diệt cung người đám người, cảm nhận được tinh diệt tà vậy cuồng hãn võ đạo khí thế, cũng là cơn sóng trong lòng sôi trào ủng hộ đứng lên. Ở Ma Hình Thiên trong tròng mắt, thậm chí có sâu đậm thèm thuồng cùng khát vọng. Hắn muốn tinh diệt tà võ đạo truyền thừa. Đáng tiếc tinh diệt tà từ đầu đến cuối không cho. Sát thủ cuối cùng là đánh lén ám sát u ám đường nhỏ, chân chính võ đạo, cho tới bây giờ khinh thường tại đánh lén cùng âm mưu, mà là đường đường tránh tránh, khoáng đạt thở mạnh. Tinh diệt tà giờ phút này thi triển ra cổ thần võ đạo, sư tử cuồng kim cương quyền, mới thật sự là uy phách khoáng đạt chính tông võ đạo. Theo tinh diệt tà một quyền đánh giết tới, Nhâm Phi Phàm sợi tóc, cũng là bị quyền phong kích động lên. Nhưng hắn thủy chung là lãnh đạm biểu tình bình tĩnh, tùy ý trước mắt sóng gió kinh hoàng, hắn vậy ổn như núi cao vậy, không có biến hóa chút nào. Đế cực nói, hy hoàng lôi ấn, phá. Ở tinh diệt tà quả đấm, khoảng cách Nhâm Phi Phàm chỉ có 1 mét lúc đó, hắn rốt cuộc ra tay. Một tiếng động trời sấm sét, chấn động thế gian, thiên địa mặt trời đều bị che phủ, khủng bố giống như ngày tận thế hạ xuống, lôi quang bắn ra 4 phía, điện mang như biển, mãnh liệt dâng trào. Nhâm Phi Phàm mang vỗ một trường, như sấm rung chuyển hoàn vũ, hung hăng bắt được tinh diệt tà quả đấm. Một trường này, trường hiện ra 9 tầng trời thần thuật, hy hoàng lôi ấn trình độ cao nhất. Thậm chí,
giờ phút này Nhâm Phi Phàm thi triển ra Hy Hoàng Lôi Ấn, đã đột phá Nguyên Hữu Hồng Quân võ đạo cực hạn, sáp nhập vào hắn tự thân cảm ngộ, còn có chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân sau cảm ngộ, thật đơn giản một trường, có Tiên Đế uy nghiêm, cực đạo sát phạt. Tinh diệt tà quả đấm, hoàn toàn bị Nhâm Phi Phàm nắm, không cách nào nhúc nhích chút nào. Cuồng bạo Hy Hoàng Lôi Quang, mang bạo diệt vũ trụ vậy đáng sợ uy thế, hung hăng đánh vào tinh diệt tà trên mình. Tinh diệt tà sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy cả người một hồi tê liệt đau nhức. Hắn quả đấm huyễn hóa ra sư tử cuồng khí tượng, cũng chết chết bị Nhâm Phi Phàm trấn áp, phát ra không cam lòng sư tử gầm. Hắn hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm võ đạo, lại có thể sẽ cường hãn đến tình cảnh này. Thật ra thì, tinh diệt tà trong nội tâm, sớm động sát cơ, kêu Nhâm Phi Phàm tỉ thí võ đạo, là muốn dựa vào tự thân địa lợi khí vận ưu thế, hoàn toàn đánh chết. Nhưng chưa từng dự đoán, Nhâm Phi Phàm võ đạo, chân thực cường hãn. Cho dù không cần binh khí pháp bảo, Nhâm Phi Phàm tự thân võ đạo, cũng đủ để ung dung nghiền ép tinh diệt tà, người sau cho dù chiếm cứ địa lợi ưu thế, cũng là không có chút nào tác dụng. Rắc rắc sát. Ở Nhâm Phi Phàm trưởng thế hạ, tinh diệt tà quả đấm, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng xương bể. Hắn cắn răng, đang muốn cháy máu tươi, liều chết tương bác. Người thua. Nhưng, lúc này, Nhâm Phi Phàm nhưng là trôi giạt lui về phía sau một bước, gặp tốt hãy thu, khí định thần nhàn, thanh âm vẫn là lãnh đạm bình tĩnh. Tinh diệt tà sững sờ một chút, nhìn Nhâm Phi Phàm vậy đi dạo sân vắng vậy tư thái, ở một hồi thất thần sau đó, chính là vui vẻ cười to, dùng hòa lẫn oán hận cùng không biết làm sao thanh âm bội phục nói, tiểu Phàm, là ngươi thắng. Xem Nhâm Phi Phàm như thế ung dung tư thái, hắn hiển nhiên cũng không có dùng toàn lực. Nếu như tinh diệt tà còn cố ý so đấu nữa, chẳng qua là tự rước lấy thôi. Lão Tổ, Ma Hình Thiên và rất nhiều cực diệt cung các đệ tử, thấy cái này so với đấu kết quả, nhưng là khó mà tiếp nhận. Bọn họ không nghĩ tới, ở cực diệt cung trên địa bàn, lại còn không địch lại Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, thấy Nhâm Phi Phàm thắng được, đều là đại hỷ. Nhâm Phi Phàm nói, tinh diệt tà, có thể đáp ứng ta yêu cầu. Tinh diệt tà hung hăng cắn răng một cái, gật đầu nói thôi, nguyện thua cuộc, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, Nga cực diệt cung, lại nữa đuổi giết luân hồi chi chủ, cũng sẽ không đuổi giết Chỉ Phi Huyết. Con mắt nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Chỉ Phi Huyết. Ma Hình Thiên kêu lên, lão tổ, tuyệt đối không thể. Ta cực diệt cung ngay cả là hủy diệt chết hết sức, cũng không thể vi phạm kim chủ nhiệm vụ. Đây là ngươi quyết định quy củ à? Cực diệt cung, vô cùng là thủ tín, triệu năm qua, vô luận tiếp nhiệm vụ gì, cũng sẽ thể hoàn thành, trừ phi kim chủ chủ động nói buông tha, nếu không cực diệt cung tuyệt đối sẽ không bỏ rơi, không chết không thôi. Cũng chính là bởi vì cực diệt cung chữ tín, còn có vậy không chết không thôi, như phụ cốt chi thư vậy ý chí, mới để cho cái tổ chức này, ở thái thượng thế giới hưởng dự hung danh, ai cũng không muốn bị cực diệt cung để mắt tới. Nhưng hiện tại, tinh diệt tà nhưng muốn buông tha kim chủ ủy thác, lại nữa đuổi giết Diệp Thần cùng Chỉ Phi Huyết, để cho Ma Hình Thiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đạo tâm đều bị liền ảnh hưởng. Tinh diệt tà nhưng nhàn nhạt vung tay lên, nói, Hình Thiên, không cần nói, quy củ là người định, người chỉ lo thi hành là được. Dừng một chút, tinh diệt tà vừa nhìn về phía Chỉ Phi Huyết, ánh mắt có chút phức tạp, nói, Phi Huyết, người còn sẽ trở lại sao? Chỉ Phi Huyết thân thể khẽ run lên, yên lặng một hồi, chính là cúi đầu nói, lão tổ, Ma Hình Thiên âm mưu hại ta, ta năm đó dưới quyền và tâm phúc, cũng bị giết hết và thu mua, ta đã không trở về được. Tinh diệt tà nhìn xem Chỉ Phi Huyết và Ma Hình Thiên hai người, một tiếng thở dài, nói, à, đều là ta cố ý dung túng, suy nghĩ chém giết lẫn nhau, có thể quyết ra cường giả chân chính, nhưng, Hình Thiên thủ đoạn, tựa hồ hơi quá đáng. Ma Hình Thiên nghe được tinh diệt tà giọng bên trong, mơ hồ trách móc, nhất thời ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không dám lên tiếng cãi lại. Tinh diệt tà đạo, Hình Thiên, đem người Phi Huyết Hoàng Hôn Tháng, đưa cho nàng đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta cực diệt cung cung chủ, ta sẽ đem ta cả người võ đạo y bát, truyền thừa cho ngươi. Nghe nói như vậy, Ma Hình Thiên cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, rung giọng nói, lão tổ, ngươi nói thật. Hắn sát phí khổ tâm, vẫn luôn muốn tinh diệt tà võ đạo truyền thừa, cũng muốn chấp trưởng cực diệt cung, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Nhưng giờ khắc này, tinh diệt tà lại có thể đáp ứng hết thảy,
cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, để cho ma hình thiên hoàn toàn sợ ngây người. Tinh Diệt Tà gật đầu một cái, lại cười hắc hắc cười, nói ta âm thầm điều tra, đã tra được thiên quân phong thần bia rơi xuống, ngươi thừa kế ta võ đạo sau đó, đi liền cướp lấy thiên quân phong thần bia, ai dám cùng ngươi cướp, ngươi liền giết người đó. Nói chuyện lúc đó, Tinh Diệt Tà ánh mắt, vô tình hay hữu ý nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời bắt được Tinh Diệt Tà ý định giết người. Cái này Tinh Diệt Tà, mặc dù ngoài mặt nói, buông tha đuổi giết hắn, nhưng nội tâm thủy chung là không cam lòng lúc này bại bởi Nhâm Phi Phàm. Sau này thiên quân phong thần bia tranh, chỉ sợ Cực Diệt Cung, sẽ là một cái vô cùng khó giải quyết kẻ địch. Ma hình thiên vậy nghe được Tinh Diệt Tà ý, hiện tại buông tha đuổi giết Diệp Thần, không đại biểu liền không thể giết. Nếu như Diệp Thần cũng phải cướp đoạt thiên quân phong thần bia, vậy hắn hoàn toàn có thể giết chết, cũng không coi là vi phạm ước định. Lão tổ. Ma hình thiên rất cung kính đồng ý, sau đó móc ra một phần đồ quyển, ném cho Chỉ Phi Huyết, nói, Chỉ Phi Huyết, ngươi không còn là ta Cực Diệt Cung người, ngươi đi thôi. Chỉ Phi Huyết nhận lấy đồ quyển, mở ra vừa thấy, đồ quyển bên trong phong ấn một vòng hoàng hôn tháng, chính là thuộc về nàng vĩ đại thần vật. Lần nữa lấy được hoàng hôn tháng, Chỉ Phi Huyết trăm cảm hỗn hợp. Ma hình thiên ánh mắt lại mang một chút âm lệ, nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi cầm đi thần của ta vật tất hắc chi tinh, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi phun ra, đó không phải là ngươi đồ. Nghe được ma hình thiên uy hiếp, Diệp Thần nhún vai một cái, nhưng là dửng dưng hình dáng, nói có bản lãnh ngươi sẽ tới. Ma hình thiên thấy Diệp Thần cái này tư thái, ánh mắt tức giận, nhưng có Nhâm Phi Phàm ở một bên, hắn cũng không dám phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, cần phải trở về. Nhâm Phi Phàm chậm rãi nói, phiền toái đã giải quyết, Cực Diệt Cung đáp ứng lại nữa đuổi giết Diệp Thần, cũng là thời điểm rời đi. Lập tức, Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Chỉ Phi Huyết ba người, ở Cực Diệt Cung từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, rời đi mảnh thế giới này. Lúc rời Cực Diệt Cung sau đó, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên hướng Chỉ Phi Huyết hỏi, ngươi là tán thần tộc ao nhà người. Chỉ Phi Huyết nghe được Nhâm Phi Phàm câu hỏi, thân thể mềm mại run lên, ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, nói, ừ. Ta đến từ tán thần tộc ao nhà, năm đó gia tộc chúng ta chạy trốn, cho tới bây giờ, đã chết được xong hết rồi, nhà lão tổ đem hoàng hôn tháng truyền cho ta, nếu không phải hoàng hôn tháng che chở, ta có thể đã chết. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói, thì ra là như vậy, khó trách đệ nhị yêu cơ sẽ chọn ngươi, đem ngươi đào tạo là sát thủ. Ngươi nếu có ý, sau này liền thờ phượng luân hồi, ngươi thân là tán người thần tộc, thậm chí chấp trưởng vĩ đại thần vật, tín ngưỡng của ngươi, có thể lớn mạnh luân hồi khí vận. Chỉ Phi Huyết tim, đã sớm thuộc về luân hồi, lúc này nghe được Nhâm Phi Phàm như thế nói, dĩ nhiên là sẽ không kháng cự, vội vàng đáp ứng nói, ưng. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm và Chỉ Phi Huyết đối thoại, có chút kinh ngạc. Lúc đầu ngươi là tán người thần tộc. Ngay lúc nói chuyện, trên bầu trời lại có một đạo phi kiếm truyền thư, nhanh bắn tới. Phi kiếm kia truyền thư bên trong, hàm chứa Diệp Tà thần ý chí. Ra ra lại phát tin tới. Diệp Thần rất là bất ngờ. Nhâm Phi Phàm nhận lấy thư, cẩn thận vừa thấy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, ma đế tình huống không tốt lắm, các ngươi cùng ta hồi Tinh Nguyệt giới. Vừa nói liền biến dạng hư không, muốn mang Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết trở về. Diệp Thần nói, mang một cái người ngoài trở về, biết hay không bại lộ Tinh Nguyệt giới tọa độ. Hắn thật là có chút lo âu, vạn nhất Tinh Nguyệt giới tọa độ bại lộ, bị vạn khư chèn ép, vậy cũng thật to không ổn. Chỉ Phi Huyết nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời nội tâm vô hình chua xót, chỉ cảm thấy vậy người ngoài hai chữ, phá lệ chói tai, trong đầu nghĩ, lúc đầu ở hắn tâm lý, ta vẫn luôn là cái người ngoài. Dừng một chút, tâm thần lại là một hồi hỗn loạn, ta như thế quan tâm hắn ý tưởng làm gì. Ta vốn là cũng chỉ là người ngoài. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, ta lấy được thiên đế Kim Luân, ra ra ngươi tấn thăng thiên đế, luân hồi trận doanh khí vận tăng vọt, hôm nay Tinh Nguyệt giới tọa độ, đã không sợ bại lộ, dù sao Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không dám trực tiếp đánh giết tới đây. Trước đây Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp tương lai, đạt được tương lai người bộ phận tu vi siêu thoát thiên đế, để cho luân hồi trận doanh bên này, áp lực to lớn. Nhưng
theo Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần song song quật khởi, hôm nay luân hồi trận doanh, đã không sợ vạn khư. Ở tinh nguyệt giới bên trong, luân hồi trận doanh chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, vậy coi như là Vũ Hoàng cổ đế tự mình công đánh tới, đều có rơi xuống nguy hiểm. Giống như Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Nhâm Thiên Nữ các người, xông vào Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, cũng thiếu chút nữa phải chết, trước đây giải cứu Diệp Thần, nếu như không phải là có Hồng Quân lão tổ tương trợ nói, vậy kết cục sau cùng, biết hay không chỉ là Thiên Nữ một người bị thương, vậy còn rất khó nói. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, hôm nay tinh nguyệt giới, đã không sợ bại lộ, liền gật đầu một cái. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn chỉ Phi Huyết, cùng Nhâm Phi Phàm cùng qua lại hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Diệp Thần ca ca, các ngươi trở về. Diệp Thần mới vừa trở lại một cái, liền thấy một đạo xinh đẹp nũng nịu bóng người, chạy như bay tới, lao vào trong ngực hắn, chính là Võ Giao. Võ Giao muội muội, thế nào? Diệp Thần theo bản năng ôm Võ Giao tinh tế eo, cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại, cũng có một loại về đến nhà cảm giác, trong lòng rất là ấm áp. Võ Giao vội la lên, ma đế sắp chết, hắn một mực ở lẩm bẩm ngươi tên chữ, Diệp Thần ca ca, người mau đi xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng giật mình, ma đế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn hồn loại bộc phát sao? Mau dẫn ta đi xem, Diệp Thần hoảng hốt vội nói. Võ Giao gật đầu, vội vàng mang Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Chỉ Phi Huyết ba người, ngự gió bay đến phương xa một nơi linh sơn phúc địa bên trong. Chỗ này linh sơn phúc địa, linh khí dư thừa, là tinh nguyệt thần giáo các đệ tử tu luyện sân. Nhưng hôm nay, chỗ tòa này linh sơn, lại bị một cổ đông nghịt ma khí bao phủ, trên bầu trời ẩn nhiên có cuồng loạn gào khóc tiếng truyền tới, mây đen che đỉnh, thậm chí mơ hồ tới giữa, có thể ngửi được thiên ma tinh biển đặc biệt mùi vị. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hạ xuống trên đỉnh núi, nhưng gặp ma đế ngồi xếp bằng, cả người tử khí bao phủ, gương mặt vặn vẹo, đang vận công không ngừng đối kháng. Ở ma đế chung quanh, là Diệp Tà Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, ánh mắt đều mang vẻ ân cần. Ra ra, ma đế tiền bối thế nào? Diệp Thần thấy ma đế như vậy hình dáng, nhất thời nóng nảy hỏi. Diệp Tà Thần đứng chắp tay, gương mặt có chút suy đồi. Tựa hồ linh khí tiêu hao khá là nghiêm trọng. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, muốn đến là Gia Gia đã chữa trị qua ma đế, cho nên hao phí nghiêm trọng, nhưng hiệu quả tựa hồ không tốt lắm. Hiện tại cho dù ai cũng có thể nhìn ra, ma đế tình huống rất không ổn, gương mặt và trên cổ da, còn có trên cánh tay da, xuất hiện từng đạo dữ tợn như thi ban vậy dấu vết, còn có một cái màu đen phù ấn. Diệp Tà Thần gương mặt ngưng trọng, nói, ma đế đã từng là ma tổ vô thiên đồ đựng. Tuy nói hôm nay đồ chứa địa vị, đã dần dần bị vậy quy trần thay thế, nhưng, ở trong cơ thể hắn, vẫn có hồn chồng còn sót lại. Ma tổ vô thiên tựa hồ động sát cơ, mượn cái này hồn loại còn sót lại, lấy vô thượng ma khí, thậm chí là thiên ma tinh biển hơi thở, ăn mòn ma đế thân thể, phải đem hắn hoàn toàn xóa bỏ. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng kinh hãi, nói, ma tổ vô thiên muốn hạ sát thủ. Hắn không khỏi lại nghĩ đến quá thần. Quá thần và bỏ đời tuyệt cảnh vẫn là hắn tư tưởng, nhưng hồn điện tôn vương vẫn không có thông báo mình, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bỏ đời tuyệt cảnh vậy một đỉnh, lập tức muốn vấn thế. Không nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt nhìn về phía ma đế, tràn đầy lo âu. Xem ra, hôm nay ma tổ vô thiên, đã quyết định dùng quy trần thay thế ma đế, muốn thiện ác dung hợp, Phật ma quy nhất. Còn như ma đế cái này người cũ. Ma tổ không trời cũng không có nương tay ý, chuẩn bị trực tiếp xóa bỏ, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Diệp Thần, chúng ta trước áp chế ma đế hồn chồng, nếu không hắn không chống nổi ngày hôm nay. Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng, liếc mắt liền nhìn ra, ma đế hồn loại sát khí cực sâu, đã đến ăn mòn sinh mạng bước. Sát khí này bên trong, đáng sợ nhất, liền là tới từ thiên ma tinh biển hơi thở. Ma tổ vô thiên cùng quy trần, Phật ma dung hợp. Ma đạo Bắc Đại, đã đột phá thực tế hạn chế, có thể mượn dùng bộ phận thiên ma tinh biển lực lượng. Tuy chỉ là bộ phận, nhưng vậy tương đương đáng sợ, không phải người bình thường có thể chống lại. Ma đế cùng Diệp Thần quan hệ không cạn, đối luân hồi trận doanh cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể mặc cho hắn chết. Lập tức, Nhâm Phi Phàm sử dụng thiên đế kim luân, Diệp Thần vậy thả ra hoàng tuyển đồ, luân hồi huyết mạch bốc cháy. Vù vù, thiên đế kim luân kim quang.
còn có diệp thần luân hồi đạo pháp ánh sáng, hội tụ thành một đạo nước lũ, xông vào ma đế trong cơ thể. Ma đế rên lên một tiếng, chau mày, trên mình vậy cổ ma khí, ở diệp thần và nhâm phi phàm liên hiệp dưới áp chế, rốt cục thì nhạt đi xuống, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Diệp thần, đảm nhiệm. Ma đế mở mắt ra, ánh mắt khôi phục trong suốt, thấy diệp thần và nhâm phi phàm, ngay tại bên cạnh mình, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm kích. Ma đế tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp thần liền vội vàng hỏi. Ma đế sắc mặt trầm xuống, hơi một cảm ứng, nhưng phát hiện vậy hồn chồng, còn sâu thực ở trong người, căn bản không có hóa đi. Ta tạm thời còn chưa chết. Ma đế không muốn để cho diệp thần lo lắng, liền nói. Nhâm phi phàm nói, hắn hồn loại chưa trừ diệt, thủy chung là nguy hiểm. Diệp thần thần sắc cũng là ngưng trọng, đúng là như vậy, tuy nói trước đây ở chúng sinh giới, mượn chân lý Phật tổ trợ giúp, đã thật to tan dã ma đế hồn chồng nguy cơ, để cho được vậy hồn loại héo rút hết. Nhưng, vậy hồn loại chỉ là héo rút, cũng không có hoàn toàn hóa đi. Điểm này lưu lại hồn chồng, hôm nay nhưng thành ma đế chí mạng nguy hiểm. Muốn giải quyết hết hồn loại mà nói, trừ phi là ma tổ vô thiên tự mình ra tay. Nhưng, ma tổ vô thiên đang muốn xóa bỏ ma đế, lại làm sao có thể bỏ qua hắn. Đám người đang lo lắng yên lặng tới giữa, chợt nghe trong hư không, một cổ ma đạo ý chí nổ tung, tóe ra lạnh lùng mà uy nghiêm thanh âm. Luân hồi chi chủ, như muốn ma đế còn sống, đến ta kiếm môn tụ họp một chút, chúng ta trước mặt nói một chút. Đó chính là ma tổ vô thiên thanh âm. Nghe được ma tổ vô thiên thanh âm, ở tinh nguyệt giới bên trong vang lên, chấn động thiên sơn vạn hác, diệp thần đám người nhất thời kinh ngạc. Ma tổ vô thiên, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp thần khẽ cắn răng, quát hỏi. Người tới kiếm môn, tất cả vấn đề, đều có thể nói. Ma tổ vô thiên bình tĩnh nói. Diệp thần gương mặt nhưng là hơi vặn vẹo, kiếm môn là ma tổ vô thiên địa bàn, hắn nếu là tùy tiện bước vào, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Người muốn đàm phán, vì sao không tự mình tới tinh nguyệt giới? Diệp thần nói. Quyền chủ động ở ta, người không tư cách cùng ta trả giá, người tới thì tới, không đến cũng được đi, ha ha, ma đế chống đỡ không được bao lâu. Ma tổ vô thiên ý chí. Bỗng nhiên tóe ra nồng nặc ma khí, mới vừa thoáng chậm tách ra ma đế, giờ phút này lại im lìm hừ một tiếng, trên mình toát ra phù ấn cùng thi ban dấu vết, cực kỳ thống khổ, thiếu chút nữa mềm ngã dưới đất. Ngươi muốn nói chuyện gì? Diệp thần sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ngươi muốn nói chuyện gì, liền nói chuyện gì, ta chỉ cần ngươi tự mình tới, ta có thể dùng đạo tâm thề, ta sẽ không đả thương ngươi, chúng ta chỉ là đàm phán, như đàm phán không được, ta có thể thả ngươi rời đi. Ma tổ vô thiên rộng rãi nói, tự hồ đúng là chỉ muốn đàm phán, không hề muốn tranh đấu sát phạt. Nhâm phi phàm ha ha cười một tiếng, nói, được, vô thiên, ngươi muốn đàm phán, vậy ta liền theo diệp thần đi qua, cùng ngươi nói một chút. Ma tổ vô thiên nói, không được, ngươi không thể tới, ngươi nhâm phi phàm hạng thô bạo, ta kiếm môn miếu nhỏ, chỉ sợ không chứa được đại giá của ngươi. Dừng một chút, ma tổ vô thiên lại nói, luân hồi chi chủ. Người tối đa chỉ có thể mang võ giao một người tới. Võ giao tiểu thư, bàn về bối phận, ta có thể coi như là sư thúc của ngươi, ngươi vẫn là một đứa bé sơ sinh thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây. Võ giao nghe được ma tổ vô thiên mà nói, nhưng cảm thấy căm ghét cùng sợ, núp ở diệp thần sau lưng, kéo diệp thần vạt áo, hướng về phía bầu trời kêu lên, không, ngươi là người xấu, ta không thích ngươi. Ma tổ vô thiên cười một tiếng, nói thôi. Ngươi bị luân hồi đầu độc, đã thành hắn người bên cạnh, chấp niệm quá sâu, ta cũng không trách ngươi, ngươi tới đi, cùng luân hồi cùng đi kiếm môn, ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Diệp thần và võ giao nhìn nhau một mắt, lại nhìn xem nhâm phi phàm. Nhâm phi phàm nói, hắn nếu dùng đạo tâm thể, nói sẽ không đả thương ngươi, vậy ngươi đi chính là, như tên này thật không nói chữ tín, ta sẽ hạ xuống giúp ngươi. Diệp thần gật đầu một cái. Trong lòng cũng rất là lo âu ma đế tình huống, hôm nay muốn giải quyết ma đế hồn loại nguy cơ, chỉ có thể cùng ma tổ vô thiên đàm phán. Được, ma tổ vô thiên, vậy chúng ta liền nói một chút, ta đây muốn nghe một chút xem, người muốn nói những gì. Diệp thần đáp ứng. Ma tổ vô thiên nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, ta ở kiếm môn bên trong, đã bày ra tiệc rượu, người hiện tại tới đây là được. Diệp thần nhìn xem võ giao, ma đế, nhâm phi phàm. Diệp tà thần,
Hạ Nhược Tuyết các người, trong bụng từ đầu đến cuối có chút bất an, không biết ma tổ vô thiên muốn tính toán gì. Ra ra, Nhâm tiền bối, ta đi. Diệp thần nói. Đi đi, Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, hắn cũng rất muốn biết, ma tổ vô thiên muốn nói những gì. Võ Giao muội muội, chúng ta đi. Lập tức, Diệp thần tạm biệt đám người, mang Võ Giao, biến dạng hư không, trực tiếp hướng kiếm môn thế giới chạy tới. Suy rồi. Hư không bể tan tành, Diệp thần và Võ Giao thân thể, xuất hiện ở kiếm môn trên thế giới không. Toàn bộ kiếm môn thế giới, theo Diệp thần đến, lập tức sôi trào. Diệp thần dương mắt nhìn lại, liền thấy kiếm môn thế giới bên trong, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là mưa hoa rực rỡ, hồng mang bắn ra bốn phía, từng cái đón khách đạo đồng đạo nữ, sắp hàng hai bên hoan nghênh Diệp thần đến, còn thật nhiều nghi trượng đệ tử, gõ la thổi trống, vui mừng mênh mông. Hiển nhiên, mà tổ vô thiên vì Diệp thần đến, cũng là chuyên tâm chuẩn bị một phen, chỉ ít ở ngoài mặt, lễ phép đặc biệt chu đáo. Người không biết nội tình, còn lấy là Diệp thần và ma tổ vô thiên tới giữa, chủ khách tướng vui mừng, nào nghĩ tới hai người có không hiểu ân oán. Diệp thần cùng Võ Giao, tay nắm tay, đi kiếm môn sơn môn đi tới. Dọc theo đường đi, người đi đường sắp hàng hai bên hoan nghênh, tung hoa vỗ tay, rối rít xưng tụng. Cung nghênh luân hồi chi chủ, từ bi chủ. Luân hồi thiên thu, từ bi vạn đời. Võ Giao nhìn thấy chung quanh náo nhiệt tình cảnh, vậy lộ ra một chút cô gái mừng rỡ, trong lòng đối vậy ma tổ vô thiên, cũng không có như vậy ghét. Diệp thần mang Võ Giao, ở rất nhiều đón khách đệ tử vây quanh, rốt cuộc đã tới kiếm môn. Vì nghênh đón Diệp thần, kiếm môn hiển nhiên là chuyên tâm trang điểm qua, răng đèn kết hoa, vô cùng vui mừng cùng náo nhiệt, ma tổ vô thiên có thể nói cho đủ mặt mũi. Luân hồi chi chủ, từ bi chủ, cung nghênh hai vị đại giá. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, mang tất cả trưởng lão, còn có tinh nhuệ các đệ tử, ra nghênh tiếp. Diệp thần ở đám người bên trong, thấy được kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần. Bất quá, Phó Hồng Trần một mực tránh né Diệp thần ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Dẫu sao, trước đây hắn từng cùng Mạc Thải Điệp, còn có quỷ vương giới Niếp Cô Cuồng, cùng nhau đuổi giết qua Diệp thần, hai bên mâu thuẫn còn ở, hiển nhiên không phải như vậy tùy tiện hóa giải. Diệp thần khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, đi theo trưởng giáo Trương Thanh Vũ, bước vào kiếm môn bên trong. Tiến vào kiếm môn sau đó, lại có một chi đội ngũ, ra nghênh tiếp Diệp thần, một người cầm đầu, là cái người mặc hắc bào thanh tú thiếu niên, chính là Quy Trần. Diệp đại ca, Quy Trần thấy Diệp thần tới, thần sắc khá là phức tạp. Trước đây ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, hắn đã từng cùng Diệp thần sóng vai tác chiến, đáng tiếc dù vậy, hai bên cuối cùng vẫn không thể hóa giải ân oán. Ma tổ vô thiên cùng Diệp thần tới giữa, chỉ có thể là không chết không thôi, đàm phán hôm nay, cũng không khả năng thật nghênh đón hòa bình. Trước Vạn Khư sự việc, đa tạ. Diệp thần ánh mắt cũng có chút phức tạp nhìn Quy Trần, nói cảm ơn một tiếng. Quy Trần trầm mặc một tí, nhưng cũng biết luân hồi trận doanh cùng vô thiên trận doanh tới giữa, không có khả năng hòa giải, thanh âm hơi có vẻ bi thương nói, Diệp đại ca, ngươi vào đi thôi, lão tổ ở bên trong chờ ngươi. Diệp thần gật đầu một cái, liền cùng Võ Giao bắt tay tiến vào kiếm môn bên trong điện. Chỉ gặp ở một tòa phong cách cổ xưa khoáng đạt trong đại điện, để từng tờ một ngọc án trên là các loại chân tu món ăn ngon, rượu ngon thơm lao, bên cạnh có từng cái uyển chuyển ca nữ nhẹ nhàng múa lên, đàn sáo tiếng tiếng càng dễ nghe. Tại đại điện phía bắc bên trên, nhưng ngồi ngay thẳng một cái quỷ dị đáng sợ người đàn ông đồ đen, hắn mái tóc dài bù xù, quanh thân xương trắng hoa sen tách thả ra. Ma đạo phù văn lóe lên, chỉ bị gãy một cái cánh tay trái, mà một hai tròng mắt, cũng không phục tồn tại, trong hốc mắt trống rỗng, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đây chính là ma tổ vô thiên. Diệp thần thấy được ma tổ vô thiên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn biết ma tổ vô thiên cánh tay trái cùng cặp mắt, đều đã đổ lỗi đến liền Quy Trần trên mình, hai người dung hợp. Nhưng, thấy ma tổ vô thiên bề ngoài, thật đổi được quỷ dị như vậy đáng sợ, hắn vẫn là có chút kinh hãi. Từ ngoài mặt xem, ma tổ vô thiên thân xác, đã đặc biệt suy hủ, trước kia chém ra đại chiến, hắn tổn thương nặng sa sút, thân xác mài mòn lại là nghiêm trọng. Hiện tại, từ ma tổ vô thiên ngoài mặt, đã không cảm giác được chút nào uy nghiêm, chỉ có quỷ dị hắc ám, vặn vẹo quái đản hơi thở. Nhưng, làm Diệp thần thần thức,
chạm đến ma tổ vô thiên thần thức, một cổ dâng trào như núi hồng, cao như trời, lớn như nhật nguyệt vậy uy nghiêm, liền ùn ùn kéo đến đánh sâu vào tới đây. Ma tổ vô thiên thân xác tuy suy hủ, nhưng thần thức cực kỳ cường hãn, trải qua rất nhiều biến cố sau đó, hắn thần thức, thậm chí so với trước kia còn cường hãn hơn. Cái này cái suy hủ thân xác, đã mau không chứa nổi hắn thần thức cùng linh hồn, cho nên hắn quyết định từng bước cùng quy trần dung hợp. Còn như ma đế, vậy dĩ nhiên là rất tốt đồ đựng, nhưng một mực đứng ở luân hồi trận doanh bên này, hắn cũng không khả năng lấy được, chỉ có thể mạo hiểm cùng quy trần dung hợp. Ở ma tổ vô thiên nhận biết bên trong, cùng quy trần dung hợp, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Một khi Phật ma hòa vào nhau, Phật tính thiện niệm chiếm cứ thượng phong, hắn ý thức rất có thể bị chìm ngập. Bái kiến lão tổ, Quy Trần, Trương Thanh Vũ, Phó Hồng Trần cùng rất nhiều kiếm môn nhân vật, tới đến trong đại điện, cùng kêu lên cung kính hướng ma tổ vô thiên thi lễ. Ma tổ vô thiên nhẹ khẽ gật đầu, đám người liền phân tọa thứ ngồi xuống. Diệp Thần và Võ Giao, bị an bài vào nhất thủ tọa thứ, khoảng cách ma tổ vô thiên gần đây. Luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ, một đoạn thời gian không gặp, người tu vi lại có tinh tiến. Ma tổ vô thiên vậy trống rỗng hốc mắt, quét nhìn hướng Diệp Thần. Sau đó, hắn lại nhìn xem Võ Giao, mỉm cười nói, Võ Giao tiểu thư, người cũng lớn như vậy, thiên nữ đều không người đẹp. Võ Giao không nói lời nào, khẩn ai ở Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn ma tổ vô thiên. Diệp Thần nói, ma tổ vô thiên, lời khách sáo cũng không cần nói, người tìm ta đàm phán, rốt cuộc có mục đích gì? Ta cần cho người thứ gì, người mới chịu thả qua ma đế? Lời nói này đi thẳng vào vấn đề, Diệp Thần nói thẳng minh ý đồ. Trên đại điện bầu không khí, cũng là khẩn trương nghiêm túc, những cái kia ca nữ toàn bộ ngưng mạn vũ động tác, yên lặng lui xuống. Ma tổ vô thiên nghe Diệp Thần mà nói, chỉ khẽ mỉm cười, tự mình bưng lên ly rượu uống một hớp, nói, người đối ma đế, thật là trọng tình trọng nghĩa, à, hắn từ đầu đến cuối không chịu đầu dựa vào ta, vậy ta cũng chỉ có thể động sát thủ. Diệp Thần gương mặt hơi vặn vẹo. Nói, người nếu thật muốn động sát thủ, vậy chúng ta tới giữa, liền không có gì để nói. Ma tổ vô thiên cười nói, luân hồi chi chủ, đừng xung động, người muốn nói, tự nhiên đều có thể nói. Dừng một chút, ma tổ vô thiên đổi một cái tư thế, dựa vào ghế, ung dung thong thả nói. Người muốn để cho ta thả qua ma đế, có thể, cầm vệ hồn châu giao ra. Nghe được ma tổ vô thiên điều kiện, Diệp Thần sửng sốt một tí. Vậy phệ hồn châu, nhưng mà không cấp thần khí, hơn nữa Diệp Thần đã lấy được rồi hai khối mảnh vỡ, tự nhiên không thể nào tùy tiện giao ra. Càng nguyên nhân trọng yếu, là phệ hồn châu có thể khắc chế thần hồn. Một khi ma tổ vô thiên, lấy được rồi phệ hồn châu, Diệp Thần liền nguy hiểm, hắn mặc dù có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, bởi vì bị khắc chế. Ngươi muốn phệ hồn châu làm gì? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Nếu như ma tổ vô thiên muốn vậy pháp bảo, thậm chí là nguyện vọng thiên tinh, tội ác chi chu, thẩm phán chi kiếm vân. Vân, hắn đều có thể giao dịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, phệ hồn châu là tuyệt đối không thể giao dịch ra ngoài, nếu không này cùng đồ sắc bén, sẽ ngược lại sát thương mình, liền luân hồi thánh hồn thiên cũng không ngăn nổi, khắc chế hiệu quả quá hung mãnh. Ma tổ vô thiên nói, ta cần phệ hồn châu, tới cắn nuốt hết quy trần ý thức của chính mình, như vậy. Ta liền có thể yên tâm cùng hắn dung hợp. Nói chuyện lúc đó, ma tổ vô thiên vậy trống rỗng hốc mắt, vừa nhìn về phía Quy Trần. Quy Trần thần sắc nặng nề, nhưng lại có một cổ thê lương đoạn tuyệt ý niệm, hiển nhiên sớm biết ma tổ vô thiên kế hoạch. Chung quanh Trương Thanh Vũ, Phó Hồng Trần các người, cũng lại yên lặng lắng nghe, bọn họ cũng trước chuyện biết tin tức. Ma tổ vô thiên, muốn cùng Diệp Thần giao dịch, bắt được Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu. Có phệ hồn hiệu quả, có thể nuốt phệ ý thức của người. Chỉ cần phệ hồn châu tới tay, ma tổ vô thiên liền có thể cắn nuốt hết quy trần ý chí, nhưng cất giữ sâu tầng thứ hiền lành tiềm thức. Cứ như vậy, hắn sẽ cùng quy trần dung hợp, đó chính là hoàn mỹ Phật ma hòa hợp, thiện ác quy nhất, mình ý chí, cũng sẽ không có bị ảnh hưởng nguy hiểm. Diệp Thần nghe được ma tổ vô thiên lời này, vậy cảm thấy đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ, nhưng lại muốn hy sinh quy trần. Quy Trần, người nguyện ý mình ý thức, cứ như vậy cắn nuốt hết sao? Diệp Thần nhìn về phía Quy Trần, hỏi. Diệp đại ca, Phật nói, cắt thịt tự ưng, thiện thiện giả vậy, ta vốn là lão tổ hóa thân,
ta ý thức, cũng không thuộc về ta, hôm nay trả lại cho lão tổ, cũng là công đức viên mãn, ta có thể yên nghỉ. Quy Trần chắp hai tay, trong miệng đọc một tiếng Phật hiệu, đã quyết ý tự mình hy sinh, tới tác thành ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên, ngươi thật là thật xấu, ngươi làm sao có thể cầm mạng của người khác, tới thỏa mãn nguyện vọng của mình. Một mực không mở miệng Võ Giao, lúc này nghe được ma tổ vô thiên mà nói, cũng không nhịn được tức giận mắng lên, mười phần tức giận. Ha ha, mạng hắn, là ta cho, ta hôm nay muốn lấy lại có lỗi gì? Ma tổ vô thiên cười một cái, không chút nào quan tâm Quy Trần tánh mạng, hắn chỉ quan tâm chính hắn. Quy Trần nghe được ma tổ vô thiên vậy lạnh nhạt lời nói, một hồi tổn thương trong lòng, cúi đầu, ảm đạm không nói. Diệp Thần trầm giọng nói, ma tổ vô thiên, chỉ cần ngươi chịu thả qua ma đế, ta pháp bảo gì đều có thể cho ngươi, thậm chí liền thiết phương tọa, nhân đồ thánh bôi, đều có thể cho, nhưng duy chỉ có phệ hồn châu không được. Ma tổ vô thiên diễn cảm cứng đờ, hắn không hỏi tại sao, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Phệ hồn châu pháp bảo này, quá đặc thù, có thể khắc chế thần hồn, giữa thiên hạ độc nhất vô nhị. Pháp bảo khác, đều không cách nào thương tổn tới Diệp Thần thần hồn, nhưng hết lần này tới lần khác cái này phệ hồn châu có thể. Chính là bởi vì một điểm này, cho nên Diệp Thần không chịu giao dịch. Ma tổ vô thiên trầm mặc chốc lát, sau đó dùng lạnh lùng thanh âm nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi cố kỵ, nhưng, pháp bảo khác ta không muốn, ta chỉ cần phệ hồn châu. Ngươi cầm phệ hồn châu cho ta, ta lập tức hóa giải được ma đế hồn chồng, từ nay về sau, chúng ta hai không thiếu nợ nhau, sau này tranh cãi nữa đấu, ai chết vào tay ai, vậy thì xem mọi người bản lãnh. Diệp Thần thanh âm cũng là lãnh khốc, nói, nếu như ta không cho đâu. Những lời này rơi xuống, bên ngoài đại điện mặt, rào rào xông vào một chi vệ binh, người người toàn bộ võ trang, đằng đằng sát khí, ngăn chặn lối ra. Ngươi muốn làm trái lời hứa động thủ, muốn ở chỗ này giết ta. Diệp Thần nhìn chung quanh vệ binh các cường giả, nhất thời sắc mặt thay đổi. Ma tổ vô thiên trầm giọng nói, không, ta nếu đã thề, nói ngày hôm nay sẽ không đả thương ngươi, vậy cũng sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là ngươi không chịu cầm ra phệ hồn châu, cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Tiếng nói rơi xuống, ma tổ vô thiên đột nhiên cong ngón tay bắn ra, một món màu đen kình khí, như lợi kiếm vậy bão tố bắn ra, nhưng cũng không phải là chỉ hướng Diệp Thần, mà là chỉ hướng Võ Giao. Bót! Màu đen kia kình khí, hung hăng đánh trúng Võ Giao vai trái. Võ Giao ai yêu một tiếng, cả người linh khí như vỡ đê vậy chút xuống ra, chỉ cũng không ngừng được, nàng rất nhanh sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh như băng, ngã ở Diệp Thần trong ngực, kêu một tiếng, Diệp Thần ca ca. Giọng nói run rẩy, như ngày mùa đông bên trong bị đông cứng người. Võ Giao muội muội, Diệp Thần kêu lên một tiếng, ôm chặt Võ Giao, chỉ cảm thấy nàng cả người lạnh như băng, linh khí cùng tinh khí không ngừng trôi qua, thậm chí ngay cả sinh mạng cũng đang trôi qua. Ma tổ vô thiên, ngươi làm những gì? Diệp Thần rất tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên thần sắc bình tĩnh, nói ta đã điểm nàng tử huyệt, sư huynh ta nói qua, hắn tương lai võ đạo thần thông, truyền thừa cho Võ Giao, hơn phân nửa không thể hoàn mỹ, sẽ có một cái tử huyệt tồn tại. Cái này tử huyệt, chính là trên vai trái huyệt thiên tỉnh, chỉ cần bị người điểm trúng, nàng cả người linh khí chính là lưu tán, thậm chí sinh mạng biến mất, hoàn toàn chết. Diệp Thần ôm Võ Giao, chỉ cảm thấy nàng thân thể, càng ngày càng lạnh, sinh mạng ở không có thể vãn hồi đi về phía trôi qua, trong lòng nhất thời bộ dạng sợ hãi cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới Võ Giao trên mình, lại có thể sẽ có tử huyệt tồn tại, càng không nghĩ tới ma tổ vô thiên, lại có thể làm trái lời hứa ra tay. Ngươi nói qua không động thủ, ngươi dám đả thương Võ Giao, vậy chúng ta không có gì để nói, quyết tử chiến một trận đi. Diệp Thần dưới cơn giận dữ, trực tiếp lấy ra Nhân Hoàng Thánh Đao, luân hồi ý chí nổ, trong lòng kêu gọi Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Tà Thần, chuẩn bị cùng ma tổ vô thiên quyết tử chiến một trận. Thấy Diệp Thần vậy giận dữ tư thái, toàn trường vệ binh cùng kiếm môn các đệ tử, đều là kinh hãi, người người rút ra binh khí, chỉ có Quy Trần vẫn là tay không. Diệp đại ca, lão tổ, các ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Quy Trần đi ra, đứng ở Diệp Thần cùng ma tổ vô thiên tới giữa, mặt đầy nóng nảy, đến, lão tổ, ngươi không phải đã nói, ngày hôm nay ngươi và Diệp đại ca, là chỉ làm đàm phán, sẽ không động thủ sao?
Ma tổ vô thiên nhàn nhạt nói, ta nói qua không bị thương luân hồi chi chủ, nhưng chưa nói không bị thương người ngoài. Vào giờ phút này, Diệp Thần đích xác không có gặp phải ma tổ vô thiên công kích, bị công kích người, là Võ Giao. Luân hồi chi chủ, như ngươi chẳng muốn Võ Giao chết, vậy thì ngoan ngoãn giao ra phệ hồn châu, chúng ta còn có chỗ chống thương lượng. Ma tổ vô thiên nói, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Thần tức giận, một tay ôm Võ Giao, một tay cầm Nhân Hoàng Thánh Đao, giận phát xung quan, ánh mắt trước đó chưa từng có lãnh khốc cùng căm hận. Lão tổ, người chơi loại chữ viết này trò lừa bịp, lại có ý gì? Ngươi làm sao có thể thất tín với người? Quy Trần thanh âm bi thương, đột nhiên đi tới Diệp Thần bên người, tay trái đánh ra, bót đích một tiếng, đánh về phía Võ Giao đầu vai. Võ Giao tử huyệt, nhất thời giải khai, vậy phát triển mạnh mẽ linh khí, ngừng trôi qua. Diệp Thần hoảng cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, cúi đầu hôn Võ Giao môi, đem mình một hơi luân hồi chân khí, độ đi qua. Võ Giao yếu ớt tỉnh lại, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Quy Trần cánh tay trái, vốn chính là từ ma tổ vô thiên thân thể, chuyển giá tới, cho nên hắn biết rõ ràng huyệt biện pháp, cứu vãn Võ Giao. Võ Giao vừa tỉnh lại, Diệp Thần rất sợ nàng lại gặp đến ám toán, đem nàng kéo đến phía sau mình. Quy Trần, ngươi làm gì? Ma tổ vô thiên thấy Quy Trần lại dám ra tay, phá hoại hắn kế hoạch, nhất thời giận dữ, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Lão tổ, người cùng luân hồi ân oán, ta không cầu hóa giải, nhưng, coi như ngươi công kích luân hồi, vậy cũng muốn đường đường tránh tránh, đùa bỡn loại chữ viết này trò lừa bịp, hạng thấp kém thủ đoạn đánh lén, lại có ý gì? Nếu là truyền ra ngoài, há chẳng phải là bị người nhạo báng? Quy Trần động thân đứng, cất cao giọng nói, thanh âm lại lộ ra một vẻ bi thương. Ma tổ vô thiên tức giận không dứt, tay phải phịch đích một tiếng, đem trước mặt ngọc án cũng đánh nát. Cắn răng nghiến lợi nói, ta làm việc, làm sao cần phải ngươi chỉ giáo. Ngươi cho ta lui ra. Quy Trần thần sắc đoạn tuyệt, như cũ đứng ở ma tổ vô thiên cùng Diệp Thần tới giữa, mơ hồ bảo vệ Diệp Thần, nói. Lão tổ, ngươi như cố ý động thủ, vậy chỉ có trước hết giết ta. Ngươi, ma tổ vô thiên khí được thất khiếu bốc khói. Trong đại điện, một đám kiếm môn nhân vật, nhìn Quy Trần theo lý tranh thủ hình dáng, cũng là hoàn toàn trầm mặc. Nói thật, ngày hôm nay chuyện này, đánh lén Võ Giao, uy hiếp Diệp Thần, đúng là cũng là ma tổ vô thiên làm không đúng, chỉ là trừ Quy Trần bên ngoài, không người dám nói. Rất tốt, rất tốt. Ma tổ vô thiên khí nổi giận chốc lát, thoáng khôi phục trầm tĩnh, nói. Ngươi nói công kích luân hồi, muốn đường đường tránh tránh, vậy nếu như ta đường đường tránh tránh quyết chiến, ngươi biết tận tâm tận lực ra tay. Quy Trần thân thể chấn động một cái, trầm mặc xuống. Ma tổ vô thiên nói, ngươi vẫn là không quả quyết, không dám ra tay. Vậy ngươi không tư cách ngăn cản ta. Quy Trần hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc liền quyết định, nói, lão tổ, như ngươi chịu đường đường tránh tránh quyết chiến, ta tự nhiên đứng ở ngươi bên này, ta sẽ đích thân vì ngươi chính tay đâm luân hồi, nhưng phải công chính, giống như thiên nữ đối đãi Diệp Thần như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Quy Trần quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt. Hắn ánh mắt. Là ma tổ vô thiên chuyển giá tới đây ánh mắt. Vào giờ khắc này, Diệp Thần từ Quy Trần trong mắt, cảm nhận được trước đó chưa từng có chiến ý, vậy là bất đắc dĩ chiến ý, bị vận mệnh vội vã chiến ý. Hắn cuối cùng là thân bất do kỷ. Ma tổ vô thiên nghe được vậy chính tay đâm luân hồi bốn chữ, thần sắc đại hỉ vui vẻ yên tâm, nói, rất tốt, đây là ngươi nói, ta già rồi, muốn đối phó luân hồi chi chủ, chỉ có thể đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, ngươi còn trẻ. Không kinh mài mòn, ngươi như muốn đường đường tránh tránh đánh bại luân hồi chi chủ, ta liền đáp ứng ngươi. Dừng một chút, ma tổ vô thiên nhìn về phía Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi có thể đi, trong một tháng, ta sẽ phái người tự mình lướt đi tinh nguyệt giới, nếu đàm phán không được, chúng ta trên chiến trường gặp, ta sẽ đích thân giết ngươi, cướp được phệ hồn châu, không cần ngươi ban cho. Lời nói này, đã ngang hàng là tuyên chiến. Quy Trần đã rõ ràng thái độ. Chỉ cần là đường đường tránh tránh quyết chiến, hắn sẽ toàn tâm toàn lực ra tay. Ma tổ vô thiên vậy lập tức thay đổi sách lược, hắn muốn đường đường tránh tránh giết chết Diệp Thần, vạn khư không làm được sự việc, hắn làm, bởi vì hắn có Quy Trần cái này cầm lưỡi dao sắc bén. Phật ma dung hợp dưới, Quy Trần có thể câu thông trong chỗ U Minh Thiên Ma Tinh Biển. Một khi bốn lớn cao nhất thần khí một trong,
thiên ma tinh biển uy nghiêm hạ xuống, đó đúng là luân hồi ngày tận thế. Diệp Thần nghe được ma tổ vô thiên tuyên chiến, sắc mặt trầm xuống, lại hỏi, vậy ma đế đâu? Ma tổ vô thiên ha ha cười một tiếng, nói chúng ta ngày hôm nay đàm phán tan vỡ, ngươi còn muốn kết quả. Trở về cho hắn chuẩn bị hậu sự đi. Nghe nói như vậy, Diệp Thần diễn cảm nhất thời cứng ngắc. Người đâu, tiễn khách. Ma tổ vô thiên kiên quyết phất tay một cái, nếu quyết định khai chiến, vậy cũng không cần phải bàn lại. Trên đại điện mọi người, chố mắt nhìn nhau, đều là lo âu. Một khi công khai quyết chiến, ai chết vào tay ai, vậy còn rất khó nói. Luân hồi khí vận quá đáng sợ, suy nghĩ một chút vạn khư, Vũ Hoàng cổ đế ở tại địa bàn của mình, cả ngày tội cổ kiếm đều xuất động, cũng giết không chết Diệp Thần. Muốn nghiền diệt luân hồi, nơi nào có như thế dễ dàng. Luân hồi sau lưng, Nhâm Phi Phàm, Võ Giao, Diệp Tà Thần, không một cái là thiện cùng hạng người. Nghĩ đến chiến đoàn mở một cái, chết ở khó tránh khỏi, đám người trong lòng đều là hoang mang bất an. Diệp đại ca, ta đưa người đi. Quy Trần ảm đạm, cuối cùng là hắn, tự mình đem Diệp Thần và Võ Giao, đưa ra kiếm môn. Ba người ở kiếm môn giữa núi tràn đầy phải, tất cả mang tâm sự, đều là yên lặng. Diệp Thần biết, lần sau cùng Quy Trần gặp mặt, vậy thì là chân tránh sanh tử quyết chiến. Tràn đầy hành hồi lâu, rốt cục thì Quy Trần mở miệng trước, phá vỡ yên lặng, nói, Diệp đại ca, người muốn hóa giải ma đế các hạ còn sót lại hồn chồng, thật ra thì còn có những biện pháp khác. Diệp Thần nghe được lời này, tinh thần chấn động, nói, còn có biện pháp gì? Quy Trần nói, sạch sẽ tim tuyết liên, dùng sạch sẽ tim tuyết liên, có thể hóa giải được hết thảy lệ khí và ma khí. Diệp Thần truy hỏi, sạch sẽ tim tuyết liên. Quy Trần nói, ừ, đó là một loại thời đại hồng hoang thiên tài chân bảo, vô cùng là chân quý, hôm nay chỉ có Tử Hoàng Tiên Cung có thể trồng trọt, thường thường phải kể tới cái kỷ nguyên thời gian, mới có thể thành thục, đạo đức thiên tôn lấy sạch sẽ tim tuyết liên linh khí, hóa giải mồi lửa lệ khí. Diệp Thần nói, người có sạch sẽ tim tuyết liên sao? Quy Trần bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên không có, kia dược tài quá chân quý. Ta chỉ là nghe qua truyền thuyết, nghe nói liền đạo đức thiên tôn, cũng bỏ không được cầm ra sạch sẽ tim tuyết liên, đưa cho người ngoài. Triều đại tới nay, thái thượng công đức chiến phần thưởng, vô cùng là phong phú, thậm chí liền vô vô thần khí đều có thể có, nhưng hết lần này tới lần khác không có sạch sẽ tim tuyết liên. Diệp Thần nghe xong Quy Trần mà nói, nhất thời chau mày. Nếu như Quy Trần không lừa gạt hắn mà nói, cái này sạch sẽ tim tuyết liên, đó thật đúng là tuyệt thế hiếm thấy. Coi như là thái thượng công đức chiến bên trong, triều đại phần thưởng, cũng không có xuất hiện qua loại vật này, hiển nhiên bị đạo đức thiên tôn coi là chân bảo. Ta nghe nói Nhâm Phi Phàm thiên đế, thần thông quảng đại, hắn có lẽ biết như thế nào có thể bắt được sạch sẽ tim tuyết liên, người có thể đi trở về hỏi hắn. Quy Trần lại nói, được, đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Quy Trần tạm biệt, lúc chia tay để gặp, hai người đều có điểm thổn thức. Diệp đại ca. Chờ lần sau gặp nhau, ta sẽ đem hết toàn lực hướng ngươi ra tay, ta định dùng thiên ma tinh biển mai táng ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Quy Trần rất là thẳng thắn, thậm chí đem tương lai mình đối phó Diệp Thần thủ đoạn, cũng trước thời hạn nói ra. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, được, biết, ta đi. Quy Trần nói, ừm. Lập tức, Diệp Thần mang Võ Giao rời đi, trở lại tinh nguyệt giới. Quy Trần vẻ mặt rất là phức tạp. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Rất nhanh, Diệp Thần và Võ Giao, yên ổn trở lại tinh nguyệt giới. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Ma Đế các người, sớm cảm giác được thiên cơ thay đổi, thấy Diệp Thần yên ổn trở về, đều là thở phào nhẹ nhõm. Đàm phán tan vỡ. Ma Đế trầm giọng hỏi, hắn là vòng xoáy nhất trung tâm, nhất quan tâm thương lượng kết quả. Nhưng xem Diệp Thần diễn cảm, tựa hồ không quá thuận lợi. Diệp Thần yên lặng gật đầu một cái, nói, ma tổ vô thiên không muốn bàn nữa xử, hắn muốn trực tiếp công kích ta. Đem ở kiếm môn bên trong sự việc, đơn giản nói một lần. Đám người nghe được ma tổ vô thiên, lại muốn ở trong một tháng, tấn công tinh nguyệt giới, đều có chút không tưởng tượng nổi. Ma tổ vô thiên dám đến, chỉ có một con đường chết. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, trong giọng nói thô bạo dung mạo hiện ra hết, hắn đúng là cũng có cuồng ngạo tư cách. Ở tinh nguyệt giới bên trong, luân hồi trận doanh chiếm hết ưu thế, coi như Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, cũng không thể tiêu diệt luân hồi,
ma tổ vô thiên lại làm sao có thể làm được. Diệp thần lại không dám ung dung khinh thường, nói, vậy quy trần có thể mượn dùng thiên ma tinh biển lực lượng, đổ cũng không thể nhỏ thứ. Dừng một chút, Diệp thần lại nói, quy trần nói cho ta, muốn giải quyết ma đế còn sót lại hồn chồng, còn có thể dựa vào một loại kêu sạch sẽ tim tuyết liên dược liệu. Nghe được sạch sẽ tim tuyết liên cái danh xưng này, Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, sạch sẽ tim tuyết liên, cái này cũng không tốt làm, đó là đạo đức thiên tôn làm vận mệnh đồ, là hóa giải mồi lửa lệ khí cần thiết vật, hắn không thể nào lấy ra. Ma đế rộng rãi cười một tiếng, nói, không sao, sinh tử có số, như một kiếp này, ta không thể chống nổi đi, đó cũng là số mạng cho phép. Nhâm Phi Phàm trầm tư chốc lát, nói, ngươi là luân hồi trận doanh trọng yếu tồn tại, ta không thể nhìn ngươi chết, thôi, ta đi cùng đạo đức thiên tôn nói một tiếng, kêu hắn cầm vậy sạch sẽ tim tuyết liên, bỏ vào thái thượng công đức chiến, làm là hạng nhất khen thưởng. Nghe được lời này, Diệp thần, võ giao, ma đế đều là kinh hãi. Diệp thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi cùng thần bí kia đạo đức thiên tôn, cũng có giao tình. Hắn biết Nhâm Phi Phàm giao thiệp rộng hào phóng, nhưng không nghĩ tới lại có thể cùng đạo đức thiên tôn, cũng có liên lạc. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói ta lúc còn trẻ cũng từng tham gia thái thượng công đức chiến, cầm lấy hạng nhất, gặp qua đạo đức thiên tôn, hơn nữa luận đạo mấy ngày, ta cùng hắn giao tình không tính là cạn, lần này liền do ta ra mặt, cùng hắn nói một tiếng là được.